Người tu âm đức rất là quan trọng. Biết âm đức là gì không? Biết âm đức là gì không? Là mình tụng kinh, niệm Phật, hồi hướng cho tất cả những phần vong linh, hương linh chưa được siêu thì được siêu, không được no thì được no. Hả, mình độ cho họ nhiều nhiều chừng nào thì âm đức mình càng lớn chừng đó. Khi mình tu tụng giỏi chừng nào thì chung quanh mình nhiều vong linh, hương linh lại gần mình nhiều chừng đó. Đây là cái cơ hội cho chúng ta tạo được âm đức trong việc tu học. Bởi vì âm đức rất quan trọng cho người tu. Âm đức càng cao dày chừng nào thì đạo hạnh huynh đệ càng lớn chừng đó. Nhớ không? Âm đức càng cao dày thì đạo hạnh càng lớn. Đạo hạnh huynh đệ càng lớn, bởi vì âm đức cao dày cho nên phước báo huynh đệ cao dày. Phước báo huynh đệ càng lớn thì trí tuệ huynh đệ càng sáng suốt. Mà trí tuệ huynh đệ càng sáng suốt thì nghiệp lực huynh đệ càng mỏng. Có đúng vậy không? Có đúng vậy không? Tôi nào lặp lại để huynh đệ rõ. Bổn phận của Phật tử đạo hữu chúng ta muốn tu học tiến hóa phải biết tạo âm đức. Âm đức là tu tụng cho giỏi để giúp những vong đệ, huynh đệ, vong linh, hương linh chung quanh mình được siêu sanh tịnh độ. Nếu mình càng độ huynh đệ, vong linh, hương linh càng nhiều chừng nào thì âm đức mình càng cao dày chừng đó. Âm đức càng cao dày thì đạo hạnh càng lớn. Đạo hạnh càng lớn thì phước báo càng cao. Phước báo càng cao thì trí tuệ càng sáng. Trí tuệ càng sáng thì nghiệp lực càng mỏng. Đó là con đường chúng ta phải làm. Cho nên âm đức rất quan trọng cho việc tu học của chúng ta. Nhớ không? Rồi bắt đầu chúng trung đạo đi vào làm cách nào để giúp cho huynh đệ, vong linh, hương linh có cơ hội siêu sanh tịnh độ và no đủ. No đủ đây không có nghĩa là được ăn. Trung đạo nói chuyện pháp, khai thị cho họ để mà an ủi cái thức lạc lõng của họ, không nơi nương tựa. Ban rải cái lòng từ bi mình dành cho họ để cái thức của họ được tròn đủ. Họ rất là yếu đuối mỏng mảnh. Khi mình ngồi xuống tụng kinh niệm Phật, họ lại gần mình để họ rút cái điển lực của mình, cái năng lượng của mình để họ nuôi dưỡng thân, cái thức của họ cho được đầy đủ, mạnh mẽ để được tồn tại. Rõ chưa? Họ lại gần mình để chi? Khi mình tụng kinh á, cái năng lượng mình toát ra rất là nhiều, cho nên họ lại gần. Họ dùng cái năng lượng đó để giúp cho cái thức họ được tồn tại trước. Mỗi một ngày một chút, ngày một chút, khi chúng ta tụng kinh nhiều, học giỏi vô thì năng lượng của mình rất là mạnh mẽ. Họ dùng cái năng lượng đó để giúp cho họ có cơ hội siêu, tức là đào thai. Đó là việc làm quan trọng nhất của tất cả huynh đệ đạo hữu Phật tử hiện tiền trước chánh điện của ngày hôm nay. Mà chúng ta từ ngày hôm nay trở đi, chúng ta phải ý thức rằng là mỗi lần khi chúng ta ngồi xuống tụng kinh niệm Phật, phải nhớ là hồi hướng công đức và cầu nguyện cho tất cả vong linh, hương linh, hữu tình, chiến sĩ trận vong, oan hồn uổng tử, thập loại cô hồn, đồng bào tử nạn, thai nhi sản nạn, thai nhi bị chối bỏ, nhất là những các cô hồi còn trẻ, còn tuổi nhỏ không ý thức được phá thai, hư thai hay bỏ thai nhi đó. Và chúng ta phải cố gắng cầu nguyện cho các em được siêu sanh, đồng thời phải sám hối việc làm của mình trong quá khứ, trong hiện tại, phải sám hối việc làm của mình trong tiền kiếp, trong hiện kiếp. Như vậy mới có đủ công đức mà giúp đỡ các huynh đệ vong linh, hương linh được siêu sanh tịnh độ và no đủ. Các huynh đệ nữ nghe rõ thầy nói không? Cho dù muốn hay không muốn, cố tình hay vô tình làm mất đi cái sinh mạng của thai nhi, mình cũng phải biết sám hối cho việc làm của mình trong quá khứ, trong hiện tại, trong tiền kiếp, trong hiện kiếp. Sám hối mỗi ngày để chi? Để việc tu học mình nó nhẹ nhàng, nó thảnh thơi hơn. Đồng thời phải biết cầu nguyện như thầy mới nói. Một chút nữa thầy sẽ đọc đi đọc lại câu này cho huynh đệ nhớ được bao nhiêu thì nhớ. Khi tụng kinh xong, huynh đệ phải ngồi đó hồi hướng. Bây giờ trung đạo sẽ chỉ từng bước đi, từng bước đi để huynh đệ có thể tự ở nhà mình hoặc là vô đây tụng kinh, hay về nhà mình ngồi xuống mình tụng một thời kinh. Thì trong thời kinh mình phải làm cái gì? Đầu tiên là giúp cho vong linh, hương linh, cửu hiền, thất tổ, ông bà nội ngoại hai bên, vong linh, linh còn đang trong nhà mình được siêu sanh tịnh độ mà nó đủ, và quan gia trái chủ của mình được siêu sanh. Bây giờ chúng ta đi từng bước một. Ở đây huynh đệ hầu như có tụng đại bi phải không?
Có tụng đại bi hết phải không? Dạ Di Đà Phật. Đại bi, trước thầy có giảng đại bi đây rồi. Đại bi chú có công năng giải trừ bệnh tật, giải trừ oan gia trái chủ, giải trừ nghiệp chướng, phát triển trí tuệ, cải lão hoàn đồng, rốt ráo giải thoát. Đó là công năng của đại bi. Đầu tiên huynh đệ nên tìm cái bài chú ngắn trước khi tụng đại bi là bài ngũ bộ chú. Huynh đệ có biết ngũ bộ chú rồi phải không? Ở đây có tụng ngũ bộ chú chưa, giơ tay lên. Tụi con còn sách không vậy? Có đem sách theo không vậy? Không. Sách nhiều không? 20 đó hả? Tụng ngũ bộ chú để làm chi? Ngũ bộ chú là ngũ hành trong cơ thể mình, có ngũ tạng, tâm, can, thì, phế, thận. Mình tụng ngũ bộ chú để cho con người mình khỏe mạnh trước. Sau tụng đại bi thì trong chỗ đại bi nó có chữ mạ mạ. Huynh đệ muốn cầu nguyện cái gì thì thế cái chữ mạ mạ vô. Bỏ cái chữ mạ mạ đi, để cái ý nguyện mình vô. Có rõ không? Cái chỗ giá ra mạ mạ phạt ma ra đó, mình bỏ chữ mạ mạ đi. Rồi để cái tên mình vô, mình cầu cái gì mình nói ra. Thì mình tụng ở nhà mình, mình có thể tụng 21 biến đại bi chú xong thì tụng một lần Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Xong Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh mình tụng 21 lần Yết Đế Yết Đế. Huynh đệ có làm vậy không? Hả? Đừng. À, tại sao chúng ta phải tụng Yết Đế nhiều? Tại sao huynh đệ lúc mà tụng Bát Nhã Ba La Mật, huynh đệ có nhớ không? Tam Tế Phật Y Bát Nhã Ba La Mật Đa Cố Đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Ba cái đời Phật mà còn tụng Yết Đế để mà đạt tới mức vô thượng Bồ Đề. Tại sao mình đọc Yết Đế nhiều? Là bởi vì trong Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh dạy cho mình cái tâm rời bỏ cái chấp, cái tính cố chấp của mình, cái tính ngoan cố bướng bỉnh, cái tính mê tín, mê muội, mê si, mê những điều không phải của thế gian. Cho nên mình tụng Yết Đế nhiều để mình giải trừ những cái mê chấp mê lầm đó. Có rõ không? Tam Thế Phật còn dùng Yết Đế Ba La Đế Ba La Tăng Đế để giúp cho các ngài đạt đến cảnh vô thượng Bồ Đề, tức là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, là cõi vô thượng Bồ Đề đó. Rõ không? A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề là cõi vô thượng Bồ Đề của chư Phật ở. Cho nên các vị tụng Yết Đế nhiều để giải trừ cái tâm chấp của mình, giải trừ cái tánh chấp của mình, giải trừ cái tánh ngoan cố bướng bỉnh của mình. Chính vì Yết Đế mà Tam Thế Phật vẫn dùng, huống chi là mình. Nhờ dụng Yết Đế Đế nhiều cho nên các ngài mới giải được cái gì? Giải được cái tánh ngoan cố bướng bỉnh, cố chấp lì lợm, giải được những thói hư tật xấu, giải những điều mê muội, mê si, mê tín, chấp tà. Giải hết tất cả những điều không tốt lành thì mình mới có cơ hội thoát được sanh lão bệnh tử. Thấy chưa? Giải cái gì, thoát cái gì? Tu, giải thoát. Giải là giải tất cả những điều thối hư tật xấu, tánh mê chấp mê lầm của mình, là thoát, thoát được sanh lão bệnh tử. Đó là giải thoát đơn giản nhất để cho huynh đệ dễ hiểu. Rõ không? Thế nên mình tụng Yết Đế nhiều để giúp cho mình rời bỏ cái sự chấp lầm mê lầm của mình đã từng sống trong thế gian pháp. Tụng Yết Đế càng nhiều thì cái tánh mà ngoan cố bướng bỉnh nó càng bớt đi. Cho nên huynh đệ tu muốn tiến hóa là phải như vậy. Rõ chưa? A Di Đà Phật. Tu là phải tiến hóa, chứ không phải là mỗi một ngày mình hạnh phúc hơn một chút, mỗi một ngày mình an tịnh hơn một chút, mỗi một ngày mình vui vẻ hơn một chút mới là tiến hóa. Còn tu mà buồn phiền rồi bệnh tật rồi bệnh rồi bệnh là mình thoái hóa, chứ mình đi ngược lại với chư Phật. Cho nên khi tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh xong, huynh đệ nhớ cố gắng tụng 21 lần Yết Đế để giúp cho mình giải trừ tâm mê chấp mê lầm ngoan cố bướng bỉnh, cứng đầu cứng cổ. Nhớ chưa? A Di Đà Phật. Rồi. Xong Bát Nhã rồi, huynh đệ niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 3 lần, Nam Mô Di Đà Phật bao nhiêu lần tùy ý, Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quán Thế Bồ Tát, xong rồi Nam Mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương. Đây là quan trọng nhất nè. Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, việc làm của Ngài là giúp cho tất cả vong linh hương linh chưa siêu được siêu,
chưa đầu thai được đầu thai. Cho nên chúng ta tụng Bát Nhã xong, Yết Đế vừa xong là niệm Nam Mô Bổn Sư bao nhiêu lần tùy ý, Nam Mô A Di Đà Phật bao nhiêu lần, Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Con tên là gì? Pháp danh gì? Hôm nay chúng con nương vào oai thần oai lực của cha mẹ Như Lai, chư thiên chư Phật chư Bồ Tát cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát, nguyện cầu siêu cho tất cả các vong linh, hương linh, hữu tình, chiến sĩ, trận vong, oan hồn, uẩn tử, thập loại cô hồn, đồng bào tử nạn, thai nhi sản nạn, oan gia trái chủ, vong linh, hương linh, chết sông, chết biển, chết ao hồ, chết đâm, chết chém, chết cháy, chết thắt cổ, tự tử, chết vì tai nạn giao thông, chết vì bùa ngải, ếm đối, chết siêu mồ lạc mã, chết bất đắc kỳ tử. Vong linh, hương linh, cũ hiền thất tổ, ông bà nội ngoại hai bên, những ai chưa được siêu sanh thì được siêu sanh, không được no đủ thì được no đủ. Nhớ không? Nhớ chết liền. Cái gì là Phật? Nói nhiều quá sao nhớ? Một chút nữa trung đạo sẽ lặp đi lặp lại, huynh đệ sẽ nhớ. Bởi vì huynh đệ vong linh hương linh tụ tập đây rất là nhiều, nhiều để họ chờ khi mà pháp thí xong thì họ mình thí thực cho họ. Cho nên họ rất là hạnh phúc hoan hỷ để họ được nghe pháp, thính pháp xong rồi họ được giúp cho được siêu. Thì hôm nay rất là đại hạnh phúc cho họ đó. Nhưng khi mà bài giảng này xong chúng ta cùng xây mặt lại cái đàn tràng, chúng ta cùng tụng với nhau bảy biến đại bi, rồi tụng theo thầy. Rồi huynh đệ sẽ thấy được cái công năng mà huynh đệ tụng cùng với thầy như thế nào. Huynh đệ thấy rất là hạnh phúc sau khi mình pháp thí thực xong. Thì họ đi họ rất là vui vẻ. Thì cái cách thức làm như thế nào huynh đệ cứ nhìn, rồi huynh đệ sẽ hiểu được cái cách làm đó. Khi tụng cầu nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát xong, cầu cho tất cả vong linh linh xong, thì chúng ta tụng 21 lần vãng sanh quyết định chân ngôn. Vãng sanh quyết định chân ngôn không có nghĩa là mình niệm là người đó sẽ siêu. Vãng sanh quyết định chân ngôn nó có 3 cách trừ. Thứ nhất là mình trừ được oan gia trái chủ mà đeo bu mình. Lúc mình ăn con này con nọ con kia, mình giết nó nhiều quá đó, cái lúc mà mình yếu mình nằm trước khi chết đó, nó bu lại nó cắn mình. Cho nên đại đa số những người ăn tầm bậy tầm bạ trước khi chết nằm rên la hoài không có chết được. Người trong nhà hiểu được chuyện á, lập cái bàn nhỏ thôi, cúng một bữa cơm chay chút xíu nước hoa quả trái cây, mình tụng thời kinh đại bi xong một biến A Di Đà, tụng cho quan gia trái chủ đang đeo đuổi thân xác này phải được no đủ và siêu sanh tịnh độ. Tụng xong cái người nhà mình nó hết rên la, 2 ngày sau chết rất là an lành. Huynh đệ thử làm đi, hiệu nghiệm vô cùng. Trung đạo muốn chia sẻ cái điều này là tại sao. Ở đây đại đa số là huynh đệ Phật tử biết thầy là người Công giáo rồi đúng không? Đúng không? Anh của thầy là người Công giáo. Anh thầy chết cách đây 4 tháng, lúc thầy đang xuống Vĩnh Long này mà để cúng chẩn cho cái nhà kia đó, thì chị dâu của thầy gọi xuống là anh Năm là mới chết. Thì thầy, anh là Công giáo mà, thầy mới kêu là chị rờ tay chân ảnh coi cái chỗ nào ấm nóng nói cho thầy biết. Thì chị nói là cái bàn chân rất là lạnh, cái ngực rất là lạnh, cái mặt cũng lạnh, mà cái đầu trên đầu rất là nóng. Huynh đệ biết tại sao mà cái đầu anh nóng không? Mà trung đạo nói ra huynh đệ cũng không tin được cái điều này. Khi huynh đệ tụng kinh nhiều rồi, ngày nào cũng tụng đại bi, rửa sạch cái nghiệp chướng của mình, cái miệng mình rất là sạch. Với điều kiện là phải ăn sạch, nói sạch, làm sạch, nghĩ sạch, thì tụng kinh cái miệng mới sạch. Ăn sạch là ăn cái gì? Ăn không chúng sanh. Nói sạch là nói cái gì? Lợi lạc cho ba tánh chúng sanh. Nghĩ sạch là nghĩ cái gì? Lợi lạc cho ba tánh chúng sanh. Làm sạch là làm những điều lợi lạc, an lành cho ba tánh chúng sanh, cho dân tộc, cho đất nước, là việc làm của chúng ta để chúng ta tạo phước đức. Mà cái miệng này rất là hay, huynh đệ tụng trên 10 năm mà ăn sạch nói sạch làm sạch, ăn thiện nói thiện làm thiện, ăn lành nói làm lành, 10 năm sau cái miệng mình từ phàm khẩu vô tri vô giác trở thành thần khẩu, thánh khẩu, tới bậc cao nhất là Phật khẩu. Cái miệng này mà khi có Phật khẩu rồi, huynh đệ không cần phải đứng gần người gần chết mà niệm Phật, không cần. Huynh đệ chỉ kê vô cái lỗ tai cái người gần chết, huynh đệ cho nói vậy nè: nè nghe không, chỉ có lúc mà nhớ không, chỉ có anh với ông Phật thôi, nhớ không, anh với ông Phật thôi. Thì anh thầy là Công giáo cho nên thầy không kêu ổng niệm Nam Mô A Di Đà Phật được, ổng sẽ giận, ổng sẽ chống đối,
Thế nên thầy tụng cho ổng xong thì ổng không còn rên la nữa. Mấy ngày sau ổng kêu vợ ổng tới, tại vì gia đình Công giáo mà, ổng kêu nói: "Thì 5 ngày nữa tao chết." Mà ổng chưa hề niệm một câu Phật nào, mà ổng chỉ niệm vậy nè, đừng có cười. Lúc mà ảnh nằm rên la thì tụng thầy kinh xong, thầy nói với lỗ tai ảnh á: "Anh yên tâm, anh chết tôi sẽ lo cho anh đầy đủ, anh chỉ giúp tôi một việc thôi." Thầy kê vô lỗ tai ảnh, thầy nói đó: "Anh cứ niệm Nam Mô A Di Đà Chúa đi, Nam Mô A Di Đà Chúa, Nam Mô A Di Đà Chúa, cứ làm y như vậy đi, tôi lo cho anh đầy đủ." Và mấy ngày sau kêu vợ tới: "5 ngày nữa tao chết." Ghê chưa? Thì đúng 5 ngày sau ảnh chết, cái đầu ảnh nóng hổi đó. Có cần phải hộ niệm không? Không. Bởi cái miệng của mình đã trở thành Phật khẩu. Khi mình nói vào cái lỗ tai người gần chết á, thì cái thức nó nằm trong cái thức, nó lặp đi lặp lại: "Nam Mô A Di Đà Chúa, Nam Mô A Di Đà Chúa", nó nằm nó lẫn quẩn trong đó. Mà người gần chết sẽ được như vậy. Còn cái anh mà đang cầm cặp táp ngoài kia kìa, ảnh còn sống đó. Mà cách đây một năm mấy gặp thầy thôi, mà ảnh làm thấy là đá gà độ. Kinh khủng nhất là cái bè nè, mỗi lần đá là 100-200 triệu. Mà thầy nói có một câu thôi, giờ này còn chưa chịu tu làm gì nữa. Mà cái câu này nó nằm trong đầu ảnh 2 tuần, nó lặp đi lặp lại: "Giờ này sao chưa chịu tu còn làm gì nữa." 2 tuần sau cả nhà dẫn tới đảnh lễ thầy xin làm đệ tử, bán con gà. Con gà của anh là giá 50 triệu, anh năn nỉ ta, anh bán 30 triệu một con gà. Huynh đệ tưởng tượng đi, một con gà 30 triệu, kinh khủng. Anh bán hết cái đám gà của anh rồi anh đuổi luôn cái người nuôi gà của anh luôn. Bây giờ anh ăn chay trường luôn đó, anh bỏ cái rột. Cho nên tên ảnh là Trung Ngộ. Ngộ tức thì bỏ đá gà, bỏ luôn nuôi gà, đá đuổi luôn người nuôi gà, ăn chay trường luôn, và cả nhà ăn trường chay đó. Huynh đệ thấy chưa, cái miệng mình nó ngộ lắm. Mình tập trung tư tưởng như mình nói một vị nào thì nó nằm trong cái đầu này, nó quần đi quần lại. Bởi vì cái miệng mình rất có cái lực rất là mạnh mẽ, mà gọi là Phật lực. Cho nên mình được phép nói cho cái người gần chết, nói vào lỗ tai thì cái lời nói mình sẽ quẩn đi quẩn lại, mà cái người đó nằm nghe Nam Mô A Di Đà Chúa, Nam Mô A Di Đà Chúa. Khi chết cái đầu nóng hổi. Anh ruột của thầy đó, A Di Đà Phật. Thấy ngộ không, màu nhiệm không? Đâu cần phải là, ảnh là người Công giáo, nếu mình kêu niệm Nam Mô A Di Đà Phật ảnh chống đối liền. Nhưng mà có chữ Chúa trong cũng vui rồi, Nam Mô A Di Đà Chúa cũng được. Thôi niệm đại đi, tới đâu tới, miễn gì với Chúa là được rồi, phải không? Cái thức cuối cùng mình nghĩ cái gì mình được về nơi đó. Cái thức cuối cùng mình nghĩ cái cảnh nào mình sẽ được trong cảnh đó. Cho nên người tu tụng niệm phải biết rằng là cái thức cuối cùng rất là quan trọng cho cuộc đời tu học của mình. Mình nghĩ cái gì mình sẽ được cái đó. Mình muốn ly cà phê sữa đá mỗi ngày phải không? Chắc chắn chết đi ngày nào cũng được ly cà phê sữa đá mà không bao giờ siêu đó. Giờ muốn ly cà phê sữa đá không? Cho nên người tu không những tu cho mình, rồi còn biết giúp đỡ huynh đệ âm linh, vong linh, hương linh chưa siêu được siêu, không no được no. Đó là bổn phận của người Phật tử thuận thành chân chính. Đồng thời cái bổn phận lớn nhất của chúng ta là giúp cho cụ hiền thất tổ, ông bà nội ngoại hai bên của mình được no đủ và siêu sanh tịnh độ. Huynh đệ tụng kinh, trong kinh có nói là âm siêu dương thới mà, phải không? Âm không siêu thì dương không bao giờ thới. Cho nên cụ hiền thất tổ chưa siêu thì gia đình mình không bao giờ hưng thịnh. Nó ngộ như vậy đó. Mà cụ hiền thất tổ không siêu rồi, con cháu làm ăn kỳ cục lắm. Hổng chuyện này là chuyện nọ à, hổng chuyện này chuyện nọ, hổng chuyện xuôi này chuyện xuôi khác, gia đình lộn xộn hoài. Là bởi vì trong nhà mình cụ hiền thất tổ, ông bà nội ngoại hai bên chưa được siêu. Cho nên bổn phận của huynh đệ khi tụng ngũ bộ chú đại bi xong thì tụng một thời kinh A Di Đà sau 6 giờ chiều, để 3 chén cháo nấu lỏng lỏng thôi, để trên bàn thờ của ông bà mình, hoặc nếu không có bàn thờ của ông bà thì để bàn thờ của Phật á, để lên trên bàn thờ với một chút xíu muối gạo, hoa quả. Tụng ngũ bộ chú đại bi xong, tụng một thời A Di Đà sau 6 giờ chiều, cầu cho cụ hiền thất tổ, ông bà nội ngoại hai bên được no đủ và siêu sanh tịnh độ. Sau kinh A Di Đà tụng một thời Bát Nhã xong, tụng 21 lần Yết Đế xong, cầu niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát, tụng 21 lần Vãng Sanh Quyết Định Chân Ngôn, nhớ không? Đây là cái nghi mà giúp đỡ huynh đệ phát triển, tiến triển trên con đường tu học, là phải biết độ âm linh trước. Tụng kinh là độ cho mình, nếu mình tụng hay tụng giỏi thì mình sẽ độ được những người bên cạnh là gia đình mình, rồi hàng bà con lối xóm,
Rồi bên cạnh đó có những vong linh, hương linh chung quanh lối xóm lại tụ tập về nhà mình cùng tu với mình mỗi một ngày. Mình tu 3 thời, họ được 3 thời, mình tu 4 thời, được 4 thời. Để ý coi huynh đệ tu giỏi thì giỏi, mặt rất là đẹp, mà bê bối bỏ chừng một tuần thôi cái mặt lại đen. Tại sao mình tu mà mình đẹp, mình bỏ một tuần mặt mình đen? Tại sao? Là bởi vì những cái vị âm linh trong nhà mình bu vô nhà mình á, hút mình, hút cái mặt mình riết, mặt mình đen. Bởi vì mình bê bối trong việc tu học cho nên làm cái mặt mình đen, là bởi vì họ quá đông trong nhà mình, họ dùng cái năng lượng của mình để họ tồn tại, cho nên bắt buộc họ phải hút mình. Nhưng mà mình lại không ý thức được điều này. Bởi vì không ý thức cho nên chúng ta không có năng nổ trong việc tu tập để giúp đỡ họ siêu sanh. Quý vị thấy quan trọng ghê chưa? Rõ không? Có làm được không A Di Đà Phật? Làm được không? Để làm là làm cho mình thôi, phải cho thầy đâu á nha. Thầy chỉ nói dùm thôi à. Thầy nói làm sao cho huynh đệ làm, để huynh đệ tạo phước cho mình tu học. Âm đức rất là quan trọng. Âm đức là phước vô lậu. Phước vô lậu là trường tồn vĩnh cửu. Cho nên phải biết tạo phước vô lậu, tức là tạo âm đức, có nghĩa là giúp đỡ vong linh, hương linh chưa siêu, được siêu, không no, được no. Đó là bổn phận của chúng ta. Mà quan trọng nhất là cái bổn phận đầu tiên là giúp chở cho cụ hiền thất tổ, ông bà nội ngoại hai bên đồng được no đủ và siêu sanh tịnh độ. Âm siêu thì dương thới, âm không siêu thì dương không thảnh thơi. Bây giờ huynh đệ tự quyết định đi, muốn ông bà siêu hay không siêu, nói một tiếng thôi. Sao? A Di Đà Phật. Chúc may mắn nha. Chúc huynh đệ may mắn. Mình tu cho mình mà, mình tu cho ông bà mình mà, chứ đâu phải tu cho thầy đâu mà làm biếng, phải không? Đã tới đây được rồi thì mắc chứng gì là phải làm biếng chứ, phải không? Tu đừng có kẹo, tu đừng có kẹo. Mình đừng có đếm bao nhiêu hột, đừng. Kể nó cho nhiêu lấy nhiêu. Mà mình cho càng nhiều mình được càng nhiều. Con đường tu rất là ngộ. Cái luật nhân quả là cho đi người cho lại. Giúp người, giúp người, người giúp ta. Thấy chưa? Sống trong nhân quả cõi ta bà, cho đi người cho lại. Luân hồi quả báo thật không sai. Giúp người, giúp người, người giúp ta. Sống trong nhân quả cõi ta bà, cho đi người cho lại. Luân hồi quả báo luật không sai. Có phải vậy không? Rồi thầy có làm cái bài thơ đó đó. Mà trong cái bài thơ có cái câu rất là ngộ. Có những huynh đệ phát tâm cúng dường ông thầy bà cô đó để làm cái này cái nọ cái kia. Nhưng mà khi ra ngoài kia thì nghe người ta đồn tầm bậy tầm bạ, nói ông thầy này vậy, bà cô này vậy đó. Cái tự nhiên đổi ý không chịu cúng dường. Cái làm cho ông thầy bà cô đó đã kế hoạch này kế hoạch nọ, cái tự nhiên người ta rút cái lời lại thông cúng dường nữa. Cái ông thầy bà cô thất vọng, không có hoàn thành được cái kế hoạch của họ. Hiểu không? Mình không có trung thành với thầy, không có giữ cái lời hứa của mình. Thí dụ giờ thầy đang cần cái điều này, cái mình hứa con sẽ cúng dường thầy cái đó. Cái ông thầy cũng trong mình, ông thầy trong rồi, vong linh hương linh trong chùa cũng trong. Cái tự nhiên mình ra đường mình nghe tầm bậy bạ, cái mình thôi mình không thèm cho ổng, bởi vì mình nghe tầm bậy đó, mình không giữ lời hứa, cái mình thất hứa. Nhân trung đạo làm cái câu là giúp người, giúp người, người giúp ta. Sống trong nhân quả cõi ta bà, cho đi người cho lại. Cho rồi nổi chứng lại không cho. Ác như vậy luôn á, như là Phật. Mà chưa cho ra nổi chứng rồi chứ đừng nói cho. Thấy tội nghiệp không? Thí dụ bây giờ nè đó, bây giờ chưa tráng chưa tô xong, trung đạo nãy cứ hứa là nói chút xíu nữa tôi coi tôi phụ ông chút, thì hứa là phải làm đó. Trong thời sự hứa, thầy hứa với là tất cả vong linh hương linh hữu tình hôm nay thầy sẽ giúp cho họ siêu. Đồng thời sẵn hôm đây á, tất cả quý đệ đều hữu đã lâu rồi, cả hơn năm không gặp thầy phải không, thì chúng ta cùng làm một việc đại phước, đại phước đi. Trong thời gian tới cũng không có xa lắm đâu, thì trung đạo với thầy trụ trì, thầy Thiện Đạt á, có nguyện là sẽ làm một cái trai đàn chẩn tế để giúp cho tất cả vong linh hương linh ở cái chùa này tới 50-60 ngàn vị lượng được siêu sanh tịnh độ. Cho nên không có nhiều, mỗi người chút xíu vậy thôi. Chúng ta mua đồ lại giống như mấy cái bàn đó, nhưng mà mình làm lớn hơn một chút, rồi mình tụng ba biến A Di Đà, tức là thầy khai thị xong tụng A Di Đà, xong khai thị xong tụng A Di Đà, để giúp cho họ
cái thức của họ mở ra để họ được siêu. Mình có thể độ được 50-60 ngàn vong linh trong một ngày đó thì thật sự là đại phước luôn á. Quý đệ có chịu làm với thầy không? Hả? Có làm không? Hứa phải giữ lời đó. Một chút này thầy bàn với thầy trụ trì xong là ngày nào nhất định sẽ thông báo. Thầy sẽ có mặt, thầy đem đạo tràng của thầy tới đây cùng với quý đệ cùng tụng. Tụng như thế nào thầy sẽ, chút nữa thầy hướng dẫn quý đệ tụng luôn với thầy. Rồi chúng ta cùng tạo âm đức với nhau, cùng tạo phước cho nhau để mà mình giúp đỡ đạo hạnh của mình tăng trưởng. Đạo hạnh rất là quan trọng. Quý đệ có nghe cái câu là đức trọng quỷ thần kinh không? Hả? Chúng ta càng tạo âm đức càng nhiều chừng nào thì đạo đức chúng ta càng lớn chừng đó. Đi tới đâu quỷ thần cũng phải kính lễ đó. Đừng có tưởng bở. Trung đạo lùng lùng thấp thấp chứ đi tới đâu người ta cũng nhìn thấy ớn lắm á, chứ không phải đâu, bình thường. Thiệt á. Quý đệ nhìn thấy trung đạo là bình thường nhưng mà mấy ổng nhìn trung đạo không có bình thường đâu. Lùng lùng chứ nhỏ con lắm đó. Ừ. Như là Phật. Thấy đó, thử đi. Thử đi mới thấy cái hiệu nghiệm của nó, chứ còn mình nói không có kết quả đâu. Quý đệ quyết định làm chung với thầy phải không? Rồi chúng ta sẽ quyết định làm ngày nào thầy sẽ thông báo. Với Đà Phật cảm niệm công đức của huynh đệ đã tiếp tay với thầy, giúp cho tất cả huynh đệ vong linh hương linh ở tại ngôi chùa này được no đủ và siêu sinh độ. Khi mà tụng xong rồi ha, thì cái nhà bếp nó không còn gây lộn nữa đó. Nhà bếp gây lộn dữ lắm phải không? Nên ăn vô nè, đâu có ai dễ chịu đâu. Ăn vô khó chịu thấy bà cố luôn á. Nhà bếp rất là quan trọng trong cái chùa đó đó. Huynh đệ mà trong bếp mà nấu ăn ngon mà vui vẻ hạnh phúc, cái người nấu mà không gây gỗ đó nha, cái tâm an lành á, biết niệm Phật á, thì huynh đệ ăn huynh đệ tu rất là tinh tấn. Còn trong bếp mà cãi lộn hoài ha, trong chùa cãi lộn hoài, huynh đệ ăn tu không tinh tấn đâu. Hiểu ý thầy nói không? Trong các đạo viện nổi tiếng thế giới, ông thầy giỏi nhất, vị mà tu giỏi nhất là người đầu bếp. Các đạo viện lớn đó là vị đầu bếp đó là tu giỏi nhất luôn á. Thì ông nấu á là ông niệm chú, ông niệm Phật trong đó để giúp cho huynh đệ ba tánh thân khỏe, tâm an, trí tuệ sáng suốt, học đạo tinh tấn, bồ đề tâm vững mạnh, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Cho nên cái vị nấu ăn rất là quan trọng. Trong chùa của thầy ở Mỹ đó, thầy tự nấu luôn, không để ai nấu hết. Thầy tự ăn, tự hạnh phúc luôn, khỏi cho đứa nào nấu mất công. Bữa đó nấu cái nó về cái nó chết cha luôn á. Cái nó hò, nó nhảy mũi, cái nó chùi chùi, cái nó cầm rau, nó bỏ vô chảo. Ôi ơi, nó buồn, nó làm vậy vậy, cái nó búng vô, nó cứ ăn mình. Ôi, tôi gốm nó, tôi tự nấu luôn cho rồi. Phải không? Cho nên khi chúng ta nấu ăn cho ai cũng vậy, phải nấu bằng cái tâm hạnh phúc, vui vẻ, an lạc. Và cầu huynh đệ mình ăn được thân khỏe, tâm an, nhớ chưa? Người tu á, quan trọng cái nấu ăn lắm đó. Thành ra cái người tu tụng muốn tiến hóa trong việc tu học, phải làm những điều trung đạo mới hướng dẫn huynh đệ. Phải tụng ngũ bồ chú, tụng đại bi xong một biến bát nhã, 21 biến yết đế, rồi 21 biến vãng sanh quyết định chân ngôn. Thí dụ bây giờ trong đạo tràng này huynh này không có thích thầy, gặp thầy cỡ nào cũng không thích, nhưng mà khi trung đạo biết huynh không thích thầy, mỗi lần trung đạo lại nói chuyện với huynh là trung đạo niệm vãng sanh trong đầu này nè, để giải trừ oan gia trái chủ với thầy với huynh. Vài lần sau huynh không có còn ghét thầy nữa. Hay lắm đó, thử làm đi. Hay lắm đó. Mà trong nhà mình có những người không thích mình tụng kinh, mình tụng cầu vãng sanh, cầu oan gia trái chủ, cầu cho gia đình mình hoán chuyển tâm thức để học đạo, với mình tụng yết đế. Yết đế xong mà tụng vãng sanh nhiều vô thì tự động người trong gia đình không có ghét mình tụng kinh nữa. Hiểu ý thầy nói không? A Di Đà Phật, chúc may mắn nha. Quý đệ có hiểu cái sự chia sẻ của trung đạo nãy là bổn phận chúng ta làm gì rồi phải không? Khi mình tu cho ai? Dạ, khi mà mình tu cho mình rồi thì mình sẽ lợi lạc. Mình tu mình độ sinh, độ linh. Độ sinh là độ những người còn sống chưa biết Phật Pháp thì biết Phật Pháp. Độ linh là độ những phần âm linh, hương linh, vong linh chưa được siêu thì được siêu, không được no thì được no. Đó là bổn phận của chúng ta. Mà quan trọng nhất là phải độ cửu huyền thất tổ, ông bà nội ngoại hai bên của mình được siêu sanh tịnh độ và no đủ. Đó là việc làm đầu tiên mà chúng ta phải hoàn tất trên con đường tu tập. A Di Đà Phật.
Bài giảng dễ hiểu không? Nhưng mà bên cạnh cái việc chúng ta tụng niệm để giúp cho cô quyền thất tổ, ông bà nội ngoại vong linh lên được no đủ với siêu sanh độ, chúng ta còn phải ban rải cái lòng từ bi nữa đó. Chứ không phải tụng mà ngồi xuống mà tụng cho hết thời rồi muốn đi đâu đi kệ. Không có đâu. Họ giận đó, mà họ ngộ lắm, họ dễ giận lắm đó. Họ rất là nhạy cảm. Chỉ cần cái đầu của mình mà nghĩ xấu cho họ thôi, họ cũng tìm cách họ dứt lại mình đó. Quả báo lẹ lắm. Họ rất là nhạy cảm, cho nên phải cẩn thận. Mày biết ban rải lòng từ bi, cái thức từ bi của mình lúc mình cúng cho họ, mình phải yêu thương họ. Mình ban rải tánh từ bi mình cho họ thì họ mới có cơ hội siêu được. Chứ còn thí dụ mình lập ra vậy mình tụng đại đi, như mấy ông kia ông tụng rõ ràng, ông trả lời thật thà luôn. Mấy ông tụng xong xuôi rồi Phật tử mới hỏi thầy tụng gì, họ có siêu không? Thì mấy ông trả lời rất là chân thật. Mấy ông nói tụi tôi tụng rồi tụng, còn siêu không siêu sao tôi biết. Trời, nói câu quầy trớt thiệt là cái câu nó đau lòng ghê. Mà thật thà lắm á. Bây giờ thí dụ trung đạo ra tụng đi, ra tụng xong rồi cái gõ beng beng xong la rầm rồi cái đi về, rồi ai đi thì đi, không đi thôi. Thì thôi tụng làm gì? Cũng như mình lấy muối bỏ biển thì làm chi vậy? Cho nên khi mình để ngồi xuống công phu là phải công phu cho ra công phu, chứ đừng có trả nợ quỷ thần hay là cho nó hết thời thì thôi, thì đừng có làm. Làm như vậy còn mang tội thêm á, nhớ không? Nhớ không? Hả? Đã công phu phải ngồi xuống công phu cho đâu ra đó từ đầu tới cuối. Cho nên mình rất là hạnh phúc khi được công phu. Bởi vì người tu phải ngồi xuống ra công tụng niệm thì mới có công lực được. Công phu mà tụng nhiều thì công lực mới mạnh mẽ được. Công lực này mạnh mẽ nhiều á thì công năng mới nhiều. Công năng nhiều thì ánh sáng nó phát ra rất là nhiều. Mà cái năng lượng này nó phát nhiều chừng nào á thì mình mới có đủ sức mạnh để tạo công đức chứ. Có đúng không? Nếu không công phu thì làm gì có đủ lực để làm tạo công đức được, làm sao tạo phước đức được. Cho nên hãy ngồi xuống công phu là phải hạnh phúc để được công phu. Cho nên mình tụng kinh á, mình an lạc hạnh phúc là được tụng. Tụng xong thấy người nó vui, nó khỏe, đó mới thực sự là công phu đó. Phải không? Còn nó tụng xong rồi cái trơ trơ không có gì thay đổi thôi, tụng chi nó uổng ghê luôn á. Tụng xong rồi vẫn buồn, vẫn phiền, vẫn đau khổ như thường, tụng chi? Đúng không? Ngồi xuống công phu là phải vui vẻ hạnh phúc chứ. Có vui khi tụng kinh không? Vui phải cười lên chứ. Tụng kinh trong đạo tụng ở Mỹ đó, một người đi mỏ, người đi chuông, thầy cầm cái này thầy tụng. Thầy cười hè hè, vừa tụng pháp hoa mà còn cười vậy đó. Rất là hạnh phúc, mà tụng như ca vậy đó. Người nghe cũng thích nữa. Huynh đệ mà tụng kinh giỏi nha, người ta không thích nghe tụng kinh, mình tụng một hai tuần sau họ ghiền đó. Cái chỗ này mới là quan trọng nè. Tụng làm sao cho người chưa phát tâm mà ghiền nghe mình tụng mới là quan trọng. Mà mình bữa đó không tụng, nó nhớ, nó thèm, đó mới là quan trọng nữa. Ghê chưa? Lối xóm của thầy ngày xưa đó, thầy tụng mà nó chọi đá vô nhà, ghê không? Thì thầy tụng lớn quá, ồn quá, mà 3 giờ sáng thầy dựng đầu cả xóm dậy nghe thầy tụng rồi. Mà thầy có tụng đâu, thầy hét không à. Mỏ thầy gõ vậy nè, thầy gõ không biết có sức bao nhiêu, nện bấy nhiêu. Thầy tưởng là gõ lớn như nó mới linh. E giờ đâu đá vô nhà nó linh hơn nhà mình của người ta. Tụng vậy đó. Nhưng sao nên hiểu được là mình đang phá hoại lối xóm. Hồi xưa không ai chỉ mình á. Mình biết tụng hết sức hay cứ la to lên đập mạnh là linh à. Còn chưa kể nhang thấp và nghi ngút trong nhà luôn á. Khói mịt mù, nghĩ ra cái gì nhiều là nó linh đó. Hên là không bị ung thư phổi đó. Sau này hiểu được rồi, mình tụng làm sao với tấm lòng của mình, với con tim của mình, với sức mạnh của mình, với trí tuệ của mình. Mình tụng riết người ta nghe, người ta ghiền đó. Tới giờ không tụng nói, ủa sao nay thằng cha này không tụng kinh vậy ta. Đó, cái chỗ này là cái chỗ để độ sinh đó. Độ sinh. Mà mình không tụng một bữa thì vong linh hương linh nó mong chờ. Thế nên mình tụng mình độ linh. Công việc mình làm hay chưa? Nếu vấn đề làm đúng như vậy á, thì cả sinh linh đều được an lành hạnh phúc, cả sinh linh đều được lợi lạc, thì mình tạo không biết bao nhiêu phước đức mà nói đó. Đúng không? A Di Đà Phật. Dễ hiểu không? Rất là dễ, chỉ có đơn giản thôi. Ngũ Bồ Chú, Đại Bi, Bát Nhã.
Còn nếu tụng cho Cửu Huyền Thất Tổ thì đại bi xong là vô A Di Đà, xong Bát Nhã, xong 21 lần Yết Đế, xong 21 lần Vãng Sanh. Hen. Thì lúc đó huynh đệ sẽ giúp được cho Cửu Huyền Thất Tổ, rồi oan gia trái chủ trong nhà mình được siêu sanh tịnh độ và no đủ. Những người chưa phát tâm tu họ sẽ phát tâm tu, những người chưa có Bồ Đề Tâm họ sẽ phát triển Bồ Đề Tâm. Cho nên tụng kinh đúng mức thì mình sẽ độ sinh là độ những người còn đang sống, độ cho mình, và độ linh là độ những người đã quá vãng cho được siêu sanh tịnh độ, nhất là ông bà Cửu Huyền Thất Tổ mà nằm ngoài hai bên của mình. Rõ chưa? Bài giảng dễ hiểu, đơn giản, ngắn gọn nhưng rất là lợi lạc cho huynh đệ sau này đó. Huynh đệ thử làm đi. Nếu mà làm cho Cửu Huyền Thất Tổ trong vòng 49 ngày thôi thì Cửu Huyền Thất Tổ mình sẽ về báo mộng cho mình biết là các ngài đã đi hết chưa, hay còn vài ba ngoe ở trong nhà. Họ báo cho mình đó nha. Mà rất hay là các vị vong linh hương linh đó, họ rất là sòng phẳng. Mình tụng giúp cho họ siêu, họ quay lại họ giúp cho mình những gì mình mong cầu sẽ được như ý. Họ ăn miếng trả miếng. Cho nên hả, mình chọc họ giận họ cũng quất lại à. Họ rất là sòng phẳng, cho nên cẩn thận đó. Mình nói tầm bậy họ nghe hết á, hiểu không? Thế nên mình khi tụng em để cái lòng từ bi mình cầu cho huynh đệ anh em vong linh hương linh hữu tình chiến sĩ trần vong quan hồn tử thập loại cô hồn đồng bào tử nạn thay nhi sản nạn quan giai trái chủ của quyền thất tổ ông bà nội ngoại hai bên vong linh linh chết sông chết biển chết đầu chết đâm chết chém chết cháy thác cổ thư tử chết gì tai nạn giao thông chết gì bồ ngải ống đối chết sư mồ lạm bất đắc kỳ tử được đâu đủ về siêu sanh tịnh độ A Di Đà Phật. Dễ hiểu không? Nhưng mà khó nhớ hen. Chúng ở trong đạo sẽ cho mấy em sẽ đem tụi con có không có sách thì nói Tú in đem xuống cho tụi con nha. Thầy sẽ gửi những cái tài liệu đó về cho huynh đệ nha. Ở trong đây tất cả bao nhiêu người, bao nhiêu huynh đệ tất cả vậy huynh? Bao nhiêu tất cả huynh đệ vậy? Khoảng 150 không? Hả? Thôi thôi gửi 200 đi cho nó dư ra nha. Thì gửi 200 cuốn Đại Bi với Ngũ Bộ Chú Đại Bi á, thì trung đạo sẽ cho huynh đệ đó gửi xuống cho thầy Thiện Đạt, rồi thầy sẽ gửi cho huynh đệ chúng ta cùng tụng cái pháp này để giúp đỡ cho tất cả sinh linh chung quanh đây, cho bà con lối xóm được an lành hạnh phúc, cho tất cả vong linh hương linh đang cư ngụ tại đây được no đủ và siêu sanh tịnh độ. Có ai chưa hiểu gì giơ tay lên hỏi nha. Chúng ta đàm đạo với nhau thì chúng ta cùng lấy thêm sự hiểu biết để chúng ta cùng làm việc cho ba tánh chúng sanh, cùng giúp đỡ cho tất cả những vong linh hương linh để họ có cơ hội đào thai quay trở lại làm người để học đạo tinh tấn làm việc cho ba tánh chúng sanh. Cho nên chúng ta phải hỏi những gì cần thiết trong việc tu học của mình, nhất là làm cách nào để độ họ. Những người mà bị bệnh này bệnh kia mà bị em bé theo này kia nọ nó mà bệnh giả đò hoài đó là đó đó, là họ không đó. Thành ra mình tụng cho họ được siêu, cho mình khỏe. Âm thì siêu rồi, dương mới mạnh mẽ. Còn không thôi là cứ bệnh giả đò hoài. Sự chia sẻ của trung đạo có rõ ràng không? Quý đệ hiểu rõ không? Trong khi chúng ta ngồi xuống tụng một thời kinh, cho dù một tiếng hai tiếng đồng hồ cũng vậy, cố gắng làm sao giữ cho thân mình được an lành, tâm mình được hạnh phúc, thì việc tu tụng của chúng ta mới có kết quả như mong muốn. Trung đạo mong huynh đệ tụng đại bi xong phải ngồi lại ít nhất là 20 phút để chúng ta hít một hơi dài niệm Phật, thở một hơi dài ra niệm Phật, hít vô niệm Phật, thở ra niệm Phật, để giúp cho mình thân khỏe tâm an. Thân khỏe thì tâm mới an, thân không khỏe thì tâm bất ổn, có phải vậy không? Thí dụ mình ngồi mình niệm Phật mà cái lưng mình đau quá, mình có ngồi yên không? Hai cái đầu gối đau muốn chết nè, có ngồi lâu lâu được không? Không. Nên trung đạo chỉ cho huynh đệ cách xả sau khi tụng niệm. Khi tụng kinh niệm Phật xong, niệm Phật 20 phút hít sâu thở dài xong, việc đầu tiên là chắp hai bàn tay vào. Chắp lên như vậy, chà vô, vuốt cái mặt, vuốt hai con mắt, cái đầu, kéo lỗ tai. Vuốt mặt, vuốt đầu, kéo hai cái lỗ tai, vuốt thiệt là kỹ hai mí mắt để cho ai mà bị mí mắt nhăn đó. Tụng kinh ngồi thiền xong vuốt mí mắt thì mí mắt sẽ bớt nhăn, mà ít nhăn mình kéo hoài thì nó hết nhăn, nhớ không? Cái mặt nó sẽ bóng, da nó sẽ căng.
Khi mà tụng kinh niệm Phật xong, bàn tay mình rất nhiều năng lượng, cho nên mình chà mặt, chà mũi, vuốt lỗ tai á, để làm cho cái luồng năng lượng nó tan trong cơ thể của mình hết. Quan trọng nhất là hai cái đầu gối, thẳng hai cái chân ra, bóp hai cái đầu gối cho thiệt là kỹ, bóp thiệt là kỹ xong đập, đập hai cái đầu gối xong bóp bàn chân, bóp ngón chân, bóp cho chà hai bàn chân vào nhau, để mình làm cho cái luồng năng lượng nó luân chuyển qua hai cái chân của mình, để mình không bị đau đầu gối. Ngồi lâu quá, ngồi lâu quá thì teo cơ, ngồi lâu thì hại thịt, đứng lâu hại xương, nằm nhiều hại gân, nói to quá hại khí, bốn điều cấm kỵ. Thành ra đi đứng nằm ngồi đều phải điều hòa. Người tu mà tu lâu quá, ngồi bó cái gối lâu quá đó mà không chịu hoạt động sẽ teo, teo cặp đùi của mình đó, mông cũng teo, đùi cũng teo, có bao nhiêu teo hết bấy nhiêu. Cho nên ngồi lâu hại thịt, mà đứng làm việc hay tụng, đứng tụng kinh quá nhiều đứng không á, sẽ hại xương, đau xương đau nhức. Nó làm biến quá độ mà nằm lâu quá, nằm hoài thì hại gân. Nằm nhiều hại gân, đứng lâu hại xương, ngồi nhiều hại thịt, nói to la to thì hại khí lực trong người. Nhớ không? A-di-đà-phật. Người tu mà ngủ nhiều quá nó mất cái dấu hỏi. Chữ ngủ mà mất dấu hỏi thành chữ gì? Ngu, à đúng rồi đó. Với Đà Phật. Vậy là thông minh rồi đó. Tu mà ngủ nhiều quá mất dấu hỏi thành chữ ngu. Người tiều mà vượt biên qua biển, ở Vĩnh Long mình người tiều nhiều lắm rồi đúng không? Vượt biên qua biển mấy ngày sau tiêu điều hết, mất chữ dấu quyền luôn thành chữ tiêu, qua tới Mỹ không biết nói tiếng tiều nữa. Thế ra người tu hạn chế ngủ, đêm ngủ 4 tiếng đủ rồi. Ngủ nhiều quá, 100 năm thì ngủ hết 50 năm rồi. Thấy chưa? Còn 50 năm kia thì mới 25 năm làm chuyện này chuyện nọ chuyện kia, đâu biết tới Phật đâu. Khi mà cuối đời rồi còn 5-6 năm nữa mới nhớ tới Phật thì nó đường học nó ngắn cũng thiệt là uổng phí. Tán thán công đức huynh đệ vào đây tu một ngày an lành hạnh phúc, phải lợi dụng triệt để trong một ngày này. Chúng ta ăn cơm có đằng na tính thí, tu cho thiệt là giỏi để hồi hướng công đức mà mình đã ăn uống, đúng không? Tu cho giỏi vô. Có một người hỏi thầy một câu rất là, phải nói là nếu mà không có hiểu biết chút xíu á, thì sẽ không trả lời được. Ông nói câu: bây giờ làm nông phải dùng thuốc rầy để xịt sâu bọ, giết con này con nọ con kia, tụi con làm cực khổ mà tụi con chỉ biết làm nông thôi. Bây giờ tụi con á, không có tiền có bạc, mới bán gạo ra cúng dường cho chùa, làm cái này làm cái nọ. Hỏi thầy cho tụi con có tội không? Rồi ông thầy ăn có tội không? Thì sát sanh mà. Thì mấy ông giết hết con này con gọi mới làm ra lúa rồi bán gạo cho mình. Thì thầy trò đều có tội cả. Thì ông hỏi bây giờ con cúng dường vậy rồi, ông thầy ông nhận ông có tội không? Nói tội luôn, nếu ông không tu tội đầy đầu. Còn nếu ông phải tu cho giỏi vô, để chi để hồi hướng công đức lại. Ông kia đã sát sanh quá nhiều, cực khổ rồi mới cúng dường cho mình để mà ăn tu học. Thành ra phải tu thiệt là giỏi để hưởng công đức lại rồi sám hối cho nhiều vô. Vì cái tội mình ăn của đằng na tính thí mà cũng vì mình mà nó phải sát sanh nhiều để nó nuôi dưỡng mình tu học. Cho nên phải tu nhiều lần hơn để giúp đỡ, để hưởng công đức, để sám hối. Hồi hướng công đức mà huynh đệ đã cúng dường mình, cũng vì mình mà họ đã sát sanh. Cho nên người tu mà nhận của cúng dường mà tu không được mà phá hoại ra thì tội là 10 lần đúng không? Ông thầy tu chịu 9 lần, người mà cúng dường bị 1 lần gọi là cộng nghiệp. Còn ông thầy tu mà nhận của huynh đệ mà biết tu giỏi thì giỏi vô đó, thì phước đức huynh đệ nhận 9 lần, ông nhận có 1 thôi đó. Chiều nào ông thầy chùa cũng phải chịu trách nhiệm hết đó. Thấy chưa? Mà người cúng dường giúp cho người thầy tu á, phước đức là 9 lần, tội lỗi là 1 lần. Còn ông thầy chùa tu dở á, tội 9 lần mà phước chỉ có 1 lần. Thấy huynh đệ ai lời? Huynh đệ lời đó. Đừng có tưởng à, mồ hôi nước mắt huynh đệ là nuốt dễ đâu, không có đâu, móc họng đó. Nằm xuống rên la rầm rầm rầm, dãy đạch đạch xong nó bu lại nó móc. Ăn bao nhiêu nó móc, bao nhiêu không trả nó ngắt, nó nhéo rồi la. Đừng có tưởng bở. Thầy nói vậy là huynh đệ hiểu, thầy nói thẳng vấn đề luôn. Cúng dường tam bảo, đúng không? Thì Phật phần, Pháp phần, Tăng phần, có phải không? Trung đạo trụ trì mà, đúng không? Chơi luôn ba phần, ai biết? Lầm to. Ổng thấy đó kìa, nó giấu kìa.
Tao một phần, phá một phần, còn mày có một phần thôi, mày chơi ba phần đâu có được mày. Tao ghi sổ, cuối đời tao tính. Tới cuối đời không tu giỏi, ông lụm bắt đầu la hét sùm. Bắt đầu ông tính sổ, nằm sợ quá la, con đâu có làm đâu. Ông đưa sổ cho coi. Lên cúng dường tam bảo, trung đạo cầm một số tiền đưa qua cho đệ tử, giữ đi con, không thèm đụng vô. Rất là sòng phẳng, cúng 100 đô đúng không? Bây giờ không có tiền xài, bây giờ là hai Phật 33 đồng, 33 sen. Pháp 33 đồng, 33 sen. Tăng 33 đồng, 33 sen. Còn dư lại 1 sen, lấy cái đục chặt làm ba đứa 1 miếng, hết chuyện. Khỏi ai nợ ai. Vậy đó, khỏi mắc nợ, để cuối đời không có la hét, không có dãy đạch đạch. Sòng phẳng đi. Nói cúng dường tam bảo, dục cho thùng phước xương liền, đừng có giữ trong mình. Giữ trong mình có chuyện đó, đồng tiền nó nhúc nhích nhột lắm. Để không yên. Tiền là bạc mà, tiền là tệ. Hả, có đồng tiền cái đối xử tàn tệ với nhau. Đồng tiền nó bất thủy chung à. Hơn nhau hai chữ anh hùng làm chi. Hôm qua nó ở với mi, hôm nay nó bỏ ta đi với người. Ghê chưa? Hôm nay nó ở với mi, ngày mai nó bỏ ta đi với người. Tiền làm ta khóc ta cười, ta sầu ta héo ta tươi mỗi ngày. Không có tiền héo ghê lắm, còn có tiền thì tươi vô cùng, đúng không ông? Ông thầy ngoài Bắc á, ông nói thầy, thầy làm cho con một bài thơ về tiền đi. 20 phút sau thầy tặng ông cái bài này đó. Đúng 20 phút sau là ngồi trên xe làm luôn cái bài tiền. Mà thầy thuộc có mấy câu à. Thực sự á, chúng ta sống phải sòng phẳng. Người tu là phải sòng phẳng. Tánh sòng phẳng là chân thật. Người tu cần sự chân thật. Phải chân thật. Nếu không thì luật quả báo không bao giờ tha thứ cho chúng ta cả. Chúng ta nói cái đầu nghĩ như thế nào thì cái miệng phải nói như thế ấy. Đừng có lẻo lự. Mình nghĩ một mà mình lái tới 10 lần lận là coi chừng luật quả báo ghi xuống liền. Luật quả báo cai quản đời sống từng cá nhân của chúng ta trên cõi ta bà này. Trong cõi này không ai chạy khỏi được hết. Phải nhớ luật quả báo cai quản đời sống từng cá nhân của chúng ta. Nhớ không? Cho nên chúng ta làm, chúng ta nghĩ, chúng ta nói đều bị ghi lại hết. Mà cái người ghi đó, trong này nè, người thế gian gọi là lương tâm. Nhưng mà sách vở gọi là ông Phật á. Ông ghi lại hết, hôm nay nó làm cái gì, ghi từng chút một. Để xuống dưới á, nó có cãi, ông đưa cái hồ sơ ra cho nó coi. À, tôi đâu có nói câu đó đâu, nói có nè, cái bắt đầu nó mở cái băng ra cho mình nghe đó, mày nói câu đó hồi mày bao nhiêu tuổi đó. Cái nó con đâu có làm đâu, cái nó mở cuốn phim đó, mày làm nè, ghi lại hết rồi. Luật quả báo ghi từng chút một, cho nên chúng ta phải cẩn thận. Miệng tụng kinh niệm Phật, phải nói lời an lạc hạnh phúc. Một, sẽ giúp đỡ bá tánh phát triển trong con đường tu học, trở lại gọi là thần khẩu. Hai, hại bá tánh chúng sanh bằng cái miệng gọi là ác khẩu. Mà ác khẩu là cái lưỡi này chết 3 ngày sau đầy dòi trong đó luôn. Dòi không? Dạ. Cẩn thận đó nha. Thử coi mai mốt trong nhà mà đàn bà chết á, 3 ngày sau đào lên đi, cái này là đầy dòi hết. Còn nếu chúng ta là người tu tốt, 3 ngày sau mở ra cái lưỡi không có dòi là người này có phước vô cùng luôn. Đàn ông cũng vậy, cẩn thận đó. Chết 3 ngày sau đào lên đi, con mắt dòi không à. Nếu mà tu tốt đào lên 3 ngày sau con mắt không dòi là người này tu tốt đó. Biết tại sao đàn ông mắt dòi không không? Tự trả lời hen. Cái gì là Phật. Đàn bà thì sẽ biết cái lưỡi dòi không không? Tự biết luôn đi. Cho nên tụng kinh niệm Phật để giữ cái miệng trong sạch tinh khiết, trở thành thần khẩu làm lời lạc cho ba tánh chúng sanh. Chết 3 ngày sau cái lưỡi vẫn tốt. 1 tuần sau cái lưỡi vẫn còn nguyên là người này tu tốt. 1 tháng sau cái lưỡi vẫn còn nguyên là người này quá tốt luôn. Thấy chưa? Tụng kinh có lợi lạc đó. Nước miếng không còn mùi hôi nữa. Nước miếng trở thành cam lộ đề hồ, rất thơm và ngọt. Cho nên mới gọi là Phật khẩu. Mà chúng ta khi có Phật khẩu rồi, chúng ta chỉ cần thắp 1 nén hương lên thôi. Mình cầu cái gì có cái đó. Cầu cái gì được cái ấy.
Cho nên Quán Thế Âm Bồ Tát Ngài mới nguyện: khi con tụng đại bi niệm danh hiệu của cha ta, con cầu quả vị gì con được quả vị ấy, mà những lời nguyện cầu của con không đắc thành, ta không thành chánh đẳng chánh giác. Nhớ không? Chúng ta phải dựa vào cái câu này làm cho tới nơi luôn. Nếu mà cầu không được, cự liền. Tại sao nói mà không được? Nói vậy đó. Dám không? Không. Thầy dám, ta đâu có sợ đâu. Thầy làm y luôn, nói không được là làm liền. Thầy kể câu chuyện đó, thầy tụng kinh nhiều, thầy ngồi thiền nhiều. Thầy thấy một con chim, đáng lẽ chim nó phải bay, đằng này nó không bay được, nó nhảy trên đường thôi. Thầy mới ngồi xuống, thầy đưa tay ra, thì cái bậc thềm có như đây mà nó nhảy lên không nổi. Thầy mới để cái tay, thầy đỡ nó lên, thầy hỏi: ủa sao vậy? Đừng có nổi là trung đạo, nói tầm bậy cho thầy hỏi. Sao vậy con? Nó nói là con bị cúm, con ăn không được. Thì nó ăn không được, nó bay không có nổi. Thầy nghĩ là mình tụng kinh nhiều, mình có thể giúp được nó. Thầy mới ôm nó trong tay thế này nè, thầy đi một cây số, đi tập đi bộ, xong đi về cây số là 2 cây số. Thầy nghĩ là thầy giúp được nó mạnh khỏe. Cái thầy ôm nói, thầy chấm miếng nước á, thầy mở miệng ra, thầy nhỏ giọt nước vô cho nó. Mà con mắt của nó sáng vô cùng, nó trong như 2 viên bi vậy đó. Cái mà trong khi trời xanh lắm, mà thầy thấy cặp trời xanh trong mắt nó luôn á. Cái tự nhiên nó thẳng 2 cái cánh ra, nó giang hết 2 cánh, nó giang hơi cái chân ra, cái ngủm chết luôn. Trời ơi, cái thầy bắt đầu thầy nổi điên liền, thầy còn sân mà. Trời, con chim chút xíu còn cứu không được, đồ đi làm thầy thuốc cứu người. Vậy mà cũng đi làm thầy nữa, con chim còn cứu không được. Thầy vô cái dùi của thầy nện vô cái chuông á, rầm rầm rầm. Thầy cự nữ, thầy ngồi xuống này nói: cho đi làm thầy thuốc mà con chim còn cứu không được thì cứu người, nói vậy mà nói là sao? Con chim còn chết nè. Ngồi xuống nhắm mắt lại. Cái hiểu tại sao mình ngu quá. Ngài mới nói: con hiểu một và con không hiểu hai. Khi con cầm nó trong tay là con đã chuyển kiếp nó rồi. Thấy chưa? Nó đi là nó chuyển kiếp đó. A Di Đà Phật. Trung đạo con xin sám hối. Sám hối một tuần vì có tội hỗn, đập chuông mạnh rồi la làng. Thì không hiểu biết. A Di Đà Phật. Thấy chưa? Con chim nhỏ cứu không được rồi cứu ai? Mà thực sự khi mình nắm nó lên mình niệm là nó đã chuyển kiếp hóa sanh rồi đó. Thật ra huynh đệ phóng sanh cũng vậy. Khi chúng ta mua cá, mua chim, tụng thời kinh cho mấy em, mấy huynh đệ đó, chúng ta cầu cho mấy em được chuyển kiếp hóa sanh. Hiểu không? Chứ đừng có nói mua xong thả cái bạch xuống nước đi đâu đi, kệ nó, là đúng là phí tiền. Cách đây 5 năm trước, trung đạo xuống đây nè, đi cái xà lan ra ngoài thả 3 tấn cá, huynh đệ biết chờ ngay cái chợ cá đó. Nó tanh cỡ nào, tanh vô cùng. Trung đạo xuống cái xà lan á, tụng 108 biến đại bi, 108 biến vãng sanh, mà hai bên cái xà lan á là mấy ngàn người chết sông, chết suối á, nó bơi dọc theo xà lan. Mà cá nó tanh lắm, tụng 108 biến xong á, thả ra mà 60 người thả cá là bàn tay người ta không có ai có một mùi tanh hết. Lúc mình tụng phóng sanh mà cá không còn tanh thì các loài thủy tộc mới có cơ hội chuyển kiếp hóa sanh. Còn mình tụng xong rồi cá vẫn còn mùi tanh là chưa được gì hết. Hiểu ý thầy không? Cái lực mình tụng đến độ mà cá mất mùi tanh hết, lúc đó mình mới giúp người ta chuyển kiếp hóa sanh được. Cho nên tụng kinh cầu cho của quyền thất tổ, vong linh hương linh cũng phải để hết tâm hồn trí tuệ con tim lòng từ bi mình vào cái sự cầu nguyện của mình, thì việc làm mình mới được như ý. Rõ không? Rõ không? Thì chút xíu nữa là khoảng chừng 10 phút nữa, bây giờ huynh đệ hỏi 10 phút chúng ta sẽ quay mặt lại đó. Sau khi mình hồi hướng xong, quay mặt lại đó để mình tụng một thời kinh cho huynh đệ vong linh hương linh. Thì ở đây là tất cả huynh đệ thuộc đại bi rồi phải không? Thì tụng đại bi xong, 7 biến đại bi, 1 biến bát nhã, 21 là nghiệt đế, 21 biến vãng sanh. Thì cầu cho tất cả các vong linh hương linh hữu tình trong chùa này 50-60 ngàn, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Rồi kia sau chúng ta làm một cái đại lễ để giúp cho tất cả huynh đệ đó được siêu, để chúng ta cùng tạo âm đức với nhau để tiến hóa trên con đường tu học. Giờ còn được 10 phút, huynh đệ nào có câu hỏi gì cứ hỏi, trung đạo trả lời. A Di Đà Phật. Câu hỏi thì giơ tay lên nha, đừng có ngại, học đạo với nhau mà. A Di Đà Phật, cho mượn cái microphone đi con. Dạ, A Di Đà Phật, con kính lạy. Cho con hỏi xin hòa thượng là cho con
chỉ dạy cho con cúng củ quyền mà cháo trắng đó là ngày nào hay là mỗi ngày mình phải cúng rồi mình đọc chú cho con biết ạ. Dạ thưa, chiều nào sau 6 giờ chiều mình để 3 chén cháo nhỏ thôi, để lên trên bàn củ huyền với chút xíu muối gạo thôi, đừng có phí, có cái lễ thôi. Dạ, dạ. Rồi mình tụng kinh xong cái mình... Dạ con có cái nguyện như thế nào thưa Hòa Thượng? Nguyện là cầu mình tụng Đại Bi A Di Đà xong rồi cầu cho Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát 3 lần xong cầu cho con tên gì, tuổi gì, dạ, cầu dạ, cho củ huyền dạ, thất tổ, dạ, ông bà nguyện. Nội ngoại hai bên của con được dạ. no đủ và siêu sanh tịnh độ. Dạ, xong tụng 21 lần vãng sanh quyết định chân ngôn. Dạ bây giờ trong người thân của con cha con chết về đạn súng đó, thành ra con nguyện cho... Dạ thưa, nói là con mình tên gì cầu cho được siêu sanh tịnh độ nó đủ luôn. Nói dạ. chung là trong nhà mình cầu cho vong linh hương linh chung luôn vậy đó. Dạ, ai dạ. có mặt cứ cũng như là mình tạt nước ra trúng nào ráng chịu đó. Dạ. A Di Đà Phật, cảm ơn con đã hỏi. A Di Đà Phật, thưa huynh, dưới này là con nguyên giác. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thượng tọa, cho con xin một câu hỏi. Thưa thượng tọa, nếu mình niệm Phật mà có cái tâm hy vọng là được vãng sanh cực lạc quốc, thì như vậy mình còn cái tâm tham luyến hay là chấp ái không thưa thượng tọa? A Di Đà Phật, niệm Phật đâu cần phải hy vọng. A Di Đà Phật, huynh đệ niệm Phật vãng sanh nghe nè, nó rất là dễ. Nãy trung đạo mới nói á, huynh đệ niệm Phật không cần phải xin cái gì hết á. Bởi vì trung đạo hỏi Quảng Tuệ trả lời thì cái câu trả lời sẽ đi vào đó. Phật ở đâu? Ở chỗ nào? Đây đúng không? Nếu không có cái thân này thì có cái tâm không? Mà mình nói Phật tại tâm, tâm tức Phật. Có cái thân này thì mới có cái tâm, cũng có nghĩa là có cái thân này mới có ông Phật, có phải vậy không? Thì chúng ta bản chất thiêng liêng nhiều đời nhiều kiếp đã là Phật, nhưng chúng ta không chấp nhận cái bản chất thiêng liêng này, chúng ta mới mượn cái pháp, tức là mình thành gã cùng tử đi ăn mày cái pháp đem vô niệm Phật rồi hy vọng. Chúng ta không cần hy vọng, việc làm chúng ta là nghĩ thiện làm lành, tụng kinh trì chú, cứ làm hết lòng đi, chuyện còn lại chư Phật lo. Bởi vì cái bản chất thiêng liêng này chính là Phật, và bản chất thiêng liêng này sẽ đưa mình về cùng với cha mẹ Như Lai của mình. Cho nên không cần hy vọng. Niệm Phật hy vọng còn có nghĩa là mình không tin tưởng tuyệt đối vào sự tu của mình, đồng thời mình không tin tưởng vào ông Phật ngự trị trong chính mình. Mình không có tâm tin tưởng đó thì cho mình niệm hoài cũng vậy thôi, và cái tâm tham vẫn còn. Mà niệm Phật cứ để hết việc làm cho chư Phật, cứ giao hết sinh mạng này đi, các ngài sẽ tính, mà không cần phải sinh. Bởi vì mình bản chất thiêng liêng là con cái của Như Lai mà, mắc chứng gì sinh. Hiểu ý thầy nói không? A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, thượng tọa đã giải thích con hiểu. Còn hy vọng tức là còn tham luyến phải thông. Dạ đúng vậy. Thì mình còn hy vọng, tức là thứ nhất là mình chưa đủ niềm tin. Mình hy vọng mà, đằng này là quyết định luôn, giống hy vọng vậy trơn á. Niệm Phật để được về với cha mẹ của mình, hết chuyện. Mấy ổng làm gì còn lại. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng ta là, nói thẳng đi, mình là con cái của Như Lai. Bây giờ chúng ta quyết định một câu hỏi duy nhất. Trung đạo lặp đi lặp lại, mình là ai? Cái thân mình là ai? Phật ở đâu? Phật ở trong đây. Còn có nghĩa là cái thân này chính là cái nhà của Phật, đúng không? Tự mình phân biệt cái nhà của Phật với ông Phật, cho nên có hai cái. Bây giờ nói thẳng luôn, cái nhà này là ông Phật, ông Phật là cái nhà này, hết chuyện. Cho nên mình niệm Phật tụng kinh hết lòng đi, còn chuyện còn lại ông Phật ông tự lo lấy. Thế nên không cần phải xin ai hết á. Mình là con của Như Lai, mình có quyền trở về với cha mẹ của mình, với điều kiện là phải sống cho hết lòng với ba tánh chúng sanh đi, chuyện còn lại mấy ổng lo. Có phải vậy không? A Di Đà Phật, chúc may mắn. Trung đạo không phải bài bác cái chuyện mà cầu nguyện vãng sanh thừa. Bây giờ hỏi thẳng câu là vãng sanh đi đâu? Biết trả lời không? Không. Vậy đi đâu? Xin vãng sanh là vãng chỗ nào? Sanh chỗ nào mới là ghê đó chứ. Sanh chật chỗ còn chết nữa. Thấy chưa? Cho nên chúng ta bổn phận mình biết thân này là chánh điện của Phật, biết tâm mình là Phật, Phật tức là tâm. Cho nên chúng ta cứ làm hết bổn phận của một người Phật tử thuận thành chân chính, tụng kinh niệm Phật, trì chú, nghĩ thiện làm lành, làm cho hết sức mình, làm cho hết cả con tim trí tuệ của mình. Chuyện còn lại luật nhân quả và Phật sẽ xử chuyện này, đúng không?
Mình phải biết mình là con cái Như Lai, cho nên mình có quyền trở về với cha mẹ mình mà không cần phải xin xỏ cái gì hết, với điều kiện là sống tròn bổn phận một người con có hiếu với chư Phật, là bằng cách phụng sự ba tánh chúng sanh, con cái của Như Lai bằng cả con tim trí tuệ, thì mới thực sự là một người con có hiếu với chư Phật mười phương. Thì chuyện trở về chúng ta là danh chính ngôn thuận mà không cần phải xin xỏ khóc lóc, nhớ chưa? A Di Đà Phật. Trung đạo nói vậy có ai tức mình không, có ai giận không? Hả? Giận ráng chịu. Hả? Còn giận là chưa tới đâu hết. A Di Đà Phật cô. Cảm ơn huynh đã hỏi câu lợi lạc cho huynh đệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, con muốn hỏi một câu là con tối con buổi tối con công phu, còn lại sám hối và trì chú đại bi và niệm Phật. Vậy con hồi hướng hết công đức đó về Tây Phương, có đúng không vậy thầy? Dạ, Tây Phương ở chỗ nào chỉ coi. Dạ, Tây Phương Cực Lạc. Chỗ nào? Đó quan trọng như cái chỗ nào kìa. Trong tâm á. Được rồi, đừng đi đâu xa, đi vô trong này luôn đi. Vô đây luôn, là vô ngay chỗ rồi đó. Còn nói với Tây Phương Cực Lạc, nói thiệt nha, đứng trên trời cao không biết chỗ nào là Tây nữa đó. Dạ. Mình hồi hướng công đức cho mười phương chư Phật, cho pháp giới, cho bá tánh chúng sanh, cho dân tộc Việt Nam được ấm no hạnh phúc. Hồi hướng tất cả những điều thiện nha. Dạ. A Di Đà Phật. Đừng có hướng Tây Phương Cực Lạc mất công lắm. Hồi hướng cho bá tánh chúng sanh, dân tộc Việt Nam. A Di Đà Phật. Con hồi hướng A Di Đà Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Con hồi hướng về cho tất cả quan gia trái chủ, tất cả chúng sanh được đó. Có đúng không thầy? Dạ được. Dạ. Nếu mà đúng ai cũng đúng hết mà. Được. Mà thí dụ con niệm Phật với lại Phật với chị chú đó, vậy là công phu bao nhiêu đó đủ không, hay là con có cần mà phải tụng kinh nữa không? Dạ đại bi niệm Phật đủ rồi. Dạ. Mình làm ngày mấy thời? Dạ ba thời. Vậy được, dụ đủ, làm nhiều hơn cũng được. Dạ. Hay gì là Phật chúc con may mắn. Dạ. Dạ. Chúc mọi sự an lành. Nhưng... cảm ơn cô. A Di Đà Phật. Con xin hỏi một điều nữa, nhưng mà con ở nhà con chỉ tụng kinh mà chị chú, con niệm Phật và chị chú mà không có chuông với mõ, vậy nó có công hiệu hay là không thầy? Có chuông mõ hay không? Dạ không. Không có hả? Dạ. Không sao, lấy đũa gõ xuống nền cũng được. Dễ mà. Thầy qua Mỹ á, thầy đi cúng cho cái bà kia đó, cái lật đật quá nó không đem chuông mõ theo, mà bả bệnh quá đó, cái thầy vô nhà bả thì hỏi thầy cho thầy mượn cái ly với chiếc đũa sắt đi, bả lấy chiếc đũa nhôm cái ly cho thầy, thầy đứng thầy tụng thầy kinh xong thì đi về bả hết bệnh. Vậy thôi. Còn ở Việt Nam thì nói với hai ni kia nhớ qua là cầm chuông mỏ theo nghe chưa, thì thầy ở Mỹ thầy không có đem theo. Dẫn người bệnh bị vong theo, cái qua cái quên đem chuông mỏ. Cái thầy lập trái cây bông trái xong xuôi thì để nằm xuống, thầy lấy cái chiếc chén kiểu với chiếc đũa thầy gõ thì tụng thầy kinh hết bệnh. Thì ra lấy chiếc đũa gõ xuống nền cũng được nha. A Di Đà Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Phương tiện mà A Di Đà Phật rồi. Dạ. A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, cũng như con hỏi câu hỏi là con phóng sanh con cá đó, bản thân con chơi trường con không có ăn, nhưng mà con mua cho gia đình con ăn, như vậy có cái tội gì không? A Di Đà Phật. Rồi xin con phóng sanh rồi sao? Dạ, cũng như con phóng sanh con mua cái con thí dụ con cá đó thầy, nhưng mà con mua gia đình con ăn á, thì như vậy gia đình con có tội gì không? Con mua về cho gia đình ăn hả? Dạ dạ, chứ bản thân con trai trường con không có ăn. Rồi con mua về con đập đầu nó hả? Con không có đập đầu, con mua nó chết rồi. Rồi đứa phân nữa. Dạ. Nếu mà đừng mua đâu có đầm thịt cá cho gia đình ăn, mình biết ăn chay rồi cho gia đình ăn mặn nữa chứ, hay ghê. Bây giờ về hỏi ổng đi, thầy cũng khó xử vô này, thôi lên lực nhân quả xử đi nha. Dạ, như là Phật. Chúng ta làm gì hả, đụng chúng sanh là có chuyện à. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con có hai câu hỏi mà hỏi về thiền, xin thầy cũng từ bi giải thích. Con thành kính tri ân. Việc thọ tưởng định á, thì nó không phải là thiền sắc giới, không phải thiền vô sắc giới. Như vậy thì việc thọ tưởng định thuộc trạng thái thiền như thế nào? Dạ, Di Đà Phật. Nghe nè, cái trạng thái lớn nhất, cao nhất và cảnh giới cao nhất của thiền là không có gì. Nếu mà cô thiền mà còn có gì thì không phải là thiền. Mục đích của thiền là diệt cái ngã, bản ngã phàm phu của mình.
để đạt tới vô ngã. Khi vào đó rồi chẳng có gì. Nếu mà cô còn nói có cái này, có cảnh giới này, cảnh giới nọ, tất cả đều là giả hết. Người tu phải vượt qua ngũ uẩn, tức là mình không còn nằm trong sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Tu thiền trong Bát Nhã cũng vậy, khi mình còn dính vào sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tức là mình còn nằm trong ngũ trược ác thế đó. Mà thiền định là không còn cái gì nữa, thì cảnh giới cao nhất của thiền là không có gì. Cô phải nhớ, khi mà cô đã không có gì rồi, cô sẽ có những cái cô cần. Còn tất cả những cái mà cô đọc đều là sách vở kiến thức của người thiền không tới nơi tới chốn, cho nên mới nói thầy không đi vào sách vở kiến thức thì đi thẳng vào thiền là không có gì. A Di Đà Phật. Mô Phật. Dạ. Dạ, con A Di Đà Phật, con cảm ơn thầy. Dạ, cảm ơn cô đã hỏi. Đi ngồi thiền đó nè, ngồi xuống xong ai nói gì nói kệ đi. Nhan. Trung đạo không đại định nhưng mà tiểu định được rồi, ai chửi ra cũng cười hè hè không sao. A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, cho con hỏi, con pháp danh là Diệu Lộc. Con ở nhà con trì chú Đại Bi Kinh Phổ Môn. Rồi con thấy con nguyện cái gì nó cũng được đạt hết đó thầy. Ông bạn của con một lần cũng không ăn chay, mà con nguyện cái ông bạn con ăn chay, rồi các con các cháu của con nó cũng được ăn chay, nó nói ngon. Con thấy như vậy là thượng tọa thấy có được đạt hay không? Con thành tâm cầu nguyện cho các con các cháu của con nó được ăn chay niệm Phật, làm các điều lành, bỏ các điều dữ, chánh sát sanh hại vật. Con thành tâm A Di Đà Phật, thầy chỉ dạy cho con. Dạ thưa, nãy có nói với bà, khi mình tụng kinh mình độ sinh, tức là những người chung quanh mình phát tâm giống như mình đó bà, là tạo phước, là gọi là phước dương đó, dương phước đó. Còn những người mà chết được siêu là âm phước, tức là âm đức á. Thành ra những người chung quanh mình bắt đầu ăn chay với mình, cùng tụng kinh với mình, tức là những lời cầu nguyện tụng kinh mình đều có kết quả như mong muốn, đó là lợi lạc cho ba tánh chúng sanh, đó là phước đó bà. Thế nên bà cố gắng tụng tiếp, tụng cho giỏi vô rồi cầu nguyện tiếp tục. Ngài nói là những gì mà bà cầu nguyện mà không đắc thành, Ngài không thành chánh đẳng chánh giác là vậy đó. Dạ. A Di Đà Phật. Dạ con, ông bạn của con một lần không có ăn chay mà giờ không ăn, cái con thấy con A Di Đà cũng mãn nguyện đời con á thầy. Thượng tọa con thấy con mừng, các con các cháu con nó cũng ăn chay là con thấy con mãn nguyện. Con dạ A Di Đà Phật. Rồi chúc bà khỏe nhan, học đạo tinh tấn nhan. A Di Đà Phật, cảm niệm công đức huynh đệ đã lắng nghe sự chia sẻ làm tu như thế nào để độ được vong linh, hương linh, hữu tình, chiến sĩ Trần Vong. Thời giờ chúng ta có hạn, thì sau khi câu hỏi này xong thì chúng ta sẽ hồi hướng công đức xong, chúng ta sẽ quay lại cái đàn tràng của chúng ta. Là quan trọng. Biết âm đức là gì không? Biết âm đức là gì không? Là mình tụng kinh, niệm Phật, hồi hướng cho tất cả những phần
vong linh hương linh chưa được siêu thì được siêu, không được no thì được no. Hả, mình độ cho họ nhiều nhiều chừng nào thì âm lực mình càng lớn chừng đó. Khi mình tu tụng giỏi chừng nào thì chung quanh mình nhiều vong linh hương linh lại gần mình nhiều chừng đó. Đây là cái cơ hội cho chúng ta tạo được âm lực trong việc tu học. Bởi vì âm lực rất quan trọng cho người tu. Âm đức càng cao dày chừng nào thì đạo hạnh huynh đệ càng lớn chừng đó. Nhớ không? Âm đức càng cao dày thì đạo hạnh càng lớn. Đạo hạnh huynh đệ càng lớn bởi vì âm đức cao dày, cho nên phước báo huynh đệ cao dày. Phước báo huynh đệ càng lớn thì trí tuệ huynh đệ càng sáng suốt. Mà trí tuệ huynh đệ càng sáng suốt thì nghiệp lực huynh đệ càng mỏng. Có đúng vậy không? Có đúng vậy không? Tôi nào lặp lại để vấn đề rõ. Bổn phận của Phật tử đạo hữu chúng ta muốn tu học tiến hóa phải biết tạo âm đức. Âm đức là tu tụng cho giỏi để giúp những vong đệ, huynh đệ, vong linh, hương linh chung quanh mình được siêu sanh tịnh độ. Nếu mình càng độ huynh đệ vong linh linh càng nhiều chừng nào thì âm đức mình càng cao dày chừng đó. Âm đức càng cao dày thì đạo hạnh càng lớn. Đạo hạnh càng lớn thì phước báo càng cao. Phước báo càng cao thì trí tuệ càng sáng. Trí tuệ càng sáng thì nghiệp lực càng mỏng. Đó là con đường chúng ta phải làm. Cho nên âm đức rất quan trọng cho việc tu học của chúng ta. Nhớ không? Rồi bắt đầu chúng trung đạo đi vào làm cách nào để giúp cho huynh đệ vong linh hương linh có cơ hội siêu sanh tịnh độ và no đủ. No đủ đây không có nghĩa là được ăn. Trung đạo nói chuyện pháp khai thị cho họ để mà an ủi cái thức lạc lõng của họ không nơi nương tựa. Ban rải cái lòng từ bi mình dành cho họ để cái thức của họ được tròn đủ. Họ rất là yếu đuối mỏng mảnh. Khi mình ngồi xuống tụng kinh niệm Phật, họ lại gần mình để họ rút cái điển lực của mình, cái năng lượng của mình để họ nuôi dưỡng thân, cái thức của họ cho được đầy đủ, mạnh mẽ để được tồn tại. Rõ chưa? Họ lại gần mình để chi? Khi mình tụng kinh á, cái năng lượng mình toát ra rất là nhiều, cho nên họ lại gần, họ dùng cái năng lượng đó để giúp cho cái thức họ được tồn tại trước. Mỗi một ngày một chút, ngày một chút, khi chúng ta tụng kinh nhiều, học giỏi vô thì năng lượng của mình rất là mạnh mẽ. Họ dùng cái năng lượng đó để giúp cho họ có cơ hội siêu, tức là đào thai. Đó là việc làm quan trọng nhất của tất cả huynh đệ đạo hữu Phật tử hiện tiền trước chánh điện của ngày hôm nay. Mà chúng ta từ ngày hôm nay trở đi, chúng ta phải ý thức rằng là mỗi lần khi chúng ta ngồi xuống tụng kinh niệm Phật, phải nhớ là hồi hướng công đức và cầu nguyện cho tất cả vong linh, hương linh, hữu tình, chiến sĩ trận vong, oan hồn uổng tử, thập loại cô hồn, đồng bào tử nạn, thai nhi sản nạn, thai nhi bị chối bỏ, nhất là những các cô hồi còn trẻ, còn tuổi nhỏ không ý thức được phá thai, hư thai hay bỏ thai nhi đó. Và chúng ta phải cố gắng cầu nguyện cho các em được siêu sanh, đồng thời phải sám hối việc làm của mình trong quá khứ, trong hiện tại, phải sám hối việc làm của mình trong tiền kiếp, trong hiện kiếp. Như vậy mới có đủ công đức mà giúp đỡ các huynh đệ vong linh hương linh được siêu sanh tịnh độ và no đủ. Các huynh đệ nữ nghe rõ thầy nói không? Cho dù muốn hay không muốn, cố tình hay vô tình làm mất đi cái sinh mạng của thai nhi, mình cũng phải biết sám hối cho việc làm của mình trong quá khứ, trong hiện tại, trong tiền kiếp, trong hiện kiếp. Sám hối mỗi ngày để chi? Để việc tu học mình nó nhẹ nhàng, nó thảnh thơi hơn. Đồng thời phải biết cầu nguyện như thầy mới nói. Một chút nữa thầy sẽ đọc đi đọc lại câu này cho huynh đệ nhớ được bao nhiêu thì nhớ. Khi tụng kinh xong, huynh đệ phải ngồi đó hồi hướng. Bây giờ trung đạo sẽ chỉ từng bước đi để huynh đệ có thể tự ở nhà mình hoặc là vô đây tụng kinh, hay về nhà mình ngồi xuống mình tụng một thời kinh. Thì trong thời kinh mình phải làm cái gì? Đầu tiên là giúp cho vong linh hương linh cũ hiền thất tổ, ông bà nội ngoại hai bên, vong linh linh còn đang trong nhà mình được siêu sanh tịnh độ mà nó đủ, và quan gia trái chủ của mình được siêu sanh. Bây giờ chúng ta đi từng bước một. Ở đây huynh đệ hầu như có tụng đại bi phải không? Có tụng đại bi hết phải không? Dạ Di Đà Phật. Đại bi, trước thầy có giảng đại bi đây rồi. Đại bi chú có công năng giải trừ bệnh tật, giải trừ oan gia trái chủ,
giải trừ nghiệp chướng, phát triển trí tuệ, cải lão hoàn đồng, rốt ráo giải thoát. Đó là công năng của Đại Bi. Đầu tiên huynh đệ nên tìm cái bài chú ngắn trước khi tụng Đại Bi là bài Ngũ Bộ Chú. Huynh đệ có biết Ngũ Bộ Chú rồi phải không? Ở đây có tụng Ngũ Bộ Chú chưa, giơ tay lên. Tụi con còn sách không vậy? Có đem sách theo không vậy? Không. Sách nhiều không? 20 đó hả? Tụng Ngũ Bộ Chú để làm chi? Ngũ Bộ Chú là ngũ hành trong cơ thể mình, có ngũ tạng, tâm, can, thì, phế, thận. Mình tụng Ngũ Bộ Chú để cho con người mình khỏe mạnh trước. Sau tụng Đại Bi thì trong chỗ Đại Bi nó có chữ mạ mạ. Huynh đệ muốn cầu nguyện cái gì thì thế cái chữ mạ mạ vô. Bỏ cái chữ mạ mạ đi, để cái ý nguyện mình vô. Có rõ không? Cái chỗ giá ra mạ mạ phạt ma ra đó, mình bỏ chữ mạ mạ đi. Rồi để cái tên mình vô, mình cầu cái gì mình nói ra. Thì mình tụng, ở nhà mình có thể tụng 21 biến Đại Bi Chú xong. Thì tụng một lần Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Xong Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, mình tụng 21 lần Yết Đế Yết Đế. Huynh đệ có làm vậy không? Hả? Đừng. À, tại sao chúng ta phải tụng Yết Đế nhiều? Tại sao huynh đệ lúc mà tụng Bát Nhã Ba La Mật, huynh đệ có nhớ không? Tam Tế Phật Y Bát Nhã Ba La Mật Đa Cố Đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Ba cái đời Phật mà còn tụng Yết Đế để mà đạt tới mức vô thượng Bồ Đề. Tại sao mình đọc Yết Đế nhiều? Là bởi vì trong Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh dạy cho mình cái tâm rời bỏ cái chấp, cái tính cố chấp của mình, cái tính ngoan cố bướng bỉnh, cái tính mê tín, mê muội, mê si, mê những điều không phải của thế gian. Cho nên mình tụng Yết Đế nhiều để mình giải trừ những cái mê chấp mê lầm đó. Có rõ không? Tam Thế Phật còn dùng Yết Đế Ba La Đế Ba La Tăng Đế để giúp cho các ngài đạt đến cảnh vô thượng Bồ Đề, tức là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, là cõi vô thượng Bồ Đề đó. Rõ không? A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề là cõi vô thượng Bồ Đề của chư Phật ở. Cho nên các vị tụng Yết Đế nhiều để giải trừ cái tâm chấp của mình, giải từ cái tánh chấp của mình, giải từ cái tánh ngoan cố bướng bỉnh của mình. Chính vì Yết Đế mà Tam Thế Phật vẫn dùng, huống chi là mình. Nhờ dụng Yết Đế Đế nhiều cho nên các ngài mới giải được cái gì? Giải được cái tánh ngoan cố bướng bỉnh, cố chấp lì lợm, giải được những thói hư tật xấu, giải những điều mê muội, mê si, mê tín, chấp tà. Giải hết tất cả những điều không tốt lành thì mình mới có cơ hội thoát được sanh lão bệnh tử. Thấy chưa? Giải cái gì, thoát cái gì? Tu, giải thoát. Giải là giải tất cả những điều thối hư tật xấu, tánh mê chấp mê lầm của mình, là thoát, thoát được sanh lão bệnh tử. Đó là giải thoát đơn giản nhất để cho huynh đệ dễ hiểu. Rõ không? Thế nên mình tụng Yết Đế nhiều để giúp cho mình rời bỏ cái sự chấp lầm mê lầm của mình đã từng sống trong thế gian pháp. Tụng Yết Đế càng nhiều thì cái tánh mà ngoan cố bướng bỉnh nó càng bớt đi. Cho nên huynh đệ tu muốn tiến hóa là phải như vậy. Rõ chưa? A Di Đà Phật. Tu là phải tiến hóa, chứ không phải là mỗi một ngày mình hạnh phúc hơn một chút, mỗi một ngày mình an tịnh hơn một chút, mỗi một ngày mình vui vẻ hơn một chút mới là tiến hóa. Còn tu mà buồn phiền rồi bệnh tật rồi bệnh rồi bệnh là mình thoái hóa, chứ mình đi ngược lại với chư Phật. Cho nên khi tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh xong, huynh đệ nhớ cố gắng tụng 21 lần Yết Đế để giúp cho mình giải trừ tâm mê chấp mê lầm ngoan cố bướng bỉnh, cứng đầu cứng cổ. Nhớ chưa? A Di Đà Phật. Rồi. Xong Bát Nhã rồi, huynh đệ niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 3 lần, Nam Mô Di Đà Phật bao nhiêu lần tùy ý, Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quán Thế Bồ Tát, xong rồi Nam Mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương. Đây là quan trọng nhất nè. Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, việc làm của Ngài là giúp cho tất cả vong linh hương linh chưa siêu được siêu, chưa đầu thai được đầu thai. Cho nên chúng ta tụng Bát Nhã xong, Yết Đế vừa xong là niệm Nam Mô Bổn Sư bao nhiêu lần tùy ý, Nam Mô A Di Đà Phật bao nhiêu lần, Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Nam mô Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Con tên là gì? Pháp danh gì? Hôm nay chúng con nương vào oai thần oai lực của cha mẹ Như Lai, chư thiên chư Phật chư Bồ Tát cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát, nguyện cầu siêu cho tất cả các vong linh, hương linh, hữu tình, chiến sĩ, trận vong, oan hồn, uẩn tử, thập loại cô hồn, đồng bào tử nạn, thai nhi sản nạn, oan gia trái chủ, vong linh, hương linh, chết sông, chết biển, chết ao hồ, chết đâm, chết chém, chết cháy, chết thắt cổ, tự tử, chết vì tai nạn giao thông, chết vì bùa ngải, ếm đối, chết siêu mồ lạc mã, chết bất đắc kỳ tử. Vong linh, hương linh, cũ hiền thất tổ, ông bà nội ngoại hai bên, những ai chưa được siêu sanh thì được siêu sanh, không được no đủ thì được no đủ. Nhớ không? Nhớ chết liền. Ni Di Đà Phật. Nói nhiều quá sao nhớ? Một chút nữa trung đạo sẽ lặp đi lặp lại, huynh đệ sẽ nhớ. Bởi vì huynh đệ vong linh, hương linh tụ tập đây rất là nhiều. Nhiều để họ chờ khi mà pháp thí xong thì họ mình thí thực cho họ, cho nên họ rất là hạnh phúc hoan hỷ để họ được nghe pháp, thính pháp xong rồi họ được giúp cho được siêu. Thì hôm nay rất là đại hạnh phúc cho họ đó. Nhưng khi mà bài giảng này xong á, chúng ta cùng xây mặt lại cái đàn tràng, chúng ta cùng tụng với nhau bảy biến đại bi, rồi tụng theo thầy, rồi huynh đệ sẽ thấy được cái công năng mà huynh đệ tụng cùng với thầy như thế nào. Huynh đệ thấy rất là hạnh phúc sau khi mình pháp thí thực xong. Thì họ đi họ rất là vui vẻ. Thì cái cách thức làm như thế nào, huynh đệ cứ nhìn, rồi huynh đệ sẽ hiểu được cái cách làm đó. Khi tụng cầu nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát xong, cầu cho tất cả vong linh linh xong, thì chúng ta tụng 21 lần vãng sanh quyết định chân ngôn. Vãng sanh quyết định chân ngôn không có nghĩa là mình niệm là người đó sẽ siêu. Vãng sanh quyết định chân ngôn nó có 3 cách trừ. Thứ nhất là mình trừ được oan gia trái chủ mà đeo bu mình. Lúc mình ăn con này con nọ cái kia, mình giết nó nhiều quá đó, cái lúc mà mình yếu mình nằm trước khi chết á, nó bu lại nó cắn mình. Cho nên đại đa số những người ăn tầm bậy tầm bạ trước khi chết nằm rên la hoài không có chết được. Người trong nhà hiểu được chuyện á, lập cái bàn nhỏ thôi, cúng một bữa cơm chay chút xíu nước hoa quả trái cây, mình tụng thời kinh đại bi xong một biến A Di Đà, tụng cho quan gia trái chủ đang đeo đuổi thân xác này phải được no đủ và siêu sanh tịnh độ. Tụng xong cái người nhà mình nó hết rên la, 2 ngày sau chết rất là an lành. Huynh đệ thử làm đi, hiệu nghiệm vô cùng. Trung đạo muốn chia sẻ cái điều này là tại sao. Ở đây đại đa số là huynh đệ Phật tử biết thầy là người Công giáo rồi, đúng không? Đúng không? Anh của thầy là người Công giáo. Anh thầy chết cách đây 4 tháng, lúc thầy đang xuống Vĩnh Long này mà để cúng chẩn cho cái nhà kia đó, thì chị dâu của thầy gọi xuống là anh Năm là mới chết. Thì thầy, anh là Công giáo mà, thầy mới kêu là chị rờ tay chân ảnh coi cái chỗ nào ấm nóng nói cho thầy biết. Thì chị nói là cái bàn chân rất là lạnh, cái ngực rất là lạnh, cái mặt cũng lạnh, mà cái đầu trên đầu rất là nóng. Huynh đệ biết tại sao mà cái đầu anh nóng không? Mà trung đạo nói ra huynh đệ cũng không tin được cái điều này. Khi huynh đệ tụng kinh nhiều rồi, ngày nào cũng tụng đại bi, rửa sạch cái nghiệp chướng của mình, cái miệng mình rất là sạch. Với điều kiện là phải ăn sạch, nói sạch, làm sạch, nghĩ sạch, thì tụng kinh cái miệng mới sạch. Ăn sạch là ăn cái gì? Ăn không chúng sanh. Nói sạch là nói cái gì? Lợi lạc cho ba tánh chúng sanh. Nghĩ sạch là nghĩ cái gì? Lợi lạc cho ba tánh chúng sanh. Làm sạch là làm những điều lợi lạc, an lành cho ba tánh chúng sanh, cho dân tộc, cho đất nước, là việc làm của chúng ta để chúng ta tạo phước đức. Mà cái miệng này rất là hay. Huynh đệ tụng trên 10 năm mà ăn sạch nói sạch, làm sạch ăn thiện nói thiện, làm thiện ăn lành nói làm lành, 10 năm sau cái miệng mình từ phàm khẩu vô tri vô giác trở thành thần khẩu, thánh khẩu, tới bậc cao nhất là Phật khẩu. Cái miệng này mà khi có Phật khẩu rồi, huynh đệ không cần phải đứng gần người gần chết mà niệm Phật, không cần. Huynh đệ chỉ kê vô cái lỗ tai cái người gần chết, huynh đệ cho nói vậy nè: nè nghe không, chỉ có lúc mà nhớ không, chỉ có anh với ông Phật thôi, nhớ không, anh với ông Phật thôi. Thì anh thầy là Công giáo cho nên thầy không kêu ổng niệm Nam Mô A Di Đà Phật được, ổng sẽ giận, ổng sẽ chống đối. Thế nên thầy tụng cho ổng xong thì ổng không còn rên la nữa. Mấy ngày sau ổng kêu vợ ổng tới, tại vì gia đình Công giáo mà, ổng kêu nói: thì 5 ngày nữa tao chết. Mà ổng chưa hề niệm một câu Phật nào, mà ổng chỉ niệm vậy nè:
đừng có cười. Lúc mà ảnh nằm rên la thì tụng thầy kinh xong, thầy nói với lỗ tai ảnh á: anh yên tâm, anh chết tôi sẽ lo cho anh đầy đủ, anh chỉ giúp tôi một việc thôi. Thầy kê vô lỗ tai ảnh, thầy nói đó: anh cứ niệm Nam Mô A Di Đà Chúa đi, Nam Mô A Di Đà Chúa, Nam Mô A Di Đà Chúa, cứ làm y như vậy đi, tôi lo cho anh đầy đủ. Và mấy ngày sau kêu vợ tới: 5 ngày nữa tao chết. Ghê chưa? Thì đúng 5 ngày sau ảnh chết, cái đầu ảnh nóng hổi đó. Có cần phải hộ niệm không? Không. Bởi cái miệng của mình đã trở thành Phật khẩu. Khi mình nói vào cái lỗ tai người gần chết á, thì cái thức nó nằm trong cái thức, nó lặp đi lặp lại: Nam Mô A Di Đà Chúa, Nam Mô A Di Đà Chúa, nó nằm nó lẫn quẩn trong đó. Mà người gần chết sẽ được như vậy. Còn cái anh mà đang cầm cặp táp ngoài kia kìa, ảnh còn sống đó. Mà cách đây một năm mấy gặp thầy thôi, mà ảnh làm thấy là đá gà độ. Kinh khủng nhất là cái bè nè, mỗi lần đá là 100-200 triệu. Mà thầy nói có một câu thôi, giờ này còn chưa chịu tu làm gì nữa. Mà cái câu này nó nằm trong đầu ảnh 2 tuần, nó lặp đi lặp lại: giờ này sao chưa chịu tu còn làm gì nữa. 2 tuần sau cả nhà dẫn tới đảnh lễ thầy xin làm đệ tử, bán con gà. Con gà của anh là giá 50 triệu, anh năn nỉ ta, anh bán 30 triệu một con gà. Huynh đệ tưởng tượng đi, một con gà 30 triệu, kinh khủng. Anh bán hết cái đám gà của anh rồi anh đuổi luôn cái người nuôi gà của anh luôn. Bây giờ anh ăn chay trường luôn đó, anh bỏ cái rột. Cho nên tên ảnh là Trung Ngộ. Ngộ tức thì bỏ đá gà, bỏ luôn nuôi gà, đá đuổi luôn người nuôi gà, ăn chay trường luôn, và cả nhà ăn trường chay đó. Huynh đệ thấy chưa, cái miệng mình nó ngộ lắm. Mình tập trung tư tưởng như mình nói một vị nào thì nó nằm trong cái đầu này, nó quần đi quần lại. Bởi cái miệng mình rất có cái lực rất là mạnh mẽ, mà gọi là Phật lực. Cho nên mình được phép nói cho cái người gần chết, nói vào lỗ tai thì cái lời nói mình sẽ quẩn đi quẩn lại. Mà cái người đó nằm nghe Nam Mô A Di Đà Chúa, Nam Mô A Di Đà Chúa, khi chết cái đầu nóng hổi. Anh ruột của thầy đó, A Di Đà Phật. Thấy ngộ không, màu nhiệm không? Đâu cần phải là ảnh là người Công giáo, nếu mình kêu niệm Nam Mô A Di Đà Phật ảnh chống đối liền. Nhưng mà có chữ Chúa trong cũng vui rồi, Nam Mô A Di Đà Chúa cũng được. Thôi niệm đại đi, tới đâu tới, miễn gì với Chúa là được rồi, phải không? Cái thức cuối cùng mình nghĩ cái gì mình được về nơi đó. Cái thức cuối cùng mình nghĩ cái cảnh nào mình sẽ được trong cảnh đó. Cho nên người tu tụng niệm phải biết rằng là cái thức cuối cùng rất là quan trọng cho cuộc đời tu học của mình. Mình nghĩ cái gì mình sẽ được cái đó. Mình muốn ly cà phê sữa đá mỗi ngày phải không? Chắc chắn chết đi ngày nào cũng được ly cà phê sữa đá mà không bao giờ siêu đó. Giờ muốn ly cà phê sữa đá không? Cho nên người tu không những tu cho mình, rồi còn biết giúp đỡ huynh đệ âm linh, vong linh, hương linh chưa siêu được siêu, không no được no. Đó là bổn phận của người Phật tử thuận thành chân chính. Đồng thời cái bổn phận lớn nhất của chúng ta là giúp cho cụ hiền thất tổ, ông bà nội ngoại hai bên của mình được no đủ và siêu sanh tịnh độ. Huynh đệ tụng kinh, trong kinh có nói là âm siêu dương thới mà, phải không? Âm không siêu thì dương không bao giờ thới. Cho nên cụ hiền thất tổ chưa siêu thì gia đình mình không bao giờ hưng thịnh. Nó ngộ như vậy đó. Mà cụ hiền thất tổ không siêu rồi, con cháu làm ăn kỳ cục lắm, hỏng chuyện này là chuyện nọ à, hỏng chuyện này chuyện nọ, hỏng chuyện xuôi này chuyện xuôi khác, gia đình lộn xộn hoài. Là bởi vì trong nhà mình cụ hiền thất tổ, ông bà nội ngoại hai bên chưa được siêu. Cho nên bổn phận của huynh đệ khi tụng ngũ bộ chú đại bi xong thì tụng một thời kinh A Di Đà sau 6 giờ chiều, để 3 chén cháo nấu lỏng lỏng thôi, để trên bàn thờ của ông bà mình, hoặc nếu không có bàn thờ của ông bà thì để bàn thờ của Phật á, để lên trên bàn thờ với một chút xíu muối gạo, hoa quả. Tụng ngũ bộ chú đại bi xong, tụng một thời A Di Đà sau 6 giờ chiều, cầu cho cụ hiền thất tổ, ông bà nội ngoại hai bên được no đủ và siêu sanh tịnh độ. Sau kinh A Di Đà, tụng một thời Bát Nhã xong, tụng 21 lần Yết Đế xong, cầu niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát, tụng 21 lần Vãng Sanh Quyết Định Chân Ngôn, nhớ không? Đây là cái nghi mà giúp đỡ huynh đệ phát triển, tiến triển trên con đường tu học, là phải biết độ âm linh trước. Tụng kinh là độ cho mình, nếu mình tụng hay tụng giỏi thì mình sẽ độ được những người bên cạnh, là gia đình mình, rồi hàng bà con lối xóm, rồi bên cạnh đó có những vong linh hương linh chung quanh lối xóm lại tụ tập về nhà mình cùng tu với mình. Mỗi một ngày mình tu 3 thời họ được 3 thời, mình tu 4 thời được 4 thời. Để ý coi huynh đệ tu giỏi thì giỏi, mặt rất là đẹp, mà bê bối bỏ chừng 1 tuần thôi cái mặt lại đen. Tại sao mình tu mà mình đẹp, mình bỏ 1 tuần mặt mình đen? Tại sao?
là bởi vì những cái vị âm linh trong nhà mình bu vô nhà mình á, hút mình, hút cái mặt mình riết, mặt mình đen, bởi vì mình bê bối trong việc tu học cho nên làm cái mặt mình đen, là bởi vì họ quá đông trong nhà mình, họ dùng cái năng lượng của mình để họ tồn tại cho nên bắt buộc họ phải hút mình. Nhưng mà mình lại không ý thức được điều này. Bởi vì không ý thức cho nên chúng ta không có năng nổ trong việc tu tập để giúp đỡ họ siêu sanh. Quý vị thấy quan trọng ghê chưa? Rõ không? Có làm được không A Di Đà Phật? Làm được không? Để làm là làm cho mình thôi, phải cho thầy đâu ấy nha. Thầy chỉ nói dùm thôi à. Thầy nói làm sao cho huynh đệ làm, để huynh đệ tạo phước cho mình tu học. Âm đức rất là quan trọng. Âm đức là phước vô lậu. Phước vô lậu là trường tồn vĩnh cửu. Cho nên phải biết tạo phước vô lậu, tức là tạo âm đức, có nghĩa là giúp đỡ vong linh hương linh chưa siêu được siêu, không no được no. Đó là bổn phận của chúng ta. Mà quan trọng nhất là cái bổn phận đầu tiên là giúp chở cho cụ hiền thất tổ, ông bà nội ngoại hai bên đồng được no đủ và siêu sanh tịnh độ. Âm siêu thì dương thới, âm không siêu thì dương không thảnh thơi. Bây giờ huynh đệ tự quyết định đi, muốn ông bà siêu hay không siêu, nói một tiếng thôi. Sao? A Di Đà Phật. Chúc may mắn nha. Chúc huynh đệ may mắn. Mình tu cho mình mà, mình tu cho ông bà mình mà, chứ đâu phải tu cho thầy đâu mà làm biếng, phải không? Đã tới đây được rồi thì mắc chứng gì là phải làm biếng chứ, phải không? Tu đừng có kẹo, tu đừng có kẹo. Mình đừng có đếm bao nhiêu hột, đừng. Kể nó cho nhiêu lấy nhiêu. Mà mình cho càng nhiều mình được càng nhiều. Con đường tu rất là ngộ. Cái luật nhân quả là cho đi người cho lại. Giúp người, giúp người, người giúp ta. Thấy chưa? Sống trong nhân quả cõi ta bà, cho đi người cho lại, luân hồi quả báo thật không sai. Giúp người, giúp người, người giúp ta. Sống trong nhân quả cõi ta bà, cho đi người cho lại, luân hồi quả báo luật không sai. Có phải vậy không? Rồi thầy có làm cái bài thơ đó đó. Mà trong cái bài thơ có cái câu rất là ngộ. Có những huynh đệ phát tâm cúng dường ông thầy bà cô đó để làm cái này cái nọ cái kia. Nhưng mà khi ra ngoài kia thì nghe người ta đồn tầm bậy tầm bạ, nói ông thầy này vậy, bà cô này vậy đó. Cái tự nhiên đổi ý không chịu cúng dường. Cái làm cho ông thầy bà cô đó đã kế hoạch này kế hoạch nọ. Cái tự nhiên người ta rút cái lời lại thông cúng dường nữa. Cái ông thầy bà cô thất vọng không có hoàn thành được cái kế hoạch của họ. Hiểu không? Mình không có trung thành với thầy, không có giữ cái lời hứa của mình. Thí dụ giờ thầy đang cần cái điều này, cái mình hứa con sẽ cúng dường thầy cái đó. Cái ông thầy cũng trong mình, ông thầy trong rồi, vong linh hương linh trong chùa cũng trong. Cái tự nhiên mình ra đường mình nghe tầm bậy bạ, cái mình thôi mình không thèm cho ổng, bởi vì mình nghe tầm bậy đó, mình không giữ lời hứa, cái mình thất hứa. Nhân trung đạo làm cái câu là giúp người, giúp người, người giúp ta, sống trong nhân quả cõi ta bà, cho đi người cho lại, cho rồi nổi chứng lại không cho. Ác như vậy luôn á, như là Phật. Mà chưa cho ra nổi chứng rồi chứ đừng nói cho. Thấy tội nghiệp không? Thí dụ bây giờ nè đó, bây giờ chưa tráng, chưa tô xong. Trung đạo nãy cứ hứa là nói chút xíu nữa tôi coi tôi phụ ông chút. Thì hứa là phải làm đó. Trong thời sự hứa, thầy hứa với là tất cả vong linh, hương linh, hữu tình hôm nay thầy sẽ giúp cho họ siêu. Đồng thời sẵn hôm đây á, tất cả quý đệ đều hữu. Đã lâu rồi, cả hơn năm không gặp thầy phải không? Thì chúng ta cùng làm một việc đại phước đi. Trong thời gian tới cũng không có xa lắm đâu, thì trung đạo với thầy trụ trì, thầy Thiện Đạt á, có nguyện là sẽ làm một cái trai đàn chẩn tế để giúp cho tất cả vong linh hương linh ở cái chùa này tới 50-60 ngàn vị lượng được siêu sanh tịnh độ. Cho nên không có nhiều, mỗi người chút xíu vậy thôi. Chúng ta mua đồ lại giống như mấy cái bàn đó, nhưng mà mình làm lớn hơn một chút, rồi mình tụng ba biến A Di Đà, tức là thầy khai thị xong tụng A Di Đà, xong khai thị xong tụng A Di Đà, để giúp cho họ cái thức của họ mở ra để họ được siêu. Mình có thể độ được 50-60 ngàn vong linh trong một ngày đó thì thật sự là đại phước luôn á. Quý đệ có chịu làm với thầy không? Hả? Có làm không? Hứa phải giữ lời đó. Một chút này thầy bàn với thầy trụ trì xong là ngày nào nhất định sẽ thông báo. Thầy sẽ có mặt, thầy đem
đạo tràng của thầy tới đây cùng với anh đệ cùng tụng. Tụng như thế nào thầy sẽ, chút nữa thầy hướng dẫn đệ tụng luôn với thầy. Rồi chúng ta cùng tạo âm đức với nhau, cùng tạo phước cho nhau để mà mình giúp đỡ đạo hạnh của mình tăng trưởng. Đạo hạnh rất là quan trọng. Quý đệ có nghe cái câu là đức trọng quỷ thần kinh không? Hả? Chúng ta càng tạo âm đức càng nhiều chừng nào thì đạo đức chúng ta càng lớn chừng đó. Đi tới đâu quỷ thần cũng phải kính lễ đó. Đừng có tưởng bở. Trung đạo lùng lùng thấp thấp chứ đi tới đâu người ta cũng nhìn thấy ớn lắm á, chứ không phải đâu, bình thường. Thiệt á. Quý đệ nhìn thấy trung đạo là bình thường, nhưng mà mấy ổng nhìn trung đạo không có bình thường đâu. Lùng lùng chứ nhỏ con lắm đó. Ừ, như là Phật. Thấy đó, thử đi. Thử đi mới thấy cái hiệu nghiệm của nó, chứ còn mình nói không có kết quả đâu. Quý đệ quyết định làm chung với thầy phải không? Rồi chúng ta sẽ quyết định làm ngày nào thầy sẽ thông báo ở Di Đà Phật. Cảm niệm công đức của huynh đệ đã tiếp tay với thầy, giúp cho tất cả huynh đệ vong linh hương linh ở tại ngôi chùa này được no đủ và siêu sinh độ. Khi mà tụng xong rồi ha, thì cái nhà bếp nó không còn gây lộn nữa đó. Nhà bếp gây lộn dữ lắm phải không? Nên ăn vô nè, đâu có ai dễ chịu đâu, ăn vô khó chịu thấy bà cố luôn á. Nhà bếp rất là quan trọng trong cái chùa đó đó. Huynh đệ mà trong bếp mà nấu ăn ngon mà vui vẻ hạnh phúc, cái người nấu mà không gây gỗ đó nha, cái tâm an lành á, biết niệm Phật á, thì huynh đệ ăn huynh đệ tu rất là tinh tấn. Còn trong bếp mà cãi lộn hoài ha, trong chùa cãi lộn hoài, huynh đệ ăn tu không tinh tấn đâu. Hiểu ý thầy nói không? Trong các đạo viện nổi tiếng thế giới, ông thầy giỏi nhất, vị mà tu giỏi nhất là người đầu bếp. Các đạo viện lớn đó là vị đầu bếp đó là tu giỏi nhất luôn á. Thì ông nấu á là ông niệm chú, ông niệm Phật trong đó để giúp cho huynh đệ ba tánh thân khỏe, tâm an, trí tuệ sáng suốt, học đạo tinh tấn, bồ đề tâm vững mạnh, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Cho nên cái vị nấu ăn rất là quan trọng. Trong chùa của thầy ở Mỹ đó, thầy tự nấu luôn, không để ai nấu hết, thầy tự ăn tự hạnh phúc luôn, khỏi cho đứa nào nấu mất công. Bữa đó nấu cái nó về cái nó chết cha luôn á. Cái nó ho, nó nhảy mũi, cái nó chùi chùi, cái nó cầm rau nó bỏ vô chảo. Ôi ơi, nó buồn nó làm vậy vậy, cái nó búng vô nó cứ ăn mình. Ôi tôi gốm nó, tự nấu luôn cho rồi. Phải không? Cho nên khi chúng ta nấu ăn cho ai cũng vậy, phải nấu bằng cái tâm hạnh phúc, vui vẻ, an lạc, và cầu huynh đệ mình ăn được thân khỏe tâm an, nhớ chưa? Người tu á, quan trọng cái nấu ăn lắm đó. Thành ra cái người tu tụng muốn tiến hóa trong việc tu học, phải làm những điều trung đạo mới hướng dẫn huynh đệ. Phải tụng ngũ bồ chú, tụng đại bi xong một biến bát nhã, 21 biến yết đế, rồi 21 biến vãng sanh quyết định chân ngôn. Thí dụ bây giờ trong đạo tràng này huynh này không có thích thầy, gặp thầy cỡ nào cũng không thích, nhưng mà khi trung đạo biết huynh không thích thầy, mỗi lần trung đạo lại nói chuyện với huynh là trung đạo niệm vãng sanh trong đầu này nè, để giải trừ quan gia trái chủ với thầy với huynh, vài lần sau huynh không có còn ghét thầy nữa. Hay lắm đó, thử làm đi. Hay lắm đó. Mà trong nhà mình có những người không thích mình tụng kinh, mình tụng cầu vãng sanh, cầu quan gia trái chủ, cầu cho gia đình mình hoán chuyển tâm thức để học đạo, với mình tụng yết đế, yết đế xong mình tụng vãng sanh nhiều vô, thì tự động người trong gia đình không có ghét mình tụng kinh nữa. Hiểu ý thầy nói không? A Di Đà Phật, chúc may mắn nha. Quý đệ có hiểu cái sự chia sẻ của trung đạo nãy là bổn phận chúng ta làm gì rồi phải không? Khi mình tu cho ai? Dạ, khi mà mình tu cho mình rồi thì mình sẽ lợi lạc. Mình tu mình độ sinh, độ linh. Độ sinh là độ những người còn sống chưa biết Phật Pháp thì biết Phật Pháp. Độ linh là độ những phần âm linh, hương linh, vong linh chưa được siêu thì được siêu, không được no thì được no. Đó là bổn phận của chúng ta. Mà quan trọng nhất là phải độ cửu huyền thất tổ, ông bà nội ngoại hai bên của mình được siêu sanh tịnh độ và no đủ. Đó là việc làm đầu tiên mà chúng ta phải hoàn tất trên con đường tu tập. A Di Đà Phật. Bài giảng dễ hiểu không? Nhưng mà bên cạnh cái việc chúng ta tụng niệm để giúp cho cửu huyền thất tổ, ông bà nội ngoại vong linh lên được no đủ với siêu sanh độ, chúng ta còn phải ban rải cái lòng từ bi nữa đó. Chứ không phải tụng mà ngồi xuống mà tụng cho hết thời rồi muốn đi đâu đi kệ. Không có đâu. Họ giận đó,
mà họ ngộ lắm, họ dễ giận lắm đó. Họ rất là nhạy cảm, chỉ cần cái đầu của mình á mà nghĩ xấu cho họ thôi, họ cũng tìm cách họ dứt lại mình đó, quả báo lẹ lắm. Họ rất là nhạy cảm, cho nên phải cẩn thận. Mày biết ban rãi lòng từ bi, cái thức từ bi của mình lúc mình cúng cho họ, mình phải yêu thương họ, mình ban rãi tánh từ bi mình cho họ thì họ mới có cơ hội siêu được. Chứ còn thí dụ mình lập ra vậy mình tụng đại đi, như mấy ông kia ông tụng rõ ràng, ông trả lời thật thà luôn. Mấy ông tụng xong xuôi rồi Phật tử mới hỏi thầy tụng gì, họ có siêu không? Thì mấy ông trả lời rất là chân thật. Mấy ông nói tụi tôi tụng rồi tụng, còn siêu không siêu sao tôi biết. Trời, nói câu quầy trớt thiệt là cái câu nó đau lòng ghê, mà thật thà lắm á. Bây giờ thí dụ trung đạo ra tụng đi, ra tụng xong rồi cái gõ beng beng xong la rầm rồi cái đi về, rồi ai đi thì đi, không đi thôi. Thì thôi tụng làm gì? Cũng như mình lấy muối bỏ biển thì làm chi vậy? Cho nên khi mình để xuống, ngồi xuống công phu là phải công phu cho ra công phu, chứ đừng có trả nợ quỷ thần hay là cho nó hết thời thì thôi, thì đừng có làm. Làm như vậy còn mang tội thêm á, nhớ không? Nhớ không? Hả? Đã công phu phải ngồi xuống công phu cho đâu ra đó từ đầu tới cuối. Cho nên mình rất là hạnh phúc khi được công phu. Bởi vì người tu phải ngồi xuống ra công tụng niệm thì mới có công lực được. Công phu mà tụng nhiều thì công lực mới mạnh mẽ được. Công lực này mạnh mẽ nhiều á thì công năng mới nhiều. Công năng nhiều thì ánh sáng nó phát ra rất là nhiều. Mà cái năng lượng này nó phát nhiều chừng nào á thì mình mới có đủ sức mạnh để tạo công đức chứ. Có đúng không? Nếu không công phu thì làm gì có đủ lực để làm tạo công đức được, làm sao tạo phước đức được. Cho nên hãy ngồi xuống công phu là phải hạnh phúc để được công phu. Cho nên mình tụng kinh á, mình an lạc hạnh phúc được tụng. Tụng xong thấy người nó vui, nó khỏe, đó mới thực sự là công phu đó. Phải không? Còn nó tụng xong rồi cái trơ trơ không có gì thay đổi, thôi tụng chi nó uổng ghê luôn á. Tụng xong rồi vẫn buồn, vẫn phiền, vẫn đau khổ như thường, tụng chi? Đúng không? Ngồi xuống công phu là phải vui vẻ hạnh phúc chứ. Có vui khi tụng kinh không? Vui phải cười lên chứ. Tụng kinh trong đạo tụng ở Mỹ đó, một người đi mỏ, người đi chuông, thầy cầm cái này thầy tụng. Thầy cười hè hè, vừa tụng pháp hoa mà còn cười vậy đó, rất là hạnh phúc, mà tụng như ca vậy đó, người nghe cũng thích nữa. Quân đệ mà tụng kinh giỏi nha, người ta không thích nghe tụng kinh, mình tụng một hai tuần sau họ ghiền đó. Cái chỗ này mới là quan trọng nè. Tụng làm sao cho người chưa phát tâm mà ghiền nghe mình tụng mới là quan trọng. Mà mình bữa đó không tụng, nó nhớ, nó thèm, đó mới là quan trọng nữa. Ghê chưa? Lối xóm của thầy ngày xưa đó, thầy tụng mà nó chọi đá vô nhà, ghê không? Thì thầy tụng lớn quá, ồn quá, mà 3 giờ sáng thầy dựng đầu cả xóm dậy nghe thầy tụng rồi. Mà thầy có tụng đâu, thầy hét không à. Mỏ thầy gõ vậy nè, thầy gõ không biết có sức bao nhiêu, nện bấy nhiêu. Thầy tưởng là gõ lớn như nó mới linh, e giờ đâu đá vô nhà nó linh hơn nhà mình của người ta. Tụng vậy đó, nhưng sao nên hiểu được là mình đang phá hoại lối xóm. Hồi xưa không ai chỉ mình á, mình biết tụng hết sức hay cứ la to lên đập mạnh là linh à. Còn chưa kể nhang thấp và nghi ngút trong nhà luôn á, khói mịt mù, nghĩ ra cái gì nhiều là nó linh đó. Hên là không bị ung thư phổi đó. Sau này hiểu được rồi, mình tụng làm sao với tấm lòng của mình, với con tim của mình, với sức mạnh của mình, với trí tuệ của mình. Mình tụng riết người ta nghe, người ta ghiền đó. Tới giờ không tụng nói, ủa sao nay thằng cha này không tụng kinh vậy ta. Đó, cái chỗ này là cái chỗ để độ sinh đó, độ sinh. Mà mình không tụng một bữa thì vong linh hương linh nó mong chờ. Thế nên mình tụng mình độ linh. Công việc mình làm hay chưa? Nếu vấn đề làm đúng như vậy á, thì cả sinh linh đều được an lành hạnh phúc, cả sinh linh đều được lợi lạc, thì mình tạo không biết bao nhiêu phước đức mà nói đó. Đúng không? A Di Đà Phật. Dễ hiểu không? Rất là dễ, chỉ có đơn giản thôi. Ngũ Bồ Chú, Đại Bi, Bát Nhã. Còn nếu tụng cho Cửu Huyền Thất Tổ thì Đại Bi xong là vô A Di Đà, xong Bát Nhã, xong 21 lần Yết Đế, xong 21 lần Vãng Sanh. Hen. Thì lúc đó huynh đệ sẽ giúp được cho Cửu Huyền Thất Tổ, rồi oan gia trái chủ trong nhà mình được siêu sanh tịnh độ và no đủ.
Những người chưa phát tâm tu họ sẽ phát tâm tu, những người chưa có bồ đề tâm họ sẽ phát triển bồ đề tâm. Cho nên tụng kinh đúng mức thì mình sẽ độ sinh là độ những người còn đang sống, độ cho mình, và độ linh là độ những người đã quá vãng cho được siêu sanh tịnh độ, nhất là ông bà cụ hiền thất tổ mà nằm ngoài hai bên của mình. Rõ chưa? Bài giảng dễ hiểu, đơn giản, ngắn gọn nhưng rất là lợi lạc cho huynh đệ sau này đó. Huynh đệ thử làm đi. Nếu mà làm cho cụ hiền thất tổ trong vòng 49 ngày thôi thì cụ hiền thất tổ mình sẽ về báo mộng cho mình biết là các ngài đã đi hết chưa, hay còn vài ba ngoe ở trong nhà. Họ báo cho mình đó nha. Mà rất hay là các vị vong linh hương linh đó, họ rất là sòng phẳng. Mình tụng giúp cho họ siêu, họ quay lại họ giúp cho mình những gì mình mong cầu sẽ được như ý. Họ ăn miếng trả miếng. Cho nên hả, mình chọc họ giận họ cũng quất lại à. Họ rất là sòng phẳng, cho nên cẩn thận đó. Mình nói tầm bậy họ nghe hết á, hiểu không? Thế nên mình khi tụng em để cái lòng từ bi mình cầu cho huynh đệ anh em vong linh hương linh hữu tình chiến sĩ trần vong quan hồn tử tập lợi cô hồn đồng bào tử nạn thay nhi sản nạn quan giai trái chủ của quyền thất tổ ông bà nội ngoại hai bên vong linh linh chết sông chết biển chết đầu chết đâm chết chém chết cháy thác cổ thư tử chết gì tai nạn giao thông chết gì bồ ngải ống đối chết sư mồ lạm bất đắc kỳ tử được đâu đủ về siêu sanh tịnh độ A Di Đà Phật. Dễ hiểu không? Nhưng mà khó nhớ hen. Chúng ở trong đạo sẽ cho mấy em sẽ đem tụi con có không có sách thì nói tú in đem xuống cho tụi con nha. Thầy sẽ gửi những cái tài liệu đó về cho huynh đệ nha. Ở trong đây tất cả bao nhiêu người, bao nhiêu huynh đệ tất cả vậy huynh? Bao nhiêu tất cả huynh đệ vậy? Khoảng 150 không? Hả? Thôi tôi gửi 200 đi cho nó dư ra nha. Thì gửi 200 cuốn Đại Bi với Ngũ Bộ Chú Đại Bi á, thì trung đạo sẽ cho huynh đệ đó gửi xuống cho thầy Thiện Đạt, rồi thầy sẽ gửi cho huynh đệ chúng ta cùng tụng cái pháp này để giúp đỡ cho tất cả sinh linh chung quanh đây, cho bà con lối xóm được an lành hạnh phúc, cho tất cả vong linh hương linh đang cư ngụ tại đây được no đủ và siêu sanh tịnh độ. Có ai chưa hiểu gì giơ tay lên hỏi nha. Chúng ta đàm đạo với nhau để chúng ta cùng lấy thêm sự hiểu biết, để chúng ta cùng làm việc cho ba tánh chúng sanh, cùng giúp đỡ cho tất cả những vong linh hương linh để họ có cơ hội đào thai quay trở lại làm người, để học đạo tinh tấn làm việc cho ba tánh chúng sanh. Cho nên chúng ta phải hỏi những gì cần thiết trong việc tu học của mình, nhất là làm cách nào để độ họ. Những người mà bị bệnh này bệnh kia, mà bị em bé theo này kia nọ, nó mà bệnh giả đò hoài đó, là đó đó, là họ không đó. Thành ra mình tụng cho họ được siêu, cho mình khỏe. Âm thì siêu rồi, dương mới mạnh mẽ. Còn không thôi là cứ bệnh giả đò hoài. Sự chia sẻ của trung đạo có rõ ràng không? Huynh đệ hiểu rõ không? Trong khi chúng ta ngồi xuống tụng một thời kinh, cho dù một tiếng hai tiếng đồng hồ cũng vậy, cố gắng làm sao giữ cho thân mình được an lành, tâm mình được hạnh phúc, thì việc tu tụng của chúng ta mới có kết quả như mong muốn. Trung đạo mong huynh đệ tụng Đại Bi xong phải ngồi lại ít nhất là 20 phút để chúng ta hít một hơi dài niệm Phật, thở một hơi dài ra niệm Phật, hít vô niệm Phật, thở ra niệm Phật, để giúp cho mình thân khỏe tâm an. Thân khỏe thì tâm mới an, thân không khỏe thì tâm bất ổn, có phải vậy không? Thí dụ mình ngồi mình niệm Phật mà cái lưng mình đau quá, mình có ngồi yên không? Hai cái đầu gối đau muốn chết nè, có ngồi lâu lâu được không? Không. Nên trung đạo chỉ cho huynh đệ cách xả sau khi tụng niệm. Khi tụng kinh niệm Phật xong, niệm Phật 20 phút hít sâu thở dài xong, việc đầu tiên là chắp hai bàn tay vào. Chắp lên như vậy, chà vô, vuốt cái mặt, vuốt hai con mắt, cái đầu, kéo lỗ tai. Vuốt mặt, vuốt đầu, kéo hai cái lỗ tai, vuốt thiệt là kỹ hai mí mắt, để cho ai mà bị mí mắt nhăn đó, tụng kinh ngồi thiền xong vuốt mí mắt thì mí mắt sẽ bớt nhăn, mà ít nhăn mình kéo hoài thì nó hết nhăn, nhớ không? Cái mặt nó sẽ bóng, da nó sẽ căng. Khi mà tụng kinh niệm Phật xong, bàn tay mình rất nhiều năng lượng, cho nên mình chà mặt, chà mũi, vuốt lỗ tai á, để làm cho cái luồng năng lượng nó tan trong cơ thể của mình hết. Quan trọng nhất là hai cái đầu gối, thẳng hai cái chân ra,
bóp hai cái đầu gối cho thiệt là kỹ, bóp thiệt là kỹ xong đập, đập hai cái đầu gối xong bóp bàn chân, bóp ngón chân, bóp cho chà hai bàn chân vào nhau để mình làm cho cái luồng năng lượng nó luân chuyển qua hai cái chân của mình để mình không bị đau đầu gối. Ngồi lâu quá thì teo cơ. Ngồi lâu thì hại thịt, đứng lâu hại xương, nằm nhiều hại gân, nói to quá hại khí. Bốn điều cấm kỵ. Thành ra đi đứng nằm ngồi đều phải điều hòa. Người tu mà tu lâu quá, ngồi bó cái gối lâu quá đó mà không chịu hoạt động sẽ teo, teo cặp đùi của mình đó. Mông cũng teo, đùi cũng teo. Có bao nhiêu teo hết bấy nhiêu. Cho nên ngồi lâu hại thịt, mà đứng làm việc hay tụng, đứng tụng kinh quá nhiều đứng không á, sẽ hại xương, đau xương đau nhức. Nó làm biến quá độ mà nằm lâu quá, nằm hoài thì hại gân. Nằm nhiều hại gân, đứng lâu hại xương, ngồi nhiều hại thịt, nói to la to thì hại khí lực trong người. Nhớ không? A-di-đà-phật. Người tu mà ngủ nhiều quá nó mất cái dấu hỏi. Chữ ngủ mà mất dấu hỏi thành chữ gì? Ngu, à đúng rồi đó. A-di-đà-phật. Vậy là thông minh rồi đó. Tu mà ngủ nhiều quá mất dấu hỏi thành chữ ngu. Người tiều mà vượt biên qua biển, ở Vĩnh Long mình người tiều nhiều lắm rồi đúng không? Vượt biên qua biển mấy ngày sau tiêu điều hết, mất chữ dấu quyền luôn thành chữ tiêu, qua tới Mỹ không biết nói tiếng tiều nữa. Thế ra người tu hạn chế ngủ, đêm ngủ 4 tiếng đủ rồi. Ngủ nhiều quá, 100 năm thì ngủ hết 50 năm rồi. Thấy chưa? Còn 50 năm kia thì mới 25 năm làm chuyện này chuyện nọ chuyện kia, đâu biết tới Phật đâu. Khi mà cuối đời rồi còn 5-6 năm nữa mới nhớ tới Phật thì nó đường học nó ngắn cũng thiệt là uổng phí. Tán thán công đức huynh đệ vào đây tu một ngày an lành hạnh phúc, phải lợi dụng triệt để trong một ngày này. Chúng ta ăn cơm có đằng na tính thí, tu cho thiệt là giỏi để hồi hướng công đức mà mình đã ăn uống, đúng không? Tu cho giỏi vô. Có một người hỏi thầy một câu rất là, phải nói là nếu mà không có hiểu biết chút xíu á, thì sẽ không trả lời được. Ông nói câu, bây giờ làm nông phải dùng thuốc rầy để xịt sâu bọ, giết con này con nọ con kia. Tụi con làm cực khổ mà tụi con chỉ biết làm nông thôi. Bây giờ tụi con á, không có tiền có bạc, mới bán gạo ra cúng dường cho chùa, làm cái này làm cái nọ. Hỏi thầy cho tụi con có tội không? Rồi ông thầy ăn có tội không? Thì sát sanh mà. Thì mấy ổng giết hết con này con gọi mới làm ra lúa rồi bán gạo cho mình. Thì thầy trò đều có tội cả. Thì ông hỏi bây giờ con cúng dường vậy rồi ông thầy ông nhận ổng có tội không? Nói tội luôn, nếu ông không tu tội đầy đầu. Còn nếu ông phải tu cho giỏi vô để chi, để hồi hướng công đức lại. Ông kia đã sát sanh quá nhiều, cực khổ rồi mới cúng dường cho mình để mà ăn tu học. Thì ra phải tu thiệt là giỏi để hưởng công đức lại rồi sám hối cho nhiều vô vì cái tội. Mình ăn của đằng na tính thí mà cũng vì mình mà nó phải sát sanh nhiều để nó nuôi dưỡng mình tu học. Cho nên phải tu nhiều lần hơn để giúp đỡ, để hưởng công đức, để sám hối. Hồi hướng công đức mà huynh đệ đã cúng dường mình, cũng vì mình mà họ đã sát sanh. Cho nên người tu mà nhận của cúng dường mà tu không được mà phá hoại ra thì tội là 10 lần đúng không? Ông thầy tu chịu 9 lần, người mà cúng dường bị 1 lần gọi là cộng nghiệp. Còn ông thầy tu mà nhận của huynh đệ mà biết tu giỏi thì giỏi vô đó thì phước đức huynh đệ nhận 9 lần, ông nhận có 1 thôi đó. Chiều nào ông thầy chùa cũng phải chịu trách nhiệm hết đó. Thấy chưa? Mà người cúng dường giúp cho người thầy tu á, phước đức là 9 lần, tội lỗi là 1 lần. Còn ông thầy chùa tu dở á, tội 9 lần mà phước chỉ có 1 lần. Thấy huynh đệ ai lời? Huynh đệ lời đó. Đừng có tưởng à, mồ hôi nước mắt huynh đệ là nuốt dễ đâu, không có đâu, móc họng đó. Nằm xuống rên la rầm rầm rầm, dãy đạch đạch xong nó bu lại nó móc. Ăn bao nhiêu nó móc, bao nhiêu không trả nó ngắt, nó nhéo rồi la. Đừng có tưởng bở. Thầy nói vậy là huynh đệ hiểu, thầy nói thẳng vấn đề luôn. Cúng dường tam bảo, đúng không? Thì Phật phần, Pháp phần, Tăng phần, có phải không? Trung đạo trụ trì mà, đúng không? Chơi luôn ba phần, ai biết? Lầm to. Ổng thấy đó kìa, nó giấu kìa. Tao không phần, Pháp phần, còn mày có một phần thôi, mày chơi ba phần đâu có được mày. Tao ghi sổ, cuối đời tao tính. Tới cuối đời không tu giỏi, ổng lụm bắt đầu la hét sùm. Bắt đầu ổng tính sổ, nằm sợ quá la, con đâu có làm đâu. Ông đưa sổ cho coi.
Lên cúng dường Tam Bảo trong đạo, cầm một số tiền đưa qua cho đệ tử, giữ đi con, không thèm đụng vô. Rất là sòng phẳng, cúng 100 đô đúng không? Bây giờ không có tiền xài, bây giờ là hai Phật 33 đồng 33 sen, Pháp 33 đồng 33 sen, Tăng 33 đồng 33 sen, còn dư lại 1 sen, lấy cái đục chặt làm ba đứa 1 miếng, hết chuyện. Khỏi ai nợ ai. Vậy đó, khỏi mắc nợ, để cuối đời không có la hét, không có dãy đạch đạch. Sòng phẳng đi. Nói cúng dường Tam Bảo, dục cho thùng phước xương liền, đừng có giữ trong mình. Giữ trong mình có chuyện đó, đồng tiền nó nhúc nhích nhột lắm. Để không yên. Tiền là bạc mà, tiền là tệ. Hả, có đồng tiền nó đối xử tàn tệ với nhau. Đồng tiền nó bất thủy chung à. Hơn nhau hai chữ anh hùng làm chi. Hôm qua nó ở với mi, hôm nay nó bỏ ta đi với người. Ghê chưa? Hôm nay nó ở với mi, ngày mai nó bỏ ta đi với người. Tiền làm ta khóc ta cười, ta sầu ta héo ta tươi mỗi ngày. Không có tiền héo ghê lắm, còn có tiền thì tươi vô cùng, đúng không hồn? Ông thầy ngoài Bắc á, ông nói thầy, thầy làm cho con một bài thơ về tiền đi. 20 phút sau thầy tặng ông cái bài này đó. Đúng 20 phút sau là ngồi trên xe làm luôn cái bài tiền. Mà thầy thuộc có mấy câu à. Thực sự á, chúng ta sống phải sòng phẳng. Người tu là phải sòng phẳng. Tánh sòng phẳng là chân thật. Người tu cần sự chân thật. Phải chân thật. Nếu không thì luật quả báo không bao giờ tha thứ cho chúng ta cả. Chúng ta nói cái đầu nghĩ như thế nào thì cái miệng phải nói như thế ấy. Đừng có lẻo lự. Mình nghĩ một mà mình lái tới 10 lần lận là coi chừng luật quả báo ghi xuống liền. Luật quả báo cai quản đời sống từng cá nhân của chúng ta trên cõi ta bà này. Trong cõi này không ai chạy khỏi được hết. Phải nhớ luật quả báo cai quản đời sống từng cá nhân của chúng ta. Nhớ không? Cho nên chúng ta làm, chúng ta nghĩ, chúng ta nói đều bị ghi lại hết. Mà cái người ghi đó, trong này nè, người thế gian gọi là lương tâm. Nhưng mà sách vở gọi là ông Phật á. Ông ghi lại hết, hôm nay nó làm cái gì, ghi từng chút một. Để xuống dưới á, nó có cãi, ông đưa cái hồ sơ ra cho nó coi. À, tôi đâu có nói câu đó đâu, nói có nè, cái bắt đầu nó mở cái băng ra cho mình nghe đó, mày nói câu đó hồi mày bao nhiêu tuổi đó. Cái nó con đâu có làm đâu, cái nó mở cuốn phim đó, mày làm nè, ghi lại hết rồi. Luật quả báo ghi từng chút một, cho nên chúng ta phải cẩn thận. Miệng tụng kinh niệm Phật, phải nói lời an lạc hạnh phúc. Một, sẽ giúp đỡ bá tánh phát triển trong con đường tu học, trở lành gọi là thần khẩu. Hai, hại bá tánh chúng sanh bằng cái miệng gọi là ác khẩu. Mà ác khẩu là cái lưỡi này chết 3 ngày sau đầy dòi trong đó luôn. Dòi không? Dạ. Cẩn thận đó nha. Thử coi mai mốt trong nhà mà đàn bà chết á, 3 ngày sau đào lên đi, cái này là đầy dòi hết. Còn nếu chúng ta là người tu tốt, 3 ngày sau mở ra cái lưỡi không có dòi là người này có phước vô cùng luôn. Đàn ông cũng vậy, cẩn thận đó. Chết 3 ngày sau đào lên đi, con mắt dòi không à. Nếu mà tu tốt đào lên 3 ngày sau con mắt không dòi là người này tu tốt đó. Biết tại sao đàn ông mắt dòi không không? Tự trả lời hen, cái gì là Phật. Đàn bà thì sẽ biết cái lưỡi dòi không không? Tự biết luôn đi. Cho nên tụng kinh niệm Phật để giữ cái miệng trong sạch, tinh khiết, trở thành thần khẩu làm lời lạc cho ba tánh chúng sanh. Chết 3 ngày sau cái lưỡi vẫn tốt. 1 tuần sau cái lưỡi vẫn còn nguyên là người này tu tốt. 1 tháng sau cái lưỡi vẫn còn nguyên là người này quá tốt luôn. Thấy chưa? Tụng kinh có lợi lạc đó. Nước miếng không còn mùi hôi nữa. Nước miếng trở thành cam lộ đề hồ, rất thơm và ngọt. Cho nên mới gọi là Phật khẩu. Mà chúng ta khi có Phật khẩu rồi, chúng ta chỉ cần thắp 1 nén hương lên thôi. Mình cầu cái gì có cái đó. Cầu cái gì được cái ấy. Cho nên Quán Thế Âm Bồ Tát Ngài mới nguyện: khi con tụng đại bi niệm danh hiệu của cha ta, con cầu quả vị gì con được quả vị ấy. Mà những lời nguyện cầu của con không đắc thành, ta không thành chánh đẳng chánh giác. Nhớ không?
Chúng ta phải dựa vào cái câu này làm cho tới nơi luôn. Nếu mà cầu không được, cự liền. Tại sao nói mà không được? Nói vậy đó. Dám không? Không. Thầy dám, ta đâu có sợ đâu. Thầy làm y luôn, nói không được là làm liền. Thầy kể câu chuyện đó, thầy tụng kinh nhiều, thầy ngồi thiền nhiều. Thầy thấy một con chim, đáng lẽ chim nó phải bay, đằng này nó không bay được, nó nhảy trên đường thôi. Thầy mới ngồi xuống, thầy đưa tay ra, thì cái bậc thềm có như đây mà nó nhảy lên không nổi. Thầy mới để cái tay, thầy đỡ nó lên, thầy hỏi, ủa sao vậy? Đừng có nổi là trung đạo, nói tầm bậy cho thầy hỏi, sao vậy con? Nó nói là con bị cúm, con ăn không được. Thì nó ăn không được, nó bay không có nổi. Thầy nghĩ là mình tụng kinh nhiều, mình có thể giúp được nó. Thầy mới ôm nó trong tay thế này nè, thầy đi một cây số, đi tập đi bộ, xong đi về cây số là 2 cây số. Thầy nghĩ là thầy giúp được nó mạnh khỏe. Cái thầy ôm nói, thầy chấm miếng nước á, thầy mở miệng ra, thầy nhỏ giọt nước vô cho nó. Mà con mắt của nó sáng vô cùng, nó trong như 2 viên bi vậy đó. Cái mà trong khi trời xanh lắm, mà thầy thấy cặp trời xanh trong mắt nó luôn á. Cái tự nhiên nó thẳng 2 cái cánh ra, nó giang hết 2 cánh, nó giang hơi cái chân ra, cái ngủm chết luôn. Trời ơi, cái thầy bắt đầu thầy nổi điên liền, thầy còn sân mà. Trời, con chim chút xíu còn cứu không được, đòi đi làm thầy thuốc cứu người. Vậy mà cũng đi làm thầy nữa, con chim còn cứu không được. Thầy vô cái dùi của thầy nện vô cái chuông á, rầm rầm rầm. Thầy cự nữ, thầy ngồi xuống này nói, cho đi làm thầy thuốc mà con chim còn cứu không được thì cứu người. Nói về mà nói là sao? Con chim còn chết nè. Ngồi xuống nhắm mắt lại. Cái hiểu tại sao mình ngu quá. Ngài mới nói, con hiểu 1 và con không hiểu 2. Khi con cầm nó trong tay là con đã chuyển kiếp nó rồi. Thấy chưa? Nó đi là nó chuyển kiếp đó. A Di Đà Phật. Trung đạo con xin sám hối. Sám hối 1 tuần vì có tội hỗn, đập chuông mạnh rồi la làng. Thì không hiểu biết. A Di Đà Phật. Thấy chưa? Con chim nhỏ cứu không được rồi cứu ai? Mà thực sự mà khi mình nắm nó lên mình niệm là nó đã chuyển kiếp hóa sanh rồi đó. Thật ra huynh đệ phóng sanh cũng vậy. Khi chúng ta mua cá, mua chim, tụng thời kinh cho mấy em, mấy huynh đệ đó, chúng ta cầu cho mấy em được chuyển kiếp hóa sanh. Hiểu không? Chứ đừng có nói mua xong thả cái bạch xuống nước đi đâu đi, kệ nó, là đúng là phí tiền. Cách đây 5 năm trước, trung đạo xuống đây nè, đi cái xà lan ra ngoài thả 3 tấn cá, huynh đệ biết chờ ngay cái chợ cá đó. Nó tanh cỡ nào, tanh vô cùng. Trung đạo xuống cái xà lan á, tụng 108 biến đại bi, 108 biến vãng sanh, mà hai bên cái xà lan á là mấy ngàn người chết sông, chết suối á, nó bơi dọc theo xà lan. Mà cá nó tanh lắm, tụng 108 biến xong á, thả ra mà 60 người thả cá là bàn tay người ta không có ai có một mùi tanh hết. Lúc mình tụng phóng sanh mà cá không còn tanh thì các loài thủy tộc mới có cơ hội chuyển kiếp hóa sanh. Còn mình tụng xong rồi cá vẫn còn mùi tanh là chưa được gì hết. Hiểu ý thầy không? Cái lực mình tụng đến độ mà cá mất mùi tanh hết, lúc đó mình mới giúp người ta chuyển kiếp hóa sanh được. Cho nên tụng kinh cầu cho của quyền thất tổ, vong linh, hương linh cũng phải để hết tâm hồn, trí tuệ, con tim, lòng từ bi mình vào cái sự cầu nguyện của mình thì việc làm mình mới được như ý. Rõ không? Rõ không? Thì chút xíu nữa là khoảng chừng 10 phút nữa, bây giờ huynh đệ hỏi 10 phút chúng ta sẽ quay mặt lại đó. Sau khi mình hồi hướng xong, quay mặt lại đó để mình tụng một thời kinh cho huynh đệ vong linh, hương linh. Thì ở đây là tất cả huynh đệ thuộc đại bi rồi phải không? Thì tụng đại bi xong, 7 biến đại bi, 1 biến bát nhã, 21 là nghiệt đế, 21 biến vãng sanh. Thì cầu cho tất cả các vong linh, hương linh, hữu tình trong chùa này 50-60 ngàn, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Rồi kia sau chúng ta làm một cái đại lễ để giúp cho tất cả huynh đệ đó được siêu, để chúng ta cùng tạo âm đức với nhau để tiến hóa trên con đường tu học. Giờ còn được 10 phút, huynh đệ nào có câu hỏi gì cứ hỏi, trung đạo trả lời. A Di Đà Phật. Câu hỏi thì giơ tay lên nha, đừng có ngại, học đạo với nhau mà. A Di Đà Phật, cho mượn cái microphone đi con. Dạ, A Di Đà Phật, con kính lễ hòa thượng. Cho con hỏi xin hòa thượng là cho con chỉ dạy cho con cúng củ quyền mà cháo trắng đó, là ngày nào hay là mỗi ngày mình phải cúng rồi mình đọc chú cho con biết ạ. Dạ thưa, chiều nào 6 giờ chiều mình để 3 chén cháo nhỏ thôi,
để lên trên bàn của Huyền với chút xíu muối gạo thôi, đừng có phí, có cái lễ thôi. Rồi mình tụng kinh xong cái mình Dạ con có cái nguyện như thế nào thưa hòa thượng? Nguyện là cầu mình tụng đại bi A Di Đà xong rồi cầu cho Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát ba lần, xong cầu cho con tên gì tuổi gì, cầu cho cụ Huyền thất tổ ông bà nội ngoại hai bên của con được no đủ và siêu sanh tịnh độ. Xong tụng 21 lần vãng sanh quyết định chân ngôn. Dạ bây giờ trong người thân của con cha con chết về đạn súng đó, thành ra con nguyện cho. Dạ thưa ông, nói là con mình tên gì cầu cho được siêu sanh tịnh độ nó đủ luôn. Nói chung là trong nhà mình cầu cho vong linh hương linh chung luôn vậy đó. Ai có mặt cứ cũng như là mình tạt nước ra trúng nào ráng chịu đó. Cảm ơn. A Di Đà Phật, cảm ơn con đã hỏi. A Di Đà Phật, thưa huynh, dưới này là con nguyên giác. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thượng tọa, cho con xin một câu hỏi. Thưa thượng tọa, nếu mình niệm Phật mà có cái tâm hy vọng là được vãng sanh cực lạc quốc, thì như vậy mình còn cái tâm tham luyến hay là chấp ái không thưa thượng tọa? A Di Đà Phật, niệm Phật đâu cần phải hy vọng. A Di Đà Phật, quý đệ niệm Phật vãng sanh nghe nè, nó rất là dễ. Nãy trung đạo mới nói á, quý đệ niệm Phật không cần phải xin cái gì hết á. Bởi vì trung đạo hỏi Quảng Tuệ trả lời thì cái câu trả lời sẽ đi vào đó. Phật ở đâu, ở chỗ nào, đây đúng không? Nếu không có cái thân này thì có cái tâm không? Mà mình nói Phật tại tâm, tâm tức Phật. Có cái thân này thì mới có cái tâm, cũng có nghĩa là có cái thân này mới có ông Phật, có phải vậy không? Thì chúng ta bản chất thiêng liêng nhiều đời nhiều kiếp đã là Phật, nhưng chúng ta không chấp nhận cái bản chất thiêng liêng này, chúng ta mới mượn cái pháp, tức là mình thành gã cùng tử đi ăn mày cái pháp đem vô niệm Phật rồi hy vọng. Chúng ta không cần hy vọng. Việc làm chúng ta là nghĩ thiện làm lành, tụng kinh trì chú, cứ làm hết lòng đi, chuyện còn lại chư Phật lo. Bởi vì cái bản chất thiêng liêng này chính là Phật, và bản chất thiêng liêng này sẽ đưa mình về cùng với cha mẹ Như Lai của mình. Cho nên không cần hy vọng. Niệm Phật hy vọng còn có nghĩa là mình không tin tưởng tuyệt đối vào sự tu của mình, đồng thời mình không tin tưởng vào ông Phật ngự trị trong chính mình. Mình không có tâm tin tưởng đó thì cho mình niệm hoài cũng vậy thôi, và cái tâm tham vẫn còn. Mà niệm Phật cứ để hết việc làm cho chư Phật, cứ giao hết sinh mạng này đi, các ngài sẽ tính, mà không cần phải sinh. Bởi vì mình bản chất thiêng liêng là con cái của Như Lai mà, mắc chứng gì sinh. Hiểu ý thầy nói không? A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, thượng tọa đã giải thích con hiểu. Còn hy vọng tức là còn tham luyến phải thông. Dạ đúng vậy. Thì mình còn hy vọng, tức là thứ nhất là mình chưa đủ niềm tin. Mình hy vọng mà, đằng này là quyết định luôn, giống hy vọng vậy trơn á. Niệm Phật để được về với cha mẹ của mình, hết chuyện, mấy ổng làm gì còn lại. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng ta là, nói thẳng đi, mình là con cái của Như Lai. Bây giờ chúng ta quyết định một câu hỏi duy nhất, trung đạo lặp đi lặp lại, mình là ai? Cái thân mình là ai? Phật ở đâu? Phật ở trong đây. Còn có nghĩa là cái thân này chính là cái nhà của Phật, đúng không? Tự mình phân biệt cái nhà của Phật với ông Phật, cho nên có hai cái. Bây giờ nói thẳng luôn, cái nhà này là ông Phật, ông Phật là cái nhà này, hết chuyện. Cho nên mình niệm Phật tụng kinh hết lòng đi, còn chuyện còn lại ông Phật ông tự lo lấy. Thế nên không cần phải xin ai hết á. Mình là con của Như Lai, mình có quyền trở về với cha mẹ của mình, với điều kiện là phải sống cho hết lòng với ba tánh chúng sanh đi, chuyện còn lại mấy ổng lo. Có phải vậy không? A Di Đà Phật, chúc may mắn. Trung đạo không phải bài bác cái chuyện mà cầu nguyện vãng sanh thừa. Bây giờ hỏi thẳng câu là vãng sanh đi đâu, biết trả lời không? Không. Vậy đi đâu? Xin vãng sanh là vãng chỗ nào? Sanh chỗ nào mới là ghê đó chứ. Sanh chật chỗ còn chết nữa. Thấy chưa? Cho nên chúng ta bổn phận mình biết thân này là chánh điện của Phật, biết tâm mình là Phật, Phật tức là tâm. Cho nên chúng ta cứ làm hết bổn phận của một người Phật tử thuận thành chân chính, tụng kinh niệm Phật, trì chú, nghĩ thiện làm lành, làm cho hết sức mình, làm cho hết cả con tim trí tuệ của mình. Chuyện còn lại luật nhân quả và Phật sẽ xử chuyện này, đúng không? Mình phải biết mình là con cái Như Lai, cho nên mình có quyền trở về với cha mẹ mình mà không cần phải xin xỏ cái gì hết, với điều kiện là sống tròn bổn phận một người con có hiếu với chư Phật, là bằng cách
phụng sự ba tánh chúng sanh, con cái của Như Lai bằng cả con tim trí tuệ, thì mới thực sự là một người con hiếu chư Phật mười phương. Thì chuyện trở về chúng ta là danh chính ngôn thuận, mà không cần phải xin xỏ khóc lóc, nhớ chưa? A Di Đà Phật. Trung đạo nói vậy có ai tức mình không, có ai giận không? Hả? Giận ráng chịu. Hả? Còn giận là chưa tới đâu hết. A Di Đà Phật cô. Cảm ơn huynh đã hỏi câu lợi lạc cho huynh đệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, con muốn hỏi một câu là con tối con buổi tối con công phu, còn lại sám hối và trì chú đại bi và niệm Phật. Vậy con hồi hướng hết công đức đó về Tây Phương, có đúng không vậy thầy? Dạ, Tây Phương ở chỗ nào chỉ coi. Dạ, Tây Phương Cực Lạc. Chỗ nào? Đó quan trọng như cái chỗ nào kìa. Trong tâm á. Được rồi, đừng đi đâu xa, đi vô trong này luôn đi. Vô đây luôn, là vô ngay chỗ rồi đó. Còn nói với Tây Phương Cực Lạc, nói thiệt nha, đứng trên trời cao không biết chỗ nào là Tây nữa đó. Dạ. Mình hồi hướng công đức cho mười phương chư Phật, cho pháp giới, cho ba tánh chúng sanh, cho dân tộc Việt Nam được ấm no hạnh phúc. Hồi hướng tất cả những điều thiện nha. Dạ. A Di Đà Phật. Đừng có hướng Tây Phương Cực Lạc mất công lắm. Hồi hướng cho ba tánh chúng sanh, dân tộc Việt Nam. A Di Đà Phật. Con hồi hướng A Di Đà Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Con hồi hướng về cho tất cả quan gia trái chủ, tất cả chúng sanh được đó. Có đúng không thầy? Dạ được. Dạ. Nếu mà đúng thì ai cũng đúng hết mà. Được. Mà thí dụ con niệm Phật với lại Phật với chị chú đó, vậy là công phu bao nhiêu đó đủ không, hay là con có còn cần mà phải tụng kinh nữa không? Dạ đại bi niệm Phật đủ rồi. Dạ. Mình làm ngày mấy thời? Dạ ba thời. Vậy được, dụ đủ, làm nhiều hơn cũng được. Dạ. A Di Đà Phật chúc con may mắn. Dạ. Dạ. Chúc mọi sự an lành. Nhưng... cảm ơn cô. A Di Đà Phật. Con xin hỏi một điều nữa, nhưng mà con ở nhà con chỉ tụng kinh mà chị chú, con niệm Phật và chị chú mà không có chuông với mõ, vậy nó có công hiệu hay là không thầy? Có chuông mõ hay không? Dạ không. Không có hả? Dạ. Không sao, lấy đũa gõ xuống nền cũng được. Dễ mà. Thầy qua Mỹ á, thầy đi cúng cho cái bà kia đó, cái lật đật quá nó không đem chuông mõ theo, mà bả bệnh quá đó, cái thầy vô nhà bả thì hỏi thầy cho thầy mượn cái ly với chiếc đũa sắt đi, bả lấy chiếc đũa nhôm cái ly cho thầy, thầy đứng thầy tụng thầy kinh xong thì đi về bả hết bệnh. Vậy thôi. Còn ở Việt Nam thì nói với hai ni kia nhớ qua là cầm chuông mỏ theo nghe chưa, thì thầy ở Mỹ thầy không có đem theo. Dẫn người bệnh bị vong theo, cái qua cái quên đem chuông mỏ. Cái thầy lập trái cây bông trái xong xuôi thì để nằm xuống, thầy lấy cái chiếc chén kiểu với chiếc đũa thầy gõ thì tụng thầy kinh hết bệnh. Thì ra lấy chiếc đũa gõ xuống nền cũng được nha. A Di Đà Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Phương tiện mà A Di Đà Phật rồi. Dạ. A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, cũng như con hỏi câu hỏi là con phóng sanh con cá đó, bản thân con chơi trường con không có ăn, nhưng mà con mua cho gia đình con ăn, như vậy có cái tội gì không? A Di Đà Phật. Rồi xin con phóng sanh rồi sao? Dạ, cũng như con phóng sanh con mua cái con thí dụ con cá đó thầy, nhưng mà con mua gia đình con ăn á, thì như vậy gia đình con có tội gì không? Con mua về cho gia đình ăn hả? Dạ dạ, chứ bản thân con trai trường con không có ăn. Rồi con mua về con đập đầu nó hả? Con không có đập đầu, con mua nó chết rồi. Rồi đứa phân nữa. Dạ. Nếu mà đừng mua đâu có đầm thịt cá cho gia đình ăn, mình biết ăn chay rồi cho gia đình ăn mặn nữa chứ, hay ghê. Bây giờ về hỏi ổng đi, thầy cũng khó xử vô này, thôi lên lực nhân quả xử đi nha. Dạ. Như là Phật. Chúng ta làm gì hả, đụng chúng sanh là có chuyện à. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con có hai câu hỏi mà hỏi về thiền, xin thầy cũng từ bi giải thích. Con thành kính tri ân. Việc thọ tưởng định á, thì nó không phải là thiền sắc giới, không phải thiền vô sắc giới. Như vậy thì việc thọ tưởng định thuộc trạng thái thiền như thế nào? Dạ, Di Đà Phật. Nghe nè, cái trạng thái lớn nhất, cao nhất và cảnh giới cao nhất của thiền là không có gì. Nếu mà cô thiền mà còn có gì thì không phải là thiền. Mục đích của thiền là diệt cái ngã, bản ngã phàm phu của mình để đạt tới vô ngã. Khi vào đó rồi chẳng có gì. Nếu mà cô còn nói có cái này, có cảnh giới này, cảnh giới nọ, tất cả đều là giả hết. Người tu phải vượt qua ngũ uẩn, tức là mình không còn nằm trong sắc
thọ tưởng hành thức. Tu thiền trong bát nhã cũng vậy, khi mình còn dính vào sắc thọ tưởng hành thức, tức là mình còn nằm trong ngũ trược ác thế đó, mà thiền định là không còn cái gì nữa. Thì cảnh giới cao nhất của thiền là không có gì. Cô phải nhớ, khi mà cô đã không có gì rồi, cô sẽ có những cái cô cần. Tất cả những cái mà cô đọc đều là sách vở kiến thức của người thiền không tới nơi tới chốn, cho nên mới nói thầy không đi vào sách vở kiến thức thì đi thẳng vào thiền là không có gì. A Di Đà Phật. Mô Phật. Dạ. Dạ, con A Di Đà Phật, con cảm ơn thầy. Dạ, cảm ơn cô đã hỏi. Đi ngồi thiền đó nè, ngồi xuống xong ai nói gì nói kệ đi. Nhan. Trung đạo không đại định nhưng mà tiểu định được rồi, ai chửi ra cũng cười hè hè không sao. A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, cho con hỏi, con pháp danh là Diệu Lộc, con ở nhà con trì chú Đại Bi kinh Phổ Môn, rồi con thấy con nguyện cái gì nó cũng được đạt hết đó thầy. Ông bạn của con một lần cũng không ăn chay, mà con nguyện cái ông bạn con ăn chay, rồi các con các cháu của con nó cũng được ăn chay, nó nói ngon. Con thấy như vậy là thượng tọa thấy có được đạt hay không? Con thành tâm cầu nguyện cho các con các cháu của con nó được ăn chay niệm Phật, làm các điều lành, bỏ các điều dữ, chánh sát sanh hại vật. Con thành tâm A Di Đà Phật, thầy chỉ dạy cho con. Dạ thưa, nãy có nói với bà, khi mình tụng kinh mình độ sinh, tức là những người chung quanh mình phát tâm giống như mình đó bà, là tạo phước, là gọi là phước dương đó, dương phước đó. Còn những người mà chết được siêu là âm phước, tức là âm đức á. Thành ra những người xung quanh mình bắt đầu ăn chay với mình, cùng tụng kinh với mình, tức là những lời cầu nguyện tụng kinh mình đều có kết quả như mong muốn, đó là lợi lạc cho ba tánh chúng sanh, đó là phước đó bà. Thế nên bà cố gắng tụng tiếp, tụng cho giỏi vô rồi cầu nguyện tiếp tục. Ngài nói là những gì mà bà cầu nguyện mà không đắc thành, ngài không thành chánh đẳng chánh giác là vậy đó. Dạ. A Di Đà Phật. Dạ con, ông bạn của con một lần không có ăn chay mà giờ không ăn, cái con thấy con A Di Đà Phật mãn nguyện rồi con á thầy. Thượng tọa con thấy con mừng, các con các cháu con nó cũng ăn chay là con thấy con mãn nguyện. Dạ A Di Đà Phật. Rồi chúc bà khỏe nha, học đạo tinh tấn nha. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, cảm niệm công đức huynh đệ đã lắng nghe sự chia sẻ làm tu như thế nào để độ được vong linh, hương linh, hữu tình, chiến sĩ trần vong. Thời giờ chúng ta có hạn, thì sau khi câu hỏi này xong thì chúng ta sẽ hồi hướng công đức xong, chúng ta sẽ quay lại cái đàn tràng của chúng ta. Là quan trọng. Biết âm đức là gì không? Biết âm đức là gì không? Là mình tụng kinh niệm Phật, hồi hướng cho tất cả những phần vong linh, hương linh chưa được siêu thì được siêu, không được no thì được no. Hả, mình độ cho họ nhiều nhiều chừng nào thì âm đức mình càng lớn chừng đó. Khi mình tu tụng giỏi chừng nào
thì chung quanh mình nhiều vong linh hương linh lại gần mình nhiều chừng đó. Đây là cái cơ hội cho chúng ta tạo được âm đức trong việc tu học. Bởi vì âm đức rất quan trọng cho người tu. Âm đức càng cao dày chừng nào thì đạo hạnh huynh đệ càng lớn chừng đó. Nhớ không? Âm đức càng cao dày thì đạo hạnh càng lớn. Đạo hạnh huynh đệ càng lớn bởi vì âm đức cao dày, cho nên phước báo huynh đệ cao dày. Phước báo huynh đệ càng lớn thì trí tuệ huynh đệ càng sáng suốt. Mà trí tuệ huynh đệ càng sáng suốt thì nghiệp lực huynh đệ càng mỏng. Có đúng vậy không? Có đúng vậy không? Tôi nào lặp lại để huynh đệ rõ. Bổn phận của Phật tử đạo hữu chúng ta muốn tu học tiến hóa phải biết tạo âm đức. Âm đức là tu tụng cho giỏi để giúp những vong đệ, huynh đệ, vong linh, hương linh chung quanh mình được siêu sanh tịnh độ. Nếu mình càng độ huynh đệ, vong linh, hương linh càng nhiều chừng nào thì âm đức mình càng cao dày chừng đó. Âm đức càng cao dày thì đạo hạnh càng lớn. Đạo hạnh càng lớn thì phước báo càng cao. Phước báo càng cao thì trí tuệ càng sáng. Trí tuệ càng sáng thì nghiệp lực càng mỏng. Đó là con đường chúng ta phải làm. Cho nên âm đức rất quan trọng cho việc tu học của chúng ta. Nhớ không? Rồi bắt đầu chúng trung đạo đi vào làm cách nào để giúp cho huynh đệ, vong linh, hương linh có cơ hội siêu sanh tịnh độ và no đủ. No đủ đây không có nghĩa là được ăn. Trung đạo nói chuyện pháp, khai thị cho họ để mà an ủi cái thức lạc lõng của họ, không nơi nương tựa. Ban rải cái lòng từ bi mình dành cho họ để cái thức của họ được tròn đủ. Họ rất là yếu đuối mỏng mảnh. Khi mình ngồi xuống tụng kinh niệm Phật, họ lại gần mình để họ rút cái điển lực của mình, cái năng lượng của mình để họ nuôi dưỡng thân, cái thức của họ cho được đầy đủ, mạnh mẽ, được tồn tại. Rõ chưa? Họ lại gần mình để chi? Khi mình tụng kinh á, cái năng lượng mình toát ra rất là nhiều, cho nên họ lại gần. Họ dùng cái năng lượng đó để giúp cho cái thức họ được tồn tại trước. Mỗi một ngày một chút, ngày một chút, khi chúng ta tụng kinh nhiều, học giỏi vô thì năng lượng của mình rất là mạnh mẽ. Họ dùng cái năng lượng đó để giúp cho họ có cơ hội siêu, tức là đào thai. Đó là việc làm quan trọng nhất của tất cả huynh đệ đạo hữu Phật tử hiện tiền trước chánh điện của ngày hôm nay. Mà chúng ta từ ngày hôm nay trở đi, chúng ta phải ý thức rằng là mỗi lần khi chúng ta ngồi xuống tụng kinh niệm Phật, phải nhớ là hồi hướng công đức và cầu nguyện cho tất cả vong linh, hương linh, hữu tình, chiến sĩ trận vong, oan hồn uổng tử, thập loại cô hồn, đồng bào tử nạn, thai nhi sản nạn, thai nhi bị chối bỏ, nhất là những các cô hồi còn trẻ, còn tuổi nhỏ không ý thức được phá thai, hư thai hay bỏ thai nhi đó. Và chúng ta phải cố gắng cầu nguyện cho các em được siêu sanh, đồng thời phải sám hối việc làm của mình trong quá khứ, trong hiện tại, phải sám hối việc làm của mình trong tiền kiếp, trong hiện kiếp. Như vậy mới có đủ công đức mà giúp đỡ các huynh đệ vong linh, hương linh được siêu sanh tịnh độ và no đủ. Các huynh đệ nữ nghe rõ thầy nói không? Cho dù muốn hay không muốn, cố tình hay vô tình làm mất đi cái sinh mạng của thai nhi, mình cũng phải biết sám hối cho việc làm của mình trong quá khứ, trong hiện tại, trong tiền kiếp, trong hiện kiếp. Sám hối mỗi ngày để chi? Để việc tu học mình nó nhẹ nhàng, nó thảnh thơi hơn. Đồng thời phải biết cầu nguyện như thầy mới nói. Một chút nữa thầy sẽ đọc đi đọc lại câu này cho huynh đệ nhớ được bao nhiêu thì nhớ. Khi tụng kinh xong, huynh đệ phải ngồi đó hồi hướng. Bây giờ trung đạo sẽ chỉ từng bước đi, từng bước đi, để huynh đệ có thể tự ở nhà mình hoặc là vô đây tụng kinh, hay về nhà mình ngồi xuống mình tụng một thời kinh. Thì trong thời kinh mình phải làm cái gì? Đầu tiên là giúp cho vong linh, hương linh, cửu hiền, thất tổ, ông bà nội ngoại hai bên, vong linh, linh còn đang trong nhà mình được siêu sanh tịnh độ mà nó đủ, và quan gia trái chủ của mình được siêu sanh. Bây giờ chúng ta đi từng bước một. Ở đây huynh đệ hầu như có tụng đại bi phải không? Có tụng đại bi hết phải không? Dạ Di Đà Phật. Đại bi, trước thầy có giảng đại bi đây rồi. Đại bi chú có công năng giải trừ bệnh tật, giải trừ oan gia trái chủ, giải trừ nghiệp chướng, phát triển trí tuệ, cải lão hoàn đồng, rốt ráo giải thoát. Đó là công năng của đại bi. Đầu tiên
huynh đệ nên tìm cái bài chú ngắn trước khi tụng đại bi là bài ngũ bộ chú. Huynh đệ có biết ngũ bộ chú rồi phải không? Ở đây có tụng ngũ bộ chú chưa, giơ tay lên. Tụi con còn sách không vậy? Có đem sách theo không vậy? Không. Sách nhiều không? 20 đó hả? Tụng ngũ bộ chú để làm chi? Ngũ bộ chú là ngũ hành trong cơ thể mình, có ngũ tạng, tâm, can, thì, phế, thận. Mình tụng ngũ bộ chú để cho con người mình khỏe mạnh trước. Sau tụng đại bi thì trong chỗ đại bi nó có chữ mạ mạ. Huynh đệ muốn cầu nguyện cái gì thì thế cái chữ mạ mạ vô. Bỏ cái chữ mạ mạ đi, để cái ý nguyện mình vô. Có rõ không? Cái chỗ giá ra mạ mạ phạt ma ra đó, mình bỏ chữ mạ mạ đi. Rồi để cái tên mình vô, mình cầu cái gì mình nói ra. Thì mình tụng ở nhà mình đó, mình có thể tụng 21 biến đại bi chú xong thì tụng một lần Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Xong Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh mình tụng 21 lần Yết Đế Yết Đế. Huynh đệ có làm vậy không? Hả? Đừng. À, tại sao chúng ta phải tụng Yết Đế nhiều? Tại sao huynh đệ lúc mà tụng Bát Nhã Ba La Mật, huynh đệ có nhớ không? Tam Tế Phật Y Bát Nhã Ba La Mật Đa Cố Đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Ba cái đời Phật mà còn tụng Yết Đế để mà đạt tới mức vô thượng Bồ Đề. Tại sao mình đọc Yết Đế nhiều? Là bởi vì trong Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh dạy cho mình cái tâm rời bỏ cái chấp, cái tính cố chấp của mình, cái tính ngoan cố bướng bỉnh, cái tính mê tín, mê muội, mê si, mê những điều không phải của thế gian. Cho nên mình tụng Yết Đế nhiều để mình giải trừ những cái mê chấp mê lầm đó. Có rõ không? Tam Thế Phật còn dùng Yết Đế Ba La Đế Ba La Tăng Đế để giúp cho các ngài đạt đến cảnh vô thượng Bồ Đề, tức là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, là cõi vô thượng Bồ Đề đó. Rõ không? A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề là cõi vô thượng Bồ Đề của chư Phật ở. Cho nên các vị tụng Yết Đế nhiều để giải trừ cái tâm chấp của mình, giải từ cái tánh chấp của mình, giải từ cái tánh ngoan cố bướng bỉnh của mình. Chính vì Yết Đế mà Tam Thế Phật vẫn dùng, huống chi là mình. Nhờ dụng Yết Đế Đế nhiều cho nên các ngài mới giải được cái gì? Giải được cái tánh ngoan cố bướng bỉnh, cố chấp lì lợm, giải được những thói hư tật xấu, giải những điều mê muội, mê si, mê tín, chấp tà. Giải hết tất cả những điều không tốt lành thì mình mới có cơ hội thoát được sanh lão bệnh tử. Thấy chưa? Giải cái gì, thoát cái gì? Tu, giải thoát. Giải là giải tất cả những điều thối hư tật xấu, tánh mê chấp mê lầm của mình, là thoát, thoát được sanh lão bệnh tử. Đó là giải thoát đơn giản nhất để cho huynh đệ dễ hiểu. Rõ không? Thế nên mình tụng Yết Đế nhiều để giúp cho mình rời bỏ cái sự chấp lầm mê lầm của mình đã từng sống trong thế gian pháp. Tụng Yết Đế càng nhiều thì cái tánh mà ngoan cố bướng bỉnh nó càng bớt đi. Cho nên huynh đệ tu muốn tiến hóa là phải như vậy. Rõ chưa? A Di Đà Phật. Tu là phải tiến hóa, chứ không phải là mỗi một ngày mình hạnh phúc hơn một chút, mỗi một ngày mình an tịnh hơn một chút, mỗi một ngày mình vui vẻ hơn một chút mới là tiến hóa. Còn tu mà buồn phiền rồi bệnh tật rồi bệnh rồi bệnh là mình thoái hóa, chứ mình đi ngược lại với chư Phật. Cho nên khi tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh xong, huynh đệ nhớ cố gắng tụng 21 lần Yết Đế để giúp cho mình giải trừ tâm mê chấp mê lầm ngoan cố bướng bỉnh, cứng đầu cứng cổ. Nhớ chưa? A Di Đà Phật. Rồi. Xong Bát Nhã rồi, huynh đệ niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 3 lần, Nam Mô Di Đà Phật bao nhiêu lần tùy ý, Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, xong rồi Nam Mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương. Đây là quan trọng nhất nè. Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, việc làm của Ngài là giúp cho tất cả vong linh hương linh chưa siêu được siêu, chưa đầu thai được đầu thai. Cho nên chúng ta tụng Bát Nhã xong, Yết Đế vừa xong là niệm Nam Mô Bổn Sư bao nhiêu lần tùy ý, Nam Mô A Di Đà Phật bao nhiêu lần, Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Con tên là gì? Pháp danh gì? Hôm nay chúng con
nương vào oai thần oai lực của cha mẹ Như Lai, chư thiên chư Phật chư Bồ Tát cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát, nguyện cầu siêu cho tất cả các vong linh, hương linh, hữu tình, chiến sĩ, trận vong, oan hồn, uẩn tử, thập loại cô hồn, đồng bào tử nạn, thai nhi sản nạn, oan gia trái chủ, vong linh, hương linh chết sông, chết biển, chết ao hồ, chết đâm, chết chém, chết cháy, chết thắt cổ, tự tử, chết vì tai nạn giao thông, chết vì bùa ngải ếm đối, chết siêu mồ lạc mã, chết bất đắc kỳ tử, vong linh, hương linh cũ hiền thất tổ, ông bà nội ngoại hai bên, những ai chưa được siêu sanh thì được siêu sanh, không được no đủ thì được no đủ. Nhớ không? Nhớ chết liền. Cái gì là Phật? Nói nhiều quá sao nhớ. Một chút nữa Trung Đạo sẽ lặp đi lặp lại, huynh đệ sẽ nhớ. Bởi vì huynh đệ vong linh, hương linh tụ tập đây rất là nhiều, nhiều để họ chờ khi mà pháp thí xong thì họ mình thí thực cho họ, cho nên họ rất là hạnh phúc hoan hỷ để họ được nghe pháp, thính pháp xong rồi họ được giúp cho được siêu, thì hôm nay rất là đại hạnh phúc cho họ đó. Nhưng khi mà bài giảng này xong chúng ta cùng xây mặt lại cái đàn tràng, chúng ta cùng tụng với nhau bảy biến đại bi, rồi tụng theo thầy, rồi huynh đệ sẽ thấy được cái công năng mà huynh đệ tụng cùng với thầy như thế nào, huynh đệ thấy rất là hạnh phúc. Sau khi mình pháp thí thực xong thì họ đi họ rất là vui vẻ. Thì cái cách thức làm như thế nào huynh đệ cứ nhìn, rồi huynh đệ sẽ hiểu được cái cách làm đó. Khi tụng cầu nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát xong, cầu cho tất cả vong linh linh xong, thì chúng ta tụng 21 lần vãng sanh quyết định chân ngôn. Vãng sanh quyết định chân ngôn không có nghĩa là mình niệm là người đó sẽ siêu. Vãng sanh quyết định chân ngôn nó có 3 cách trừ. Thứ nhất là mình trừ được oan gia trái chủ mà đeo bu mình. Lúc mình ăn con này con nọ cái kia, mình giết nó nhiều quá đó, cái lúc mà mình yếu mình nằm trước khi chết á, nó bu lại nó cắn mình. Cho nên đại đa số những người ăn tầm bậy tầm bạ trước khi chết nằm rên la hoài không có chết được. Người trong nhà hiểu được chuyện á, lập cái bàn nhỏ thôi, cúng một bữa cơm chay chút xíu nước hoa quả trái cây, mình tụng thời kinh đại bi xong một biến A Di Đà, tụng cho quan gia trái chủ đang đeo đuổi thân xác này phải được no đủ và siêu sanh tịnh độ. Tụng xong cái người nhà mình nó hết rên la, 2 ngày sau chết rất là an lành. Huynh đệ thử làm đi, hiệu nghiệm vô cùng. Trung Đạo muốn chia sẻ cái điều này là tại sao. Ở đây đại đa số là huynh đệ Phật tử biết thầy là người Công giáo rồi, đúng không? Đúng không? Anh của thầy là người Công giáo. Anh thầy chết cách đây 4 tháng, lúc thầy đang xuống Vĩnh Long này mà để cúng chẩn cho cái nhà kia đó, thì chị dâu của thầy gọi xuống là anh Năm là mới chết. Thì thầy, anh là Công giáo mà, thầy mới kêu là chị rờ tay chân ảnh coi cái chỗ nào ấm nóng nói cho thầy biết. Thì chị nói là cái bàn chân rất là lạnh, cái ngực rất là lạnh, cái mặt cũng lạnh, mà cái đầu trên đầu là rất là nóng. Huynh đệ biết tại sao mà cái đầu anh nóng không? Mà Trung Đạo nói ra huynh đệ cũng không tin được cái điều này. Khi huynh đệ tụng kinh nhiều rồi, ngày nào cũng tụng đại bi, rửa sạch cái nghiệp chướng của mình, cái miệng mình rất là sạch, với điều kiện là phải ăn sạch, nói sạch, làm sạch, nghĩ sạch, thì tụng kinh cái miệng mới sạch. Ăn sạch là ăn cái gì? Ăn không chúng sanh. Nói sạch là nói cái gì? Lợi lạc cho ba tánh chúng sanh. Nghĩ sạch là nghĩ cái gì? Lợi lạc cho ba tánh chúng sanh. Làm sạch là làm những điều lợi lạc, an lành cho ba tánh chúng sanh, cho dân tộc, cho đất nước, là việc làm của chúng ta để mà tạo phước đức. Mà cái miệng này rất là hay, huynh đệ tụng trên 10 năm mà ăn sạch nói sạch làm sạch, ăn thiện nói thiện làm thiện, ăn lành nói làm lành, 10 năm sau cái miệng mình từ phàm khẩu vô tri vô giác trở thành thần khẩu, thánh khẩu, tới bậc cao nhất là Phật khẩu. Cái miệng này mà khi có Phật khẩu rồi, huynh đệ không cần phải đứng gần người gần chết mà niệm Phật, không cần. Huynh đệ chỉ kê vô cái lỗ tai cái người gần chết, huynh đệ cho nói vậy nè: nè nghe không, chỉ có lúc mà nhớ không, chỉ có anh với ông Phật thôi, nhớ không, anh với ông Phật thôi. Thì anh thầy là Công giáo cho nên thầy không kêu ổng niệm Nam Mô A Di Đà Phật được, ổng sẽ giận, ổng sẽ chống đối. Thế nên thầy tụng cho ổng xong thì ổng không còn rên la nữa. Mấy ngày sau ổng kêu vợ ổng tới, tại vì gia đình Công giáo mà, ổng kêu nói: thì 5 ngày nữa tao chết. Mà ổng chưa hề niệm một câu Phật nào, mà ổng chỉ niệm vậy nè. Đừng có cười. Lúc mà ảnh nằm rên la thì tụng thầy kinh xong, thầy nói với lỗ tai anh á: anh yên tâm, anh chết tôi sẽ lo cho anh đầy đủ,
anh chỉ giúp tôi một việc thôi. Thầy kê vô lỗ tai anh, thầy nói đó, anh cứ niệm Nam Mô A Di Đà Chúa đi, Nam Mô A Di Đà Chúa, Nam Mô A Di Đà Chúa. Cứ làm y như vậy đi, tôi lo cho anh đầy đủ. Và mấy ngày sau kêu vợ tới, 5 ngày nữa tao chết. Ghê chưa? Thì đúng 5 ngày sau ảnh chết, cái đầu ảnh nóng hổi đó. Có cần phải hộ niệm không? Không. Bởi cái miệng của mình đã trở thành Phật khẩu. Khi mình nói vào cái lỗ tai người gần chết á, thì cái thức nó nằm trong cái thức, nó lặp đi lặp lại Nam Mô A Di Đà Chúa, Nam Mô A Di Đà Chúa, nó nằm nó lẫn quẩn trong đó. Mà người gần chết sẽ được như vậy. Còn cái anh mà đang cầm cặp táp ngoài kia kìa, ảnh còn sống đó. Mà cách đây một năm mấy gặp thầy thôi, mà ảnh làm thấy là đá gà độ. Kinh khủng nhất là cái bè nè, mỗi lần đá là 100-200 triệu. Mà thầy nói có một câu thôi, giờ này còn chưa chịu tu làm gì nữa. Mà cái câu này nó nằm trong đầu ảnh 2 tuần, nó lặp đi lặp lại, giờ này sao chưa chịu tu còn làm gì nữa. 2 tuần sau cả nhà dẫn tới đảnh lễ thầy xin làm đệ tử, bán con gà. Con gà của anh là giá 50 triệu, anh năn nỉ ta, anh bán 30 triệu một con gà. Huynh đệ tưởng tượng đi, một con gà 30 triệu. Kinh khủng, anh bán hết cái đám gà của anh rồi anh đuổi luôn cái người nuôi gà của anh luôn. Bây giờ anh ăn chay trường luôn đó, anh bỏ cái rột. Cho nên tên ảnh là Trung Ngộ, ngộ tức thì, bỏ đá gà bỏ luôn, nuôi gà đá đuổi luôn người nuôi gà, ăn chay trường luôn và cả nhà ăn trường chay đó. Huynh đệ thấy chưa? Cái miệng mình nó ngộ lắm. Mình tập trung tư tưởng như mình nói một vị nào thì nó nằm trong cái đầu này, nó quần đi quần lại. Bởi cái miệng mình rất có cái lực rất là mạnh mẽ, mà gọi là Phật lực. Cho nên mình được phép nói cho cái người gần chết, nói vào lỗ tai thì cái lời nói mình sẽ quẩn đi quẩn lại. Mà cái người đó nằm nghe Nam Mô A Di Đà Chúa, Nam Mô A Di Đà Chúa, khi chết cái đầu nóng hổi. Anh ruột của thầy đó, A Di Đà Phật. Thấy ngộ không, màu nhiệm không? Đâu cần phải là ảnh là người Công giáo, nếu mình kêu niệm Nam Mô A Di Đà Phật ảnh chống đối liền. Nhưng mà có chữ Chúa trong cũng vui rồi, Nam Mô A Di Đà Chúa cũng được. Thôi niệm đại đi, tới đâu tới, miễn gì với Chúa là được rồi, phải không? Cái thức cuối cùng mình nghĩ cái gì mình được về nơi đó. Cái thức cuối cùng mình nghĩ cái cảnh nào mình sẽ được trong cảnh đó. Cho nên người tu tụng niệm phải biết rằng là cái thức cuối cùng rất là quan trọng cho cuộc đời tu học của mình. Mình nghĩ cái gì mình sẽ được cái đó. Mình muốn ly cà phê sữa đá mỗi ngày phải không? Chắc chắn chết đi ngày nào cũng được ly cà phê sữa đá mà không bao giờ siêu đó. Giờ muốn ly cà phê sữa đá không? Cho nên người tu không những tu cho mình, rồi còn biết giúp đỡ huynh đệ âm linh, vong linh hương linh chưa siêu được siêu, không no được no. Đó là bổn phận của người Phật tử thuận thành chân chính. Đồng thời cái bổn phận lớn nhất của chúng ta là giúp cho cụ hiền thất tổ, ông bà nội ngoại hai bên của mình được no đủ và siêu sanh tịnh độ. Vấn đề tụng kinh, trong kinh có nói là âm siêu dương thới mà, phải không? Âm không siêu thì dương không bao giờ thới. Cho nên cụ hiền thất tổ chưa siêu thì gia đình mình không bao giờ hưng thịnh. Nó ngộ như vậy đó. Mà cụ hiền thất tổ không siêu rồi con cháu làm ăn kỳ cục lắm. Hổng chuyện này là chuyện nọ à, không chuyện này chuyện nọ, không chuyện xuôi này chuyện xuôi khác, gia đình lộn xộn hoài là bởi vì trong nhà mình cụ hiền thất tổ, ông bà nội ngoại hai bên chưa được siêu. Cho nên bổn phận của huynh đệ khi tụng ngũ bảo chú đại bi xong thì tụng một thời kinh A Di Đà sau 6 giờ chiều, để 3 chén cháo nấu lỏng lỏng thôi, để trên bàn thờ của ông bà mình, hoặc nếu không có bàn thờ của ông bà thì để bàn thờ của Phật á, để lên trên bàn thờ với một chút xíu muối gạo, hoa quả. Tụng ngũ bảo chú đại bi xong, tụng một thời A Di Đà sau 6 giờ chiều, cầu cho cụ huyền thất tổ, ông bà nội ngoại hai bên được no đủ và siêu sanh tịnh độ. Sau kinh A Di Đà tụng một thời Bát Nhã xong, tụng 21 lần Yết Đế xong, cầu niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát, tụng 21 lần Vãng Sanh Quyết Định Chân Ngôn, nhớ không? Đây là cái nghi mà giúp đỡ huynh đệ phát triển, tiến triển trên con đường tu học. Là phải biết độ âm linh trước. Tụng kinh là độ cho mình. Nếu mình tụng hay tụng giỏi thì mình sẽ độ được những người bên cạnh là gia đình mình, rồi hàng bà con lối xóm. Rồi bên cạnh đó có những vong linh hương linh chung quanh lối xóm lại tụ tập về nhà mình cùng tu với mình mỗi một ngày. Mình tu 3 thời họ được 3 thời, mình tu 4 thời được 4 thời. Để ý coi huynh đệ tu giỏi thì giỏi, mặt rất là đẹp. Mà bê bối bỏ chừng 1 tuần thôi cái mặt lại đen. Tại sao mình tu mà mình đẹp, mình bỏ 1 tuần mặt mình đen? Tại sao? Là bởi vì những cái vị âm linh trong nhà mình
bu vô nhà mình á, hút mình, hút cái mặt mình riết, mặt mình đen bởi vì mình bê bối trong việc tu học, cho nên làm cái mặt mình đen là bởi vì họ quá đông trong nhà mình, họ dùng cái năng lượng của mình để họ tồn tại, cho nên bắt buộc họ phải hút mình. Nhưng mà mình lại không ý thức được điều này. Bởi vì không ý thức cho nên chúng ta không có năng nổ trong việc tu tập để giúp đỡ họ siêu sanh. Quý vị thấy quan trọng ghê chưa? Rõ không? Có làm được không A Di Đà Phật? Làm được không? Để làm là làm cho mình thôi, phải cho thầy đâu ấy nha. Thầy chỉ nói dùm thôi à. Thầy nói làm sao cho huynh đệ làm để huynh đệ tạo phước cho mình tu học. Âm đức rất là quan trọng. Âm đức là phước vô lậu. Phước vô lậu là trường tồn vĩnh cửu. Cho nên phải biết tạo phước vô lậu, tức là tạo âm đức, có nghĩa là giúp đỡ vong linh hương linh chưa siêu được siêu, không no được no. Đó là bổn phận của chúng ta. Mà quan trọng nhất là cái bổn phận đầu tiên là giúp chở cho cụ hiền thất tổ, ông bà nội ngoại hai bên đồng được no đủ và siêu sanh tịnh độ. Âm siêu thì dương thới, âm không siêu thì dương không thảnh thơi. Bây giờ huynh đệ tự quyết định đi, muốn ông bà siêu hay không siêu, nói một tiếng thôi. Sao? A Di Đà Phật. Chúc may mắn nha. Chúc huynh đệ may mắn. Mình tu cho mình mà, mình tu cho ông bà mình mà, chứ đâu phải tu cho thầy đâu mà làm biếng, phải không? Đã tới đây được rồi thì mắc chứng gì là phải làm biếng chứ, phải không? Tu đừng có kẹo, tu đừng có kẹo. Mình đừng có đếm bao nhiêu hột, đừng. Kể nó cho nhiêu lấy nhiêu. Mà mình cho càng nhiều mình được càng nhiều. Con đường tu rất là ngộ. Cái luật nhân quả là cho đi người cho lại. Giúp người, giúp người, người giúp ta. Thấy chưa? Sống trong nhân quả cõi ta bà, cho đi người cho lại, luân hồi quả báo thật không sai. Giúp người, giúp người, người giúp ta. Sống trong nhân quả cõi ta bà, cho đi người cho lại, luân hồi quả báo luật không sai. Có phải vậy không? Rồi thầy có làm cái bài thơ đó đó, mà trong cái bài thơ có cái câu rất là ngộ. Có những huynh đệ phát tâm cúng dường ông thầy bà cô đó để làm cái này cái nọ cái kia, nhưng mà khi ra ngoài kia thì nghe người ta đồn tầm bậy tầm bạ, nói ông thầy này vậy, bà cô này vậy đó, cái tự nhiên đổi ý không chịu cúng dường, cái làm cho ông thầy bà cô đó đã kế hoạch này kế hoạch nọ, cái tự nhiên người ta rút cái lời lại thông cúng dường nữa, cái ông thầy bà cô thất vọng không có hoàn thành được cái kế hoạch của họ, hiểu không? Mình không có trung thành với thầy, không có giữ cái lời hứa của mình. Thí dụ giờ thầy đang cần cái điều này, cái mình hứa con sẽ cúng dường thầy cái đó, cái ông thầy cũng trong mình, ông thầy trong rồi, vong linh hương linh trong chùa cũng trong, cái tự nhiên mình ra đường mình nghe tầm bậy bạ, cái mình thôi mình không thèm cho ổng, bởi vì mình nghe tầm bậy đó, mình không giữ lời hứa, cái mình thất hứa. Nhân trung đạo làm cái câu là giúp người, giúp người, người giúp ta, sống trong nhân quả cõi ta bà, cho đi người cho lại, cho rồi nổi chứng lại không cho. Ác như vậy luôn á, như là Phật. Mà chưa cho ra nổi chứng rồi chứ đừng nói cho. Thấy tội nghiệp không? Thí dụ bây giờ nè đó, bây giờ chưa tráng, chưa tô xong. Trung đạo nãy cứ hứa là nói chút xíu nữa tôi coi tôi phụ ông chút. Thì hứa là phải làm đó. Trong thời sự hứa, thầy hứa với là tất cả vong linh, hương linh, hữu tình hôm nay thầy sẽ giúp cho họ siêu. Đồng thời sẵn hôm đây á, tất cả quý đệ đều hữu. Đã lâu rồi, cả hơn năm không gặp thầy phải không? Thì chúng ta cùng làm một việc đại phước đi. Trong thời gian tới cũng không có xa lắm đâu, thì trung đạo với thầy trụ trì, thầy Thiện Đạt á, có nguyện là sẽ làm một cái trai đàn chẩn tế để giúp cho tất cả vong linh hương linh ở cái chùa này tới 50-60 ngàn vị lượng được siêu sanh tịnh độ. Cho nên không có nhiều, mỗi người chút xíu vậy thôi. Chúng ta mua đồ lại giống như mấy cái bàn đó, nhưng mà mình làm lớn hơn một chút, rồi mình tụng ba biến A Di Đà, tức là thầy khai thị xong tụng A Di Đà, xong khai thị xong tụng A Di Đà, để giúp cho họ cái thức của họ mở ra để họ được siêu. Mình có thể độ được 50-60 ngàn vong linh trong một ngày đó thì thật sự là đại phước luôn á. Quý đệ có chịu làm với thầy không? Hả? Có làm không? Hứa phải giữ lời đó. Một chút này thầy bàn với thầy trụ trì xong là ngày nào nhất định sẽ thông báo. Thầy sẽ có mặt, thầy đem đạo tràng của thầy tới đây cùng với huynh đệ cùng tụng
tụng như thế nào thầy sẽ, chút nữa thầy hướng dẫn để tụng luôn với thầy, rồi chúng ta cùng tạo âm đức với nhau, cùng tạo phước cho nhau để mà mình giúp đỡ đạo hạnh của mình tăng trưởng. Đạo hạnh rất là quan trọng. Huynh đệ có nghe cái câu là đức trọng quỷ thần kinh không? Hả? Chúng ta càng tạo âm đức càng nhiều chừng nào thì đạo đức chúng ta càng lớn chừng đó. Đi tới đâu quỷ thần cũng phải kính lễ đó. Đừng có tưởng bở. Trung đạo lùng lùng thấp thấp chứ đi tới đâu người ta cũng nhìn thấy ớn lắm á, chứ không phải đâu, bình thường. Thiệt á. Huynh đệ nhìn thấy trung đạo là bình thường, nhưng mà mấy ổng nhìn trung đạo không có bình thường đâu. Lùng lùng chứ nhỏ con lắm đó. Ừ, như là Phật. Thấy đó, thử đi. Thử đi mới thấy cái hiệu nghiệm của nó, chứ còn mình nói không có kết quả đâu. Huynh đệ quyết định làm chung với thầy phải không? Rồi, chúng ta sẽ quyết định làm ngày nào thầy sẽ thông báo ở Di Đà Phật. Cảm niệm công đức của huynh đệ đã tiếp tay với thầy, giúp cho tất cả huynh đệ, vong linh, hương linh ở tại ngôi chùa này được no đủ và siêu sinh độ. Khi mà tụng xong rồi ha, thì cái nhà bếp nó không còn gây lộn nữa đó. Nhà bếp gây lộn dữ lắm phải không? Nên ăn vô nè, đâu có ai dễ chịu đâu. Ăn vô khó chịu thấy bà cố luôn á. Nhà bếp rất là quan trọng trong cái chùa đó đó. Huynh đệ mà trong bếp mà nấu ăn ngon mà vui vẻ hạnh phúc, cái người nấu mà không gây gỗ đó nha, cái tâm an lành á, biết niệm Phật á, thì huynh đệ ăn huynh đệ tu rất là tinh tấn. Còn trong bếp mà cãi lộn hoài ha, trong chùa cãi lộn hoài, huynh đệ ăn tu không tinh tấn đâu. Hiểu ý thầy nói không? Trong các đạo viện nổi tiếng thế giới, ông thầy giỏi nhất, vị mà tu giỏi nhất là người đầu bếp. Các đạo viện lớn đó là vị đầu bếp đó là tu giỏi nhất luôn á. Thì ông nấu á, là ông niệm chú, ông niệm Phật trong đó để giúp cho huynh đệ ba tánh thân khỏe, tâm an, trí tuệ sáng suốt, học đạo tinh tấn, bồ đề tâm vững mạnh, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Cho nên cái vị nấu ăn rất là quan trọng. Trong chùa của thầy ở Mỹ đó, thầy tự nấu luôn, không để ai nấu hết. Thầy tự ăn tự hạnh phúc luôn, khỏi cho đứa nào nấu mất công. Bữa đó nấu cái nó về cái nó chết cha luôn á. Cái nó ho, nó nhảy mũi, cái nó chùi chùi, cái nó cầm rau nó bỏ vô chảo. Ôi ơi, nó buồn nó làm vậy vậy, cái nó búng vô nó cứ ăn mình. Ôi tôi gốm nó, tôi tự nấu luôn cho rồi. Phải không? Cho nên khi chúng ta nấu ăn cho ai cũng vậy, phải nấu bằng cái tâm hạnh phúc, vui vẻ, an lạc, và cầu huynh đệ mình ăn được thân khỏe, tâm an, nhớ chưa? Người tu á, quan trọng cái nấu ăn lắm đó. Thành ra cái người tu tụng muốn tiến hóa trong việc tu học, phải làm những điều trung đạo mới hướng dẫn huynh đệ. Phải tụng ngũ bồ chú, tụng đại bi xong một biến bát nhã, 21 biến yết đế, rồi 21 biến vãng sanh quyết định chân ngôn. Thí dụ bây giờ trong đạo tràng này huynh này không có thích thầy, gặp thầy cỡ nào cũng không thích, nhưng mà khi trung đạo biết huynh không thích thầy, mỗi lần trung đạo lại nói chuyện với huynh là trung đạo niệm vãng sanh trong đầu này nè, để giải trừ oan gia trái chủ với thầy với huynh, vài lần sau huynh không có còn ghét thầy nữa. Hay lắm đó, thử làm đi. Hay lắm đó. Mà trong nhà mình có những người không thích mình tụng kinh, mình tụng cầu vãng sanh, cầu oan gia trái chủ, cầu cho gia đình mình hoán chuyển tâm thức để học đạo, với mình tụng yết đế, yết đế xong mà tụng vãng sanh nhiều vô thì tự động người trong gia đình không có ghét mình tụng kinh nữa. Hiểu ý thầy nói không? A Di Đà Phật, chúc may mắn nha. Huynh đệ có hiểu cái sự chia sẻ của trung đạo nãy là bổn phận chúng ta làm gì rồi phải không? Khi mình tu cho ai? Dạ, khi mà mình tu cho mình rồi thì mình sẽ lợi lạc, mình tu mình độ sinh, độ linh. Độ sinh là độ những người còn sống chưa biết Phật Pháp thì biết Phật Pháp. Độ linh là độ những phần âm linh, hương linh, vong linh chưa được siêu thì được siêu, không được no thì được no. Đó là bổn phận của chúng ta. Mà quan trọng nhất là phải độ cửu huyền thất tổ, ông bà nội ngoại hai bên của mình được siêu sanh tịnh độ và no đủ. Đó là việc làm đầu tiên mà chúng ta phải hoàn tất trên con đường tu tập. A Di Đà Phật. Bài giảng dễ hiểu không? Nhưng mà bên cạnh cái việc chúng ta tụng niệm để giúp cho cửu huyền thất tổ, ông bà nội ngoại, vong linh lên được no đủ với siêu sanh độ, chúng ta còn phải ban rải cái lòng từ bi nữa đó. Chứ không phải tụng mà ngồi xuống mà tụng cho hết thời rồi muốn đi đâu đi kệ. Không có đâu. Họ giận đó. Mà họ ngộ lắm. Họ dễ giận lắm đó.
họ rất là nhạy cảm. Chỉ cần cái đầu của mình mà nghĩ xấu cho họ thôi, họ cũng tìm cách họ dứt lại mình đó. Quả báo lẹ lắm. Họ rất là nhạy cảm, cho nên phải cẩn thận. Mày biết ban rãi lòng từ bi, cái thức từ bi của mình lúc mình cúng cho họ, mình phải yêu thương họ. Mình ban rãi tánh từ bi mình cho họ thì họ mới có cơ hội siêu được. Chứ còn thí dụ mình lập ra vậy mình tụng đại đi, như mấy ông kia ông tụng rõ ràng, ông trả lời thật thà luôn. Mấy ông tụng xong xuôi rồi Phật tử mới hỏi thầy tụng gì, họ có siêu không? Thì mấy ông trả lời rất là chân thật. Mấy ông nói tụi tôi tụng rồi tụng, còn siêu không siêu sao tôi biết. Trời, nói câu quầy trớt thiệt là cái câu nó đau lòng ghê. Mà thật thà lắm á. Bây giờ thí dụ trung đạo ra tụng đi, ra tụng xong rồi cái gõ beng beng xong la rầm rồi cái đi về, rồi ai đi thì đi, không đi thôi. Thì thôi tụng làm gì? Cũng như mình lấy muối bỏ biển thì làm chi vậy? Cho nên khi mình để xuống, ngồi xuống công phu là phải công phu cho ra công phu, chứ đừng có trả nợ quỷ thần hay là cho nó hết thời thì thôi, thì đừng có làm. Làm như vậy còn mang tội thêm á, nhớ không? Nhớ không? Hả? Đã công phu phải ngồi xuống công phu cho đâu ra đó từ đầu tới cuối. Cho nên mình rất là hạnh phúc khi được công phu. Bởi vì người tu phải ngồi xuống ra công tụng niệm thì mới có công lực được. Công phu mà tụng nhiều thì công lực mới mạnh mẽ được. Công lực này mạnh mẽ nhiều á thì công năng mới nhiều. Công năng nhiều thì ánh sáng nó phát ra rất là nhiều. Mà cái năng lượng này nó phát nhiều chừng nào á thì mình mới có đủ sức mạnh để tạo công đức chứ. Có đúng không? Nếu không công phu thì làm gì có đủ lực để làm tạo công đức được, làm sao tạo phước đức được. Cho nên hãy ngồi xuống công phu là phải hạnh phúc để được công phu. Cho nên mình tụng kinh á, mình an lạc hạnh phúc được tụng. Tụng xong thấy người nó vui, nó khỏe, đó mới thực sự là công phu đó. Phải không? Còn nó tụng xong rồi cái trơ trơ không có gì thay đổi, thôi tụng chi nó uổng ghê luôn á. Tụng xong rồi vẫn buồn, vẫn phiền, vẫn đau khổ như thường, tụng chi? Đúng không? Ngồi xuống công phu là phải vui vẻ hạnh phúc chứ. Có vui khi tụng kinh không? Vui phải cười lên chứ. Tụng kinh trong đạo tụng ở Mỹ đó, một người đi mỏ, người đi chuông, thầy cầm cái này thầy tụng. Thầy cười hè hè, vừa tụng pháp hoa mà còn cười vậy đó. Rất là hạnh phúc, mà tụng như ca vậy đó. Người nghe cũng thích nữa. Quân đệ mà tụng kinh giỏi nha, người ta không thích nghe tụng kinh, mình tụng một hai tuần sau họ ghiền đó. Cái chỗ này mới là quan trọng nè. Tụng làm sao cho người chưa phát tâm mà ghiền nghe mình tụng mới là quan trọng. Mà mình bữa đó không tụng, nó nhớ, nó thèm, đó mới là quan trọng nữa. Ghê chưa? Lối xóm của thầy ngày xưa đó, thầy tụng mà nó chọi đá vô nhà, ghê không? Thì thầy tụng lớn quá, ồn quá, mà 3 giờ sáng thầy dựng đầu cả xóm dậy nghe thầy tụng rồi. Mà thầy có tụng đâu, thầy hét không à. Mỏ thầy gõ vậy nè, thầy gõ không biết có sức bao nhiêu, nện bấy nhiêu. Thầy tưởng là gõ lớn như nó mới linh. E giờ đâu đá vô nhà nó linh hơn nhà mình của người ta. Tụng vậy đó. Nhưng sao nên hiểu được là mình đang phá hoại lối xóm. Hồi xưa không ai chỉ mình á. Mình biết tụng hết sức hay cứ la to lên đập mạnh là linh à. Còn chưa kể nhang thấp và nghi ngút trong nhà luôn á. Khói mịt mù, nghĩ ra cái gì nhiều là nó linh đó. Hên là không bị ung thư phổi đó. Sau này hiểu được rồi, mình tụng làm sao với tấm lòng của mình, với con tim của mình, với sức mạnh của mình, với trí tuệ của mình. Mình tụng riết người ta nghe, người ta ghiền đó. Tới giờ không tụng nói, ủa sao nay thằng cha này không tụng kinh vậy ta. Đó, cái chỗ này là cái chỗ để độ sinh đó. Độ sinh. Mà mình không tụng một bữa thì vong linh hương linh nó mong chờ. Thế nên mình tụng mình độ linh. Công việc mình làm hay chưa? Nếu vấn đề làm đúng như vậy á, thì cả sinh linh đều được an lành hạnh phúc, cả sinh linh đều được lợi lạc, thì mình tạo không biết bao nhiêu phước đức mà nói đó. Đúng không? A Di Đà Phật. Dễ hiểu không? Rất là dễ, chỉ có đơn giản thôi. Ngũ Bồ Chú, Đại Bi, Bát Nhã. Còn nếu tụng cho Cửu Huyền Thất Tổ thì Đại Bi xong là vô A Di Đà, xong Bát Nhã, xong 21 lần Yết Đế, xong 21 lần Vãng Sanh. Hen. Thì lúc đó huynh đệ sẽ giúp được cho Cửu Huyền Thất Tổ, rồi oan gia trái chủ trong nhà mình được siêu sanh tịnh độ và no đủ. Những người chưa phát tâm tu họ sẽ phát tâm tu, những người chưa có Bồ Đề Tâm họ sẽ phát triển Bồ Đề Tâm.
Cho nên tụng kinh đúng mức thì mình sẽ độ sinh là độ những người còn đang sống, độ cho mình, và độ linh là độ những người đã quá vãng cho được siêu sanh tịnh độ, nhất là ông bà cụ hiền thất tổ mà nội ngoại hai bên của mình. Rõ chưa? Bài giảng dễ hiểu, đơn giản, ngắn gọn nhưng rất là lợi lạc cho huynh đệ sau này đó. Huynh đệ thử làm đi. Nếu mà làm cho cụ hiền thất tổ trong vòng 49 ngày thôi thì cụ hiền thất tổ mình sẽ về báo mộng cho mình biết là các ngài đã đi hết chưa, hay còn vài ba ngoe ở trong nhà. Họ báo cho mình đó nha. Mà rất hay là các vị vong linh hương linh đó, họ rất là sòng phẳng. Mình tụng giúp cho họ siêu, họ quay lại họ giúp cho mình những gì mình mong cầu sẽ được như ý. Họ ăn miếng trả miếng. Cho nên hả, mình chọc họ giận họ cũng quất lại à. Họ rất là sòng phẳng, cho nên cẩn thận đó. Mình nói tầm bậy họ nghe hết á, hiểu không? Thế nên mình khi tụng em để cái lòng từ bi mình cầu cho huynh đệ anh em vong linh hương linh hữu tình chiến sĩ trần vong quan hồn tử thập loại cô hồn đồng bào tử nạn thay nhi sản nạn quan giai trái chủ của quyền thất tổ ông bà nội ngoại hai bên vong linh linh chết sông chết biển chết đầu chết đâm chết chém chết cháy thác cổ thư tử chết gì tai nạn giao thông chết gì bồ ngải ống đối chết sư mồ lạm bất đắc kỳ tử được đâu đủ vì siêu sanh tịnh độ A Di Đà Phật. Dễ hiểu không? Nhưng mà khó nhớ hen. Chúng ở trong đạo sẽ cho mấy em sẽ đem tụi con có không có sách thì nói tú in đem xuống cho tụi con nha. Thầy sẽ gửi những cái tài liệu đó về cho huynh đệ nha. Ở trong đây tất cả bao nhiêu người, bao nhiêu huynh đệ tất cả vậy huynh? Bao nhiêu tất cả huynh đệ vậy? Khoảng 150 không? Hả? Thôi tôi gửi 200 đi cho nó dư ra nha. Thì gửi 200 cuốn Đại Bi với Ngũ Bộ Chú Đại Bi á, thì trung đạo sẽ cho huynh đệ đó gửi xuống cho thầy Thiện Đạt, rồi thầy sẽ gửi cho huynh đệ chúng ta cùng tụng cái pháp này để giúp đỡ cho tất cả sinh linh chung quanh đây, cho bà con lối xóm được an lành hạnh phúc, cho tất cả vong linh hương linh đang cư ngụ tại đây được no đủ và siêu sanh tịnh độ. Có ai chưa hiểu gì giơ tay lên hỏi nha. Chúng ta đàm đạo với nhau để chúng ta cùng lấy thêm sự hiểu biết, để chúng ta cùng làm việc cho ba tánh chúng sanh, cùng giúp đỡ cho tất cả những vong linh hương linh để họ có cơ hội đào thai quay trở lại làm người, để học đạo tinh tấn làm việc cho ba tánh chúng sanh. Cho nên chúng ta phải hỏi những gì cần thiết trong việc tu học của mình, nhất là làm cách nào để độ họ. Những người mày bị bệnh này bệnh kia mà bị em bé theo này kia nọ, nó mà bệnh giả đò hoài đó là đó đó, là họ không đó. Thành ra mình tụng cho họ được siêu, cho mình khỏe. Âm thì siêu rồi, dương mới mạnh mẽ. Còn không thôi là cứ bệnh giả đò hoài. Sự chia sẻ của trung đạo có rõ ràng không? Huynh đệ hiểu rõ không? Trong khi chúng ta ngồi xuống tụng một thời kinh, cho dù một tiếng hai tiếng đồng hồ cũng vậy, cố gắng làm sao giữ cho thân mình được an lành, tâm mình được hạnh phúc, thì việc tu tụng của chúng ta mới có kết quả như mong muốn. Trung đạo mong huynh đệ tụng Đại Bi xong phải ngồi lại ít nhất là 20 phút để chúng ta hít một hơi dài niệm Phật, thở một hơi dài ra niệm Phật, hít vô niệm Phật, thở ra niệm Phật, để giúp cho mình thân khỏe tâm an. Thân khỏe thì tâm mới an, thân không khỏe thì tâm bất ổn, có phải vậy không? Thí dụ mình ngồi mình niệm Phật mà cái lưng mình đau quá, mình có ngồi yên không? Hai cái đầu gối đau muốn chết nè, có ngồi lâu lâu được không? Không. Nên trung đạo chỉ cho huynh đệ cách xả sau khi tụng niệm. Khi tụng kinh niệm Phật xong, niệm Phật 20 phút hít sâu thở dài xong, việc đầu tiên là chắp hai bàn tay vào. Chắp lên như vậy, chà vô, vuốt cái mặt, vuốt hai con mắt, cái đầu, kéo lỗ tai. Vuốt mặt, vuốt đầu, kéo hai cái lỗ tai, vuốt thiệt là kỹ hai mí mắt, để cho ai mà bị mí mắt nhăn đó, tụng kinh ngồi thiền xong vuốt mí mắt thì mí mắt sẽ bớt nhăn, mà ít nhăn mình kéo hoài thì nó hết nhăn, nhớ không? Cái mặt nó sẽ bóng, da nó sẽ căng. Khi mà tụng kinh niệm Phật xong, bàn tay mình rất nhiều năng lượng, cho nên mình chà mặt, chà mũi, vuốt lỗ tai á, để làm cho cái luồng năng lượng nó tan trong cơ thể của mình hết. Quan trọng nhất là hai cái đầu gối, thẳng hai cái chân ra, bóp hai cái đầu gối cho thiệt là kỹ, bóp thiệt là kỹ xong đập, đập hai cái đầu gối xong bóp bàn chân, bóp ngón chân, bóp cho
chà hai bàn chân vào nhau để mình làm cho cái luồng năng lượng nó luân chuyển qua hai cái chân của mình để mình không bị đau đầu gối. Ngồi lâu quá thì teo cơ, ngồi lâu thì hại thịt, đứng lâu hại xương, nằm nhiều hại gân, nói to quá hại khí. Bốn điều cấm kỵ. Thành ra đi đứng nằm ngồi đều phải điều hòa. Người tu mà tu lâu quá, ngồi bó cái gối lâu quá đó mà không chịu hoạt động sẽ teo cặp đùi của mình đó. Mông cũng teo, đùi cũng teo. Có bao nhiêu teo hết bấy nhiêu. Cho nên ngồi lâu hại thịt, mà đứng làm việc hay đứng tụng kinh quá nhiều, đứng không á sẽ hại xương, đau xương đau nhức. Nó làm biến quá độ mà nằm lâu quá, nằm hoài thì hại gân. Nằm nhiều hại gân, đứng lâu hại xương, ngồi nhiều hại thịt, nói to la to thì hại khí lực trong người. Nhớ không? A Di Đà Phật. Người tu mà